Diệp Thần khóe miệng toát ra vẻ mỉm cười, cái này rõ ràng là một kiện người khác cầu không đến cơ duyên tốt, nhưng là ở Điền Quân Kha nói đến, ngược lại giống như xin mình thực tập vậy. Bất quá phương này cơ duyên, mình nếu là không cầm, vậy nhất định thuộc về Đế Thích Thiên và Huyền Cơ Nguyệt. Diệp Thần không do dự nữa, mở miệng nói, cung kính không bằng tòng mệnh. 4 tiếng sau đó, thực tập bên trong không gian, một tòa vô cùng là rộng lớn thánh sơn ra, còn quấn một cái rộng rãi con sông, lao nhanh không ngừng, đậm đà thiên địa linh khí bay lên, tạo thành trắng như tuyết sương mù, nhìn qua trắng xóa một phiến, tựa như ảo mộng. Diệp Thần dựng thân tại bờ sông, cả người lại cùng con sông luật động, hoàn toàn lẫn nhau phù hợp, trọn vẹn một khối. Hắn đã tiến vào thực tập không gian có một đoạn thời gian, nhưng là không có bất kỳ nhắc nhở, cũng không có bất kỳ chỉ dẫn, hắn nhìn vòng quanh cảnh sắc chung quanh, cơ hồ là định cách vậy, không có chút nào biến hóa. Trong nước có đồ. Ở Diệp Thần vô cùng bén nhạy sức quan sát dưới, ở nơi này lao nhanh không ngừng con sông bên trong, quan sát được một chút không giống tầm thường. Không có bất kỳ trở ngại, 10 phần ung dung liền lấy được rồi trong nước này đồ. Đây là một kiện ẩn chứa mặt trời gay gắt phép tắc quy luật thần khí, cái này không thể nghi ngờ để cho Diệp Thần thấy được thực tập rực rỡ. Trong này, nói không chừng có mặt trời gay gắt thần linh ý thức lưu lại. Vù vù. Ngay tại Diệp Thần thần thức đi sâu vào cái này thần tích cổ khí lúc đó, một đạo sán như nắng ấm bóng người, mà lại ở cái này giữa không trung bên trong từ từ thành hình. Người rốt cuộc đã tới. Đi đôi với cái này thanh âm lạnh như băng vang lên. Vậy 10 phần thân ảnh cao lớn, chậm rãi ngưng tụ thành hình. Cái này thân cao vượt qua 3 trượng, tiêu chuẩn thánh khiết nữ thần hình thái, không giống với Huyền Cơ Nguyệt như vậy nữ hoàng, sau lưng của nàng, là kim quang lấp lánh cốt rực, mỗi một cái xương trên, tựa hồ cũng rơi xuống trước một vầng mặt trời nóng rực. Một đạo đạo kim sắc khí lưu, vần quanh ở nữ thần này chung quanh, để cho cái này không gian xuất hiện nhỏ nhẹ dãy giụa. Diệp Thần không nói gì. Mà là lẳng lặng quan sát cái này thánh khiết nữ thần, trên người nàng tản mát ra ngút trời minh duệ chánh khí, để cho người không nhịn được thần phục quỳ bái. Tiền bối, vãn bối Diệp Thần, là tới tham gia thực tập. Thánh khiết nữ thần nhìn chăm chú Diệp Thần chốc lát, mới chậm rãi lấy ra một cái màu vàng tươi thánh hộp. Thánh hộp là quy luật thần khí, phẩm cấp cực cao, từ từ mở ra, một bụi cao đến vạn trượng cỏ cây, giống như có linh tính và trí khôn như nhau. Từ trong hộp chủ động bay ra, tiếp xúc tới mặt đất trong nháy mắt, đã giống như cù long nhất vậy, hướng đất bùn chỗ sâu chui vào. Rào 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 rào. Cây này lớn lên vô cùng là nhanh mạnh, ngay tại trong nháy mắt, đã hình thành một viên chọc trời gỗ lớn, thân cây, trên nhánh cây cũng hình thành từng cái huyền diệu khó lường chữ viết, tựa như cùng ghi lại trong vũ trụ vĩ đại nhất quy luật vậy. Mà đang ở Diệp Thần sự chú ý bị chữ viết hấp dẫn thời điểm. Rào 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 rào. Bao phủ ở cả tòa thánh sơn tất cả linh khí, ở trong một cái chớp mắt này tiêu tán vô hình, vô số điều chi củ cải từ mặt đất rút ra thiệp ra, màu đỏ nhạt khí lưu ngưng tụ ở trên hư không, trên dưới giáp công. Ám tử sắc khí lưu hóa là một cái dữ tợn móng nhọn, thẳng vỗ về phía Diệp Thần. Vô số điều chi củ cải giống như là từng cây một xúc tu, chụp vào Diệp Thần hai chân. Diệp Thần thần sắc lãnh đạm, hai tay chắp sau lưng, thong thả. Một tòa thật lớn bát bộ phù đồ tháp, lộ vẻ hiện ra, ngưng tụ vô hạn uy năng, thả ra từng đạo sáng chói vô cùng thánh quang, Phật ngữ bàn thờ Phật Phật văn, giống như thần dương lâm không, làm cho không người nào có thể mở mắt ra. Oanh! Bát bộ phù đồ tháp cùng giữ tợn móng nhọn, đụng vào nhau, tóe ra vượt quá tưởng tượng lực lượng đánh vào. Tràn đầy hủy diệt lực lượng, điên cuồng hướng 4 phương 8 hướng lan truyền, chỗ đi qua, hết thảy cũng tất cả đều chôn vùi. Nguyên bản thánh khiết nữ thần, lúc này quanh thân đã đổi là đậm đà hắc ám lực. Là sinh đôi đảo. Diệp Thần trong bụng căng thẳng, trước mắt cái này thánh khiết nữ thần hiển nhiên là đồng thời có 2 loại thần thông khả năng, hơn nữa, đều hết sức mạnh mẽ. Không thể chống cự, muốn dùng trí. Diệp Thần con người đông lại một cái, ấn đường sáng lên, hồn thể đổi thành, sát kiếm đã bị hắn cầm ở trong tay. Nhược điểm là cây kia. Nguyệt hồn chảm. Diệp Thần đem toàn bức tâm thần cũng dốc vào đến sát kiếm bên trên, sáng chói kiếm quang quy luật, lượn lờ kiếm phong, một đạo tựa như có thể đem thế giới một phân thành 2 ngân hà kiếm quang, bắn ra. Mấy chục đạo cương phong, giống như chân long xuất thế vậy, thế không thể đỡ, lấy một cái không thể tưởng tượng nổi độ cong,
toàn bộ đụng vào vậy gỗ lớn bên trên. Oanh! Nguyên bản chọc trời cây lớn, lại giống như này yếu ớt đổ xuống đất, biến thành vô số lưu quang bóng xanh. Từng đạo lục quang, toàn bộ chui vào thánh khiết nữ thần trong cơ thể, vốn là hắc ám lực, ở lục quang chữa dưới, lần nữa lại thuộc về sán dương. Vậy bành trướng mà lạnh thấu xương khí sát phạt, chỉ như vậy từ từ tiêu tản ra. Nguyên bản nữ thần vô thần ánh mắt, lúc này treo lên một chút đơn thuần và nghi vấn. Ngươi là ai? Ta là Diệp Thần, ta là tới tham gia thực tập. Diệp Thần cũng không có nhảy tới trước một bước, mà là đứng ở tại chỗ, lẳng lặng nhìn người phụ nữ. Thực tập. Vậy thánh khiết nữ thần giống như mất trí nhớ như nhau, giống như một bé gái xoa xoa mình đầu nhỏ, trong miệng tái diễn hai chữ. À, đúng rồi. Hồi lâu, mới lộ ra vẻ mỉm cười, là luyện thần bá để cho ta hỗ trợ thực tập, ta là thứ nhất phương thực tập, khảo nghiệm ngươi có thể hay không chữa bệnh ta. Diệp Thần ngẩn ra, vậy hiện tại mình là đánh bậy đánh bạ thành công. Ngươi vẫn là nhiều năm như vậy tới nay, cái đầu tiên nhanh như vậy liền phát hiện ta bị bệnh, hơn nữa chữa hết ta. Bất quá ngươi vậy thật xấu xa, làm hại người ta cũng còn không có cùng ngươi nói quy tắc trò chơi. Diệp Thần không nói, đây là đang khen ngợi mình học biết cướp đáp sao. Bất quá ngươi cũng không cần kiêu ngạo, ta cửa ải này nhưng mà đơn giản nhất đóng một cái, phía sau mới khó khăn đâu. Diệp Thần gật đầu một cái, chút nào không dám hết lấy xem nhẹ, dẫu sao cửa thứ nhất này chính là sinh đôi nói, phía sau còn không biết sẽ như thế nào nghịch thiên đây. Xin hỏi ngài, ta tiếp theo hẳn đi như thế nào? Thánh khiết nữ sinh ngón tay tùy tiện chỉ một cái, nguyên bản không có chút nào đường tắt thánh sơn, lúc này, lại lộ ra một cái ở giữa rừng đường nhỏ. Diệp Thần gật đầu một cái, cũng không chậm trễ, đi thẳng đi lên. Nhìn qua thấp lùn thánh sơn, chân tránh bước vào đi vào, lại để cho Diệp Thần cảm thấy nó cao lớn mà đứng sừng sững. Một tòa bốn góc lương đình, nhìn như hết sức bình thường bàn đá bên trên, có một người đang uống rượu. Đến khi Diệp Thần đến gần, trên mặt lộ ra lau một cái thần thái bất khả tư nghị, cái đó đang uống rượu người, bất ngờ chính là chính hắn. Mà ở đó người đối diện, còn bày một khối băng đá, tựa hồ là mời quân vào hữu ý. Diệp Thần không do dự, trực tiếp ngồi ở đó người đối diện, hai người hình dáng đặc thù hoàn toàn giống nhau, chỉ là tản mát ra hơi thở hoàn toàn không cùng. Có người đánh bại ngươi sao? Uống rượu Diệp Thần, một bộ lười biếng hình dáng, nhìn Diệp Thần nói. Không có. Diệp Thần lắc đầu, ở hắn trong tự điển, chỉ có tạm thời thắng thua, mà không có thất bại. Nếu như không địch lại, vậy thì ngày khác tái chiến, thẳng đến đánh bại đối phương. Ngươi có nghĩ tới luân hồi chi chủ là hạng người gì sao? Uống rượu Diệp Thần lộ ra một cái thăm dò thần thái, tựa như hắn từng dù sao cũng lần suy tính qua cái vấn đề này. Nghĩ tới, cả ngày sinh hoạt ở kiếp trước bố trí bên trong, sẽ cảm thấy tiếc nuối sao? Diệp Thần trong lòng khẽ run, hắn hiện tại có chút hoài nghi đây rốt cuộc là đối phương cho tất cả mọi người thực tập, hay là cho hắn Diệp Thần thực tập. Tiếc nuối, sẽ không, bởi vì ta từ đầu tới đuôi, đều là vì mình mà sống. À, cùng uống một ly. Uống rượu Diệp Thần đem ly rượu trong tay đụng ở Diệp Thần ly rượu bên trên, lại tựa hồ như cũng không thèm để ý đối phương phải chăng uống cạn, tự mình lại trước liền một ly. Ngươi có biết một cửa ải này là thực tập cái gì? Tâm ma, tâm trí, có lẽ là tâm tính. Diệp Thần lắc đầu một cái, nhưng vẫn là như vậy trả lời, muốn đến cửa ải này tất nhiên là cùng hắn đạo tâm thức tức tương quan. Uống rượu Diệp Thần bàn tay vung lên, hư ảnh hoảng hoảng hốt hốt vọt vào Diệp Thần thức hải bên trong cơ thể hắn một hồi đau đớn co rút. Một bức tranh ở trong óc chấn động. Huyền Cơ Nguyệt, ta muốn giết ngươi, là Diệp Thần trả thù. Hạ Nhược Tuyết và Ngụy Dĩnh đồng thời ra tay, lấy một cổ dễ như bỡn lực, đánh vào hướng Huyền Cơ Nguyệt. Chỉ bằng các ngươi hai cái sao, trộm ta luân hồi tinh diễm, ta không đi tìm ngươi, ngươi ngược lại là chủ động đưa tới cửa. Tốt lắm tốt lắm. Thần La Thiên Kiếm, tản ra nóng bỏng số mệnh tử vi khí, cực hạn khí vận, để cho Huyền Cơ Nguyệt bao phủ ở nữ hoàng nguy nga vòng nguyệt quế dưới. Coi như là chúng ta tự bạo, cũng phải để cho ngươi trả giá thật lớn. Còn có chúng ta, Huyết Long và Viêm Khôn, từ phương xa lao nhanh tới, vậy ra nhập chiến cuộc. Để cho bổn tôn là chủ nhân trả thù. Tiểu Hoàng đã sớm hóa hình hai con ngươi ác mộng, lúc này lao nhanh trước gào thét tới. Đỏ màu xanh trình độ cao nhất ánh sáng,
quanh quẩn ở hắn uy phong ác liệt ra lông bên trên, thái cổ uy năng hiện ra hết. Vô tận quy luật vờn quanh toàn thân. Chỉ như vậy sao, không chịu nổi một kích. Huyền Cơ Nguyệt giữ tợn cười, đối mặt mọi người giáp công, không chút nào bất kỳ sợ hãi. Cũng cho ta chết. Bót, là ly rượu rơi xuống thanh âm, Diệp Thần bỗng nhiên mở mắt ra, trước mắt vẫn là cái đó cùng mình giống nhau như đúc uống rượu Diệp Thần. Mà mình mới vừa mắt thường thấy vậy hết thảy, chỉ là mộng. Nhìn thấy gì? Gặp hắn tỉnh lại, uống rượu Diệp Thần lộ ra vẻ mỉm cười. Đây chính là tương lai. Hắn khóe miệng lộ ra lau một cái thần bí khó lường mỉm cười, trước thời hạn theo dõi thiên cơ vậy. Cho nên, người hiện tại gặp cắn trả. Diệp Thần cưỡng ép đè xuống kích động trong lòng, ngay vừa mới rồi vậy mấy cái cảnh tượng trong đó, hắn còn có thể loáng thoáng nghe được bạo phá thanh âm, hư không tê liệt thanh âm, còn có thần kiếm xuyên thấu trong cơ thể thanh âm. Uống rượu Diệp Thần cũng không để ý gì tới sẽ Diệp Thần giễu cợt, người tu hành đều là như vậy, phát xảy ra ở trước mắt thực tế không tin, hết lần này tới lần khác phải tin tưởng trong lòng hư không mờ mịt hy vọng. Đây không phải là thực tế, mà là ngươi tạo một giấc mộng. Diệp Thần lắc đầu, hắn đoán sai rồi, cửa ải này thực tập, cũng không phải là cái gì đạo tâm, thực tập là dũng khí. Ngươi là người tạo mộng, cho nên ngươi ngụy tạo chính ta, phục khắc ta, hơn nữa tìm được ta trong lòng lo lắng nhất thân nhân bạn bè. Nhưng là, ngươi nơi chế tạo phải, là trong lòng ngươi nhất sợ hãi, cũng không phải là ta. À, uống rượu Diệp Thần chán lộ ra vẻ mỉm cười, tựa hồ là xem cuộc vui giống vậy vẻ mặt hiện ra hết. Nếu như là ta, căn bản sẽ không phát sinh loại chuyện này, từ đầu tới đuôi, không có bất kỳ chuyện, đã từng dao động qua ta chưa từng có từ trước đến nay quyết tâm. Diệp Thần kiên định nói, hắn mục tiêu tuyệt đối không chỉ là đối phó Huyền Cơ Nguyệt, ở trên không biết nhiều ít lần Thái Thượng Thiên Nữ thậm chí còn Vạn Khư, mới là hắn nội tâm kiên định cố chấp mục tiêu, còn như vậy Vạn Khư Thần Điện, một ngày nào đó, hắn phải đem hắn diệt điện. Dũng khí đáng khen, năng lực chưa đủ. Uống rượu Diệp Thần nhìn Diệp Thần diễn cảm, chậm rãi nói ra tám chữ. Hắn một hơi uống hạ tối hậu một ly rượu, người có thể đi. Một phe này thực tập, Diệp Thần cảm thấy có chút hoảng hốt, tựa hồ cái gì cũng không có làm, lại tựa hồ làm rất nhiều. Thậm chí phương này thực tập kết thúc, hắn cũng không biết mình phải chăng đã thông qua. Mà sau khi hắn rời đi, trước bàn đá thanh niên, đã khôi phục được diện mạo như cũ. Ca ca, hắn thông qua sao? Nếu như lúc này Diệp Thần quay đầu, nhất định sẽ phát hiện cái này xinh đẹp nũng nịu cô gái, chính là ải thứ nhất thánh khiết nữ thần. Đây là cái đầu tiên nhanh như vậy liền tỉnh lại người. Thanh niên kia cảm khái nói, mặc dù hắn đã làm đủ dáng vẻ, nhưng là Diệp Thần cái này nghịch thiên tự tin cùng vô cùng dũng khí, cũng để cho hắn có mấy phần tán thưởng. Vậy hắn là thực tập thông qua, cô gái vui vẻ nói, ban đầu luyện thần bá đã đáp ứng chúng ta. Thái thượng huyền minh thiết đưa sau khi đi ra ngoài, chúng ta liền có thể trở lại thái thượng thế giới. Thanh niên gật đầu một cái, sờ một cái cô gái mái tóc, chỉ là năm đó vì tránh nạn mới đáp ứng tiến vào cái này nơi thực tập, hôm nay có thể trở lại thái thượng, không biết đối với cái này em gái ngốc mà nói là phúc hay là họa. Người vậy không nên quá cao hưng, hết thảy xem cuối cùng vị kia. Cô gái gật đầu một cái, một mặt khao khát nhìn về phía phương xa. Một miếng vô cùng là rộng lớn cửa ánh sáng, đứng sừng ở Diệp Thần trước mặt, cho dù là tinh thần, ở trước mặt hắn, vậy giống như bụi bặm vậy. Cái này cửa ánh sáng yên lặng đứng sừng ở cái này thánh sơn bên trên, không người nào biết nó tồn tại biết bao rất dài năm tháng. Đi vào Diệp Thần mới nhìn rõ, cái này đồ sộ trên cửa, lại khác nhiều như vậy đường vân. Tựa hồ đi vào, liền biết bay thăng thiên hà vậy. Ha ha ha, Diệp công tử. Người rốt cuộc đã tới. Cái này đạo hư ảnh, là cái tóc hoa râm ông già, nhưng vóc người cao lớn vô cùng, đặc biệt to lớn, lại có thể so man hoang nham ma còn muốn cao hơn một cái đầu, cho dù chỉ có hư ảnh, vậy phơi bày ra vô cùng uy mãnh khí thế. Phi Lôi Thần Tôn. Diệp Thần thất kinh, hắn ngay tức thì bắt được cái này đạo hư ảnh hơi thở, lại có thể và Thiên Ngục Thần Đế nhân quả đồng nguyên. Bổn tôn cái này đạo hư ảnh, ở chỗ này không biết yên lặng liền bao lâu. Người rốt cuộc coi là đã tới. Phi Lôi Thần Tôn híp mắt cười nói, Diệp công tử, lần này ta cố ý ở chỗ này cung kính chờ đợi ngươi, ngươi phải chăng nguyện ý gia nhập Hoang Lôi Thần Điện. Diệp Thần cho tới nay treo tim, lúc này có thể hơi rơi xuống, Phi Lôi tiền bối,
nói lần trước sau này có duyên, đi Hoang Lôi Thần Điện xem ngươi, không muốn đến chúng ta lại có thể ở nơi này nơi thực tập gặp nhau. Ha ha ha! Phi Lôi Thần Tôn phát ra sang sảng tiếng cười, huyền tức nói, đây cũng không phải là trùng hợp, thiên nữ đại nhân, tại sớm chục ngàn năm trước, đã vì ngươi trồng nhân quả. Thái thượng thiên nữ vậy được chuyện làm phái, quả thật một mực ra hắn dự liệu. Cái này thái thượng huyền minh thiết, vốn chính là vì ngươi chuẩn bị. Phi Lôi Thần Tôn dừng một chút, lại nói, trừ thái thượng huyền minh thiết, luyện thần tộc cổ thất, ngươi gặp được đi, hắn cũng là vì ngươi ở lại thiên nhân vực. Lời ấy vừa ra, Diệp Thần trong lòng giống như bị sét đánh vậy, khó trách ban đầu luyện thần sẽ đem tất cả truyền thừa, thậm chí là luyện thần cung đô truyền cho mình, hết thảy các thứ này, đều là thái thượng thiên nữ an bài sao. Luyện thần cổ thất đã chết. Diệp Thần dò xét tính nói một câu, hắn muốn biết, Phi Lôi Thần Tôn cái này đạo hư ảnh phải chăng cùng bản thể liên thông. Cái gì? Phi Lôi Thần Tôn kinh ngạc vạn phần, là ai giết cổ thất? Thân Độ Uyển Nhi, Diệp Thần trả lời, hắn thật ra thì càng muốn thông qua Phi Lôi Thần Tôn biết rõ càng nhiều liên quan tới Thân Độ Uyển Nhi tình huống. Là nàng, Phi Lôi Thần Tôn thở dài, nếu như là nàng mà nói, coi như xong đi. Nàng là cái võ si, đối với nàng mà nói, có thể chết trận là một loại quang vinh. Tiền bối, vậy ta cái này thực tập coi là thông qua sao? Diệp Thần không có lại quấn quýt thái thượng thiên nữ, bây giờ vẫn chưa tới lúc. Tự nhiên là thông qua, nếu là lại không thông qua, vậy hai cái đứa nhỏ, phỏng đoán sẽ tới tìm ta tính sổ. Phi Lôi Thần Tôn ánh mắt rơi vào che giấu ở cách đó không xa trên người cô gái, đã đem Diệp Thần đẩy ra thực tập không gian. Không gian run run, giống như bị biến dạng vậy, Diệp Thần bóng người chậm rãi xuất hiện ở Điền Quân Kha trước mặt, lúc này trong tay hắn đang nắm một đạo kim sắc phù triện. Phi Lôi tiền bối. Phi Lôi Thần Tôn một phất tay áo đã đem Diệp Thần lần nữa ném trở về Điền ra, Diệp Thần đầy bụng vấn đề tự nhiên sẽ không lại đạt được chút nào đáp lại. Ngươi thông qua tam phương thực tập. Điền Quân Kha trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, quay đầu nhìn về phía Điền Khôn, tựa hồ ở biểu đạt cái gì. Ừ, Diệp Thần mặc dù có chút thất vọng Phi Lôi Thần Tôn đột nhiên đem hắn ném ra thực tập, nhưng cũng biết đối phương dẫu sao là Thái Thượng Thiên Nữ người làm, mình đã giống như Thái Thượng Thiên Nữ trong tay nắm một con cờ, chắc hẳn rất nhiều nói, thì không cách nào giao cạn nói sâu. Đã như vậy, vậy ta Điền ra mấy đời bảo vệ Thái Thượng Huyền Minh Thiết, liền giao cho ngươi. Điền Quân Kha hiển nhiên là kịp chuẩn bị, trong tay xuất hiện một khối cùng Diệp Thần trong tay giống nhau như đúc màu vàng phù triện. Đưa tới Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần ngẩn ra, chỉ đơn giản như vậy. Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên phí hết tâm tư mong muốn, hôm nay cứ như vậy dễ như trở bàn tay bày ở trước mặt mình. Diệp công tử, còn do dự cái gì? Đây chính là Thái Thượng Huyền Minh Thiết Hà. Điền Khôn nhìn Diệp Thần cái này bức có chút ngẩn ra dáng vẻ, không nhịn được nói, cái này hiếm có cơ duyên, nhưng mà người ngoài cầu mấy chục triệu năm nhân quả cũng không cầu được. Diệp Thần gật đầu một cái. Bỏ mặc cái này huyền minh thiết, là thái thượng thiên nữ từ nguyên nhân gì muốn cho mình, chỉ cần đối với hắn tăng lên thực lực có trợ giúp, vậy hắn thế nào không là? Hắn phải trở nên mạnh, cho đến lại cũng không khả năng có người có thể đủ cho hắn an bài cái gì. Hắn phải trở nên mạnh, cho đến cầm những cái kia xem thường người mình toàn bộ dẫm ở dưới chân. Ánh sáng hòa vào nhau, hai quả kim quang phù triện va chạm tới giữa, tạo thành một khối vô cùng là chính trực huyền minh thiết. Đây cũng là Thái Thượng Huyền Minh Thiết. Diệp Thần cẩn thận quan sát khối này Huyền Minh Thiết. Phía trên đường vân cùng trước cho Điển Uy đúc cương cốt tim nhất trí, nhưng là hắn nồng nặc hơi thở nhưng vượt qua xa vậy một miếng nhỏ thức ăn thừa. Không sai, hiện tại, nó là tài sản của ngươi. Điền gia tộc trưởng nói. Diệp Thần gật đầu một cái, hắn có thể cảm nhận được cái này Huyền Minh Thiết chỗ độc đáo, không hổ là Thái Thượng vật, hắn có thể cảm giác được nếu như phụ ở thần binh bên trên. Nhất định có thể tăng lên nữa càng cao một cái tầng cấp. Nếu Thái Thượng Huyền Minh Thiết cùng luyện thần tộc có sâu xa, Diệp Thần dứt khoát đem nó đặt vào cổ thất để lại cho mình luyện thần điện bên trong. Đến khi Hoang Ma Thiên Kiếm trở thành một chuôi thứ thiệt thiên kiếm, hắn tự nhiên đem luyện chế đến trên hết, làm cho này trận thế gian tàn sát chuẩn bị sẵn sàng. Đa tạ tiền bối, Diệp Thần nhìn về phía Điền Quân Kha, chắp tay nói. Điền Quân Kha khẽ vuốt cằm, năm tháng mênh mông. Thời gian lưu chuyển, bọn họ trong thế hệ này người mạnh nhất, hiện tại đã bị người sau tới xa xa vượt qua, Diệp Thần vô luận là thủ đoạn vẫn là tâm trí, vẫn là phần kia đại cơ duyên,
đều là hắn kỳ vọng mà không kịp mong đợi đạt tới. Bất quá, Diệp Thần, mấy ngày nay, Điền gia linh khí đang phạm vi lớn xúc giảm. Điền Quân Kha nhướng mày một cái, đại trận bắt đầu sau này, vì người Điền gia an toàn, hắn từng nhiều lần đi tất cả cái địa phương đi thăm dò xem, phòng ngừa tâm ma chi chủ và vận mệnh chi chủ len lén lẻn vào. Nhưng là, cái này mấy lần xuống, hắn nhưng phát hiện, nguyên bản Điền gia linh khí phạm vi, cũng đang không ngừng thu nhỏ lại, lúc ban đầu chỉ là bên bờ đổi được mỏng manh, nhưng là sau đó, hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được, linh khí bao trùm phạm vi đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm dần trước. Diệp Thần lúc này tự nhiên sẽ không giấu giếm Điền Quân Kha, gặp hắn phát hiện đại trận này tai hại, vội vàng tế khởi một đạo ngăn cách bình phong che chở, đem luân hồi mộ địa cùng mình cắt kim loại đi ra, hắn cũng không muốn để cho nghĩa địa bên trong che giấu đại năng, nghe được hắn lời kế tiếp. Điền tiền bối, là như vậy, đại trận này mặc dù có vô hạn uy năng, có thể đem Đế Thích Thiên và Huyền Cơ Nguyệt ngăn cản bên ngoài, nhưng là đối với linh khí hao tổn nhưng là cực lớn. Thậm chí nó sẽ hấp thu toàn bộ thiên nhân vực linh khí. Diệp Thần lộ ra một chút xin lỗi thần sắc, nhưng là còn là tiếp tục nói, bất quá, coi như là để cho ta lại chọn một lần, ta cũng cho rằng người so linh khí trọng yếu. Điền Quân Kha ngược lại có chút bất ngờ quay đầu nhìn về phía Diệp Thần, người không cần để trong lòng, ta lo lắng linh khí yếu bớt là bởi vì là tâm ma chi chủ, nếu như bởi vì cái này bảo vệ đại trận, vậy cũng không sao. Hắn thân làm ruộng nhà tộc trưởng. Hắn gánh vác bảo vệ Điền gia trọng trách. Người so tài nguyên trọng yếu hơn. Điền Quân Kha lại nói, ta hẳn là phải cảm tạ ngươi, nếu không, Điền gia chết sẽ càng nhiều. Diệp Thần lắc đầu, tiền bối không nên khách khí, chỉ là, tiền bối nếu đã phát hiện trận này tai hại, cái này lòng đất linh khí luôn sẽ có không ngày hôm đó, vãn bối cũng bất quá là trì hoãn mà thôi. Điền Quân Kha gật đầu, nếu như duy trì đại trận linh lực cần liên tục không ngừng nói. Vậy người Điền gia thật ra thì còn ở nguy hiểm bên trong. Tiền bối, cần sớm làm dự định, làm linh lực dây dưa tán sau này, chỉ sợ chúng ta chỉ sẽ là đế huyền hai người trên thất thịt cá. Những thứ này, Điền Quân Kha làm sao thử không biết đâu, hắn cau mày, thở dài, suy nghĩ. Tộc trưởng, không bằng. Điền Khôn muốn nói lại thôi, ngón tay nhưng nhẹ nhàng hướng xuống dưới điểm, tựa hồ là dưới đất này có vật gì như nhau. Điền Quân Kha tựa hồ đối với hắn ý 10 phần sáng tỏ, do dự mấy giây, vẫn mở miệng nói, Diệp Thần, thật ra thì ta Điền gia dưới đất có một phe thời đại hồng hoang không gian truyền tống trận pháp, một khi khởi động có thể mang Điền gia đám người chạy ra khỏi thăng thiên. Tiền bối kia còn do dự cái gì? Diệp Thần không rõ ràng, nếu cuối cùng đều là phải rời đi nơi này, sao không sớm làm dự định? Chỉ là, ta Điền gia ở chỗ này sinh sống mấy chục ngàn năm. Vô số cây cơ đã không so tầm thường, muốn cho ta lúc này buông tha, thật sự là. Điền Quân Kha lời còn chưa dứt, nhưng hắn và Điền Khôn trong mắt nhưng đều là tiếc nuối cùng không thôi, hiển nhiên cùng nơi đây đã nguyên do địa lý thâm hậu. Tiền bối, đều nói thiên thời địa lợi nhân hòa, nhưng là không có ai, hai người trước lại còn được trời ưu đãi ưu thế thì như thế nào. Điền gia lúc này đã nỏ hết đà, cần gì phải tham luyến ngoại vật không muốn buông tay. Đúng vậy tộc trưởng, người mới là trọng yếu nhất. Điền Khôn vậy nhanh chóng phụ họa nói, bất quá là vạn năm thời gian, ta Điền gia như cũ có thể thao quang dưỡng hối. Tiền bối, vô số hậu bối ở máu tanh cùng trong khổ nạn thành tựu tự thân, có lẽ linh khí nồng nặc sẽ để cho bọn họ con đường tu luyện bình thuận, nhưng điều này cũng làm cho bọn họ bị mất quá nhiều quả cảm cùng nhiệt huyết, rời đi nơi này, tìm một khối mới phúc địa, hết thảy bắt đầu lại. Điền Quân Kha lúc này nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt càng khen ngợi, trải qua trận chiến này, hắn đã muốn phát nhìn ra Điền gia lánh đời tai hại, tứ đại trưởng lão sau này, lại không một trẻ tuổi hậu bối có thể đứng ra, mà Diệp Thần, hắn tuổi tác, so với rất nhiều Điền gia đương thời kiều tử đều phải nhỏ hơn một ít. Đời này luân hồi chi chủ, quả nhiên không thể khinh thường. Được. Điền Quân Kha trầm giọng nói, thanh âm vang vọng như chuông cổ, đã như vậy, Điền Khôn. Ngươi cầm cái khác ba vị trưởng lão gọi tới, chúng ta lập tức mở không gian truyền tống trận pháp. Tộc trưởng, Diệp Thần, hồng hoang cổ trận mở rườm rà phức tạp, đoạn thời gian này, thì phải dựa vào ngươi. Diệp Thần gật đầu liên tục, tạm thời nửa khắc, trận pháp này còn không có vấn đề. Cùng lúc đó, Điền Gia Gia, Huyền cô nương, có thể giác cha ra chỗ khả nghi nào. Đế Thích Thiên lộ ra một bộ cao thâm khó lường quỷ mị hình dáng.
không nam không nữ âm nhu tướng lúc này càng lộ vẻ được dị thường nhiếp nhân tâm phách. Ngươi muốn nói cái gì? Huyền Cơ Nguyệt hai hàng lông mày đảo thụ, một mặt sắc giận, ở nàng nhìn lại, Đế Thích Thiên là chỉ hoãn chiến cuộc mới đưa đến Diệp Thần chạy tới, cho tới hiện tại các nàng bị động như vậy. Cái này điền ra linh khí, đang chậm chạp đổi được mỏng manh. Mà đại trận này, tựa hồ cũng có dấu hiệu giãn ra. Vậy chúng ta nhanh chóng liên thủ, phá hắn trận pháp. Huyền Cơ Nguyệt Thần La Thiên Kiếm nhất hoành, bước lên trước bước ra, đã hướng điền ra phương hướng bước vào. Huyền cô nương, lần này làm sao gấp gáp như vậy? Đế Thích Thiên nhưng vẫn là thong thả nói, khóe miệng tần trước một nụ cười châm biếm, trận pháp này nếu là lấy chiếm đoạt linh khí mà tồn tại ở đây, vậy chúng ta cần gì động thủ, Diệp Thần bọn họ tự nhiên sẽ ngoan ngoãn từ trong trận pháp đi ra. Huyền Cơ Nguyệt Nữ Hoàng uy áp ngập trời nổ tung ra, nồng đậm vận mệnh khí trạch bọc ở nàng quanh thân, nội tâm lóng lánh ra chói mắt ánh sáng rực rỡ, ta nói hiện tại, chúng ta liên thủ phá trận. Đế Thích Thiên mặc dù cũng không hoàn toàn đem Huyền Cơ Nguyệt coi ra gì, nhưng là người phụ nữ này là điên, một khi phát tác không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Trước mắt bất quá là sớm một khắc trễ một khắc vấn đề. Đế Thích Thiên cũng không nghĩ như thế cùng nàng trở mặt, chỉ có thể đáp ứng tới. Thái Thượng Thiên Phù Đảo, Thái Thượng Thiên Uyên Đảo, 9 tầng trời thương khung, bỗng nhiên có một phiến vực sâu hạ xuống. Khủng bố là vực sâu hơi thở, tựa như ác ma vậy, hướng Diệp Thần thiết chí bảo vệ đại trận cắn nuốt. Từng tia Thái Thượng Chư Thần uy áp, không ngừng ăn mòn tất cả người điền ra tâm thần, để cho người cơ hồ đều không thở nổi. Bốn phía không gian, ở nơi này phiến vực sâu nghiền ép dưới, không ngừng nổ tung nghiền. Tựa hồ toàn bộ điền ra đều không cách nào chống lại cái này vực sâu uy lực. Mà giờ khắc này điền ra bên trong, bầu không khí ngưng trọng đến trình độ cao nhất. Vô số quy luật ánh sáng vờn quanh trong đó. Trận thành. Điền Quân Kha bạo hừ một tiếng, một đạo ngập trời ánh sáng từ lòng đất bay lên, giống như là một con du long, gào thét xông về thương khung. Đi. Ngay tại giây phút này. Tất cả điền ra con em toàn bộ lui trở về ánh sáng phạm vi bao trùm bên trong. Ung ung. Trận pháp đã khởi động, Điền Quân Kha dựa vào cái này hoang cổ truyền tống đại trận, cuối cùng là phá vỡ một cái đường ra, vậy lao nhanh mà cường hãn trận pháp, đem một nhóm lại một nhóm điền ra con em dẫn rời. Không tốt. Bên ngoài Huyền Cơ Nguyệt mặt liền biến sắc, tự nhiên chú ý tới cái gì, uy năng như thế cường đại truyền tống đại trận, liền liền nàng cũng là bình sanh hiếm thấy. Không thể để cho luân hồi chi chủ chạy. Huyền Cơ Nguyệt hai người hai mắt nhìn nhau một cái, vô luận như thế nào bọn họ đều không thể để mặc cho Diệp Thần lần nữa tự nhiên rời đi. Đế Thích Thiên ánh mắt lạnh lùng, cái này trong xung quanh trăm dặm, hắn đế uyên điện tai mắt rất nhiều, bỏ mặc vậy điền ra vẫn là Diệp Thần dài ba đầu vẫn là sáu cánh tay, hắn cũng có thể thấy rõ bọn họ chạy khỏi dấu vết. Nhìn truyền tống trận chập chờn càng ngày càng mạnh, Điền Quân Kha thần sắc ngưng trọng phải mau sớm. Luân hồi chi chủ, người trận pháp còn có thể kiên trì bao lâu? Diệp Thần cảm thụ mấy phần, thế nhưng luân hồi mộ địa thanh âm thần bí cũng không có cho biết, hắn chỉ có thể thần sắc đông lại một cái, nói. Luân hồi huyền bi, cho ta mở ra. Nháy mắt tức thì, Diệp Thần có thể cảm giác đến, tự thân luân hồi huyết mạch đang nhảy nhót, hắn cả người trong thân thể máu loãng, đang sôi trào, dường như muốn cháy vậy. Rất nhiều thần mạch hơi thở. Không ngừng từ trong cơ thể hắn tràn ra. Tựa hồ là vô cùng vô tận luân hồi huyết mạch khí truyền ở bảo vệ đại trận bên trên, chỉ có như vậy, mới có thể làm ruộng nhà tất cả mọi người rút lui tranh thủ được quý báu thời gian. Phá cho ta! Huyền Cơ Nguyệt cắn chặt hàm răng, trong tay Thần La Thiên Kiếm chỉ trích xuống, hàm chứa vô tận thái thượng cậy mạnh uy áp, tựa hồ giữa trời đất tất cả vận mệnh chân nguyên lúc này bị nàng toàn bộ nắm trong tay, hung hãn đánh vào đại trận bên trên. Hụ hụ! Diệp Thần thân thể nhẹ run lên, trong miệng khạc ra máu loáng, hắn có thể cảm nhận được đau đớn kịch liệt, cả thân xương tựa hồ cũng muốn rời ra từng mảnh. Luân hồi chi chủ, mau! Điền Quân Kha thanh âm liền ở thời khắc mấu chốt này vang lên, Diệp Thần vậy đôi bất khuất trong tròng mắt thấu lộ ra rồi vẻ vui sướng, xem ra lần này, vận mệnh vẫn là đứng ở hắn bên này. Không chần chờ chút nào. Vậy rất nhiều luân hồi huyền bi tâm trận thu hồi Diệp Thần trong cơ thể. Mà hắn cũng đã ở trong hư không lâm không nhảy một cái, trực tiếp chui vào vậy truyền tống trận vết rách bên trong. Oanh! Vậy du long vậy ánh sáng khi nhận được Diệp Thần trong nháy mắt, chiếm cứ thân hình gào thét lên,
trực tiếp xuyên thấu vậy nặng nề bảo vệ đại trận, biến mất ở bao la trong hư không. Nhóc rốt nát, phí của trời. Còn chưa cùng Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên phát tác, luân hồi mộ địa bên trong vậy dạy dỗ Diệp Thần xây dựng bảo vệ đại trận thanh âm thần bí, đã giận dữ cực kỳ. Nhóc rốt nát, người có biết trận pháp này hao phí có bao nhiêu to lớn, trận pháp này có chân quý dường nào? Lại chỉ như vậy tự rộng buông tha, thật là rốt nát. Rốt nát. Diệp Thần cũng không để ý gì tới sẽ luân hồi mộ địa bên trong thanh âm tức giận, bỏ mặc trước khi luân hồi đại năng là ngạo mạn, là cao lãnh, nhưng đều không từng xem vị này như nhau, cho tới Diệp Thần đều bắt đầu hoài nghi, luân hồi mộ địa bên trong, phải chăng tất cả đại năng tiền bối đều là bị vô tội tống giam? Hoặc là nói, đạo thanh âm này chủ nhân, mới là luân hồi mộ địa bên trong lớn nhất cấm kỵ. Đáng chết! Diệp Thần bóng người bỗng nhiên cùng ánh sáng cùng biến mất. Huyền Cơ Nguyệt nhất kích phù không, không có đánh trúng bất kỳ mục tiêu, chỉ là cầm vậy không có luân hồi huyền bi bảo vệ đại trận phá vỡ. Không có một bóng người điền ra, lúc này chỉ còn lại chạy trốn lúc bộ dáng chật vật. Đầy đất chó sói gì, hoặc máu tanh, hoặc cá đá, hoặc chân tay cụt, hoặc binh khí. Bọn họ đều chạy. Huyền Cơ Nguyệt xem Đế Thích Thiên không nói gì, lần nữa lạnh giọng gầm hét lên, bọn họ hai người đồng thời ra tay. Còn đưa tới nhiều như vậy thế lực và tán tu, lại chỉ như vậy để cho Diệp Thần bọn họ ở mí mắt phía dưới chạy. Đế Thích Thiên đáy mắt vạch qua chợt lóe lên băng cạnh, bất lộ thanh sắc hướng thuộc hạ làm một cái động tác tay, ngay sau đó một mặt than tiếc nói ai, điền ra nội tình quả thật thâm hậu, không nghĩ tới lại có như vậy cấp bậc truyền tống đại trận, có thể đem toàn bộ người điền ra cũng rời đi đi ra ngoài. Huyền Cơ Nguyệt không có để ý Đế Thích Thiên cái này cùng không đau không nhột thương tiếc, nói, Đế Thích Thiên. Xem ra ta ngươi giao dịch là chưa hoàn thành. Huyền cô nương yên tâm, nơi này sớm đã là ta Đế Uyên cung vật trong túi, chính là đồ, nhất định hai tay dâng lên. Hy vọng ngươi nói chuyện giữ lời. Huyền Cơ Nguyệt cũng không nói nhảm, rên lên một tiếng, trong lòng vẫn là lửa giận mọc tùm, một tay biến dạng hư không, xoay người rời đi. Đế Thích Thiên nhìn nàng bóng lưng biến mất, cười nhạt nổi lên gò má, xem ra, Diệp Thần đã là Huyền Cơ Nguyệt tâm ma. Như vậy nữ hoàng, còn có cái gì tốt sợ hãi? Thiên nhân vực, một nơi chim hót hoa thơm hư không chi địa. Hư không biến dạng. Một đạo tiếp theo một đạo thân ảnh xuất hiện. Khi cuối cùng một đạo lãnh đạm bóng người rơi xuống, hư không liền lâm vào yên lặng. Cuối cùng một đạo thân ảnh dĩ nhiên là Diệp Thần. Diệp Thần mắt lạnh nhìn chung quanh một vòng, sau đó nhìn về phía Điền Quân Kha, chắp tay nói. Điền tiền bối. Vãn bối cũng không theo tiền bối đi mới đất lành. Dẫu sao Diệp Thần hắn đã lấy được hắn nhất muốn có được. Luân hồi chi chủ, ta Điền Quân Kha đã hoàn thành nửa đời trước hai kiện giữ lời nặng thề. Sau này, Điền gia đem không bao giờ lại qua ra đời chuyện, cắm rễ tại cái này vô tận trong hư không. Mặc dù có chút giật mình Điền Quân Kha lại sẽ chọn cắm rễ hư không, nhưng Diệp Thần nhưng cũng rõ ràng đây là Điền gia tương lai mấy chục nghìn năm sinh tồn chui luyện chi đạo. Đắng hắn đau tim người, mới có thể ở một phe này trong loạn thế thắng được chốc lát an ninh nơi. Nếu như một ngày kia, ngươi như gặp lại ta Điền ra người, mời chiếu cố một hai. Điền Quân Kha không có chút nào hàm hồ, hắn ở Diệp Thần trên mình thấy được ngày cũ luân hồi chi chủ khí phách, cũng nhìn thấy thuộc về Diệp Thần vô hạn hy vọng. Đa tạ tiền bối tín nhiệm, vãn bối từ làm như vậy. Chỉ là đáng tiếc, vậy chìa khóa sau lưng bí mật không người biết. Diệp Thần thở dài, tất cả đầu mối, tựa hồ tới nơi này đều gãy. Nhân quả, có nguyên nhân có quả, làm ngươi không cố chấp nữa lúc đó, bí mật liền không còn là bí mật. Điền Quân Kha thanh âm đã càng ngày càng xa, ánh sáng nhức mắt ánh sáng vậy chậm rãi biến mất không gặp. Diệp Thần đứng sững ở hư không bên trong, Điền gia đã lựa chọn tương lai đường về, vậy hắn đâu? Chìa khóa lúc này đã dung hợp mà thành. Sau lưng bí mật phải chăng thật cùng âm dương thần điện có liên quan? Cái này một tràng ngập trời đại cuộc, lúc nào mới có rốt cuộc thành lưới ngày hôm đó? Đế Thích Thiên, Huyền Cơ Nguyệt, Diệp Thần hai quả đấm nắm chặt, vô luận như thế nào, hắn đều phải chính tay đâm cái này hai người. Không liên quan nhân quả, không liên quan đời trước luân hồi chi chủ, chỉ vì là, cái này hai người, đáng chết. Tiểu tử, ngay tại lúc này, luân hồi mộ địa bên trong đạo thanh âm kia, lại đột nhiên lần nữa vang lên, trước vậy lộ vẻ được nóng nảy và thanh âm tức giận, lúc này lại là nhu hòa hiền hòa không thiếu, thật giống như là cố ý yếu thế vậy. Ừ,
Diệp Thần chỉ là nhẹ giọng đáp lại một tiếng, cũng không có trực tiếp về đến luân hồi mộ địa bên trong, hắn cũng muốn xem thanh âm này, còn có mục đích gì. Ta biết ngươi muốn biết vậy chìa khóa kết quả mở phương nào bí mật, nếu như ngươi muốn biết nó rơi xuống, sẽ tới luân hồi mộ địa bên trong. Tiền bối, cần gì phải cầm ta làm trò đùa? Diệp Thần cũng không nóng nảy, thanh âm trong trẻo lạnh lùng nói, hắn không tin cái này giấu đầu lòi đuôi nghĩa địa đại năng có thể biết chìa khóa này vị trí, đối phương cũng không có để cho hắn sinh ra từng tia tín nhiệm, ngược lại mơ hồ có một loại cám dỗ ý. Ta chỉ là ở nhờ ở ngươi cái này luân hồi mộ địa bên trong, không tổn thương được ngươi, nhưng nếu là ngươi không muốn biết chìa khóa bí mật rơi xuống, ta cũng sẽ không giữ lại, dẫu sao đời này luân hồi chi chủ, cũng không phải là ta. Được. Diệp Thần vậy muốn biết hắn trong hồ lô bán là thuốc gì, thần niệm động một cái, đã tới luân hồi mộ địa bên trong. Vãn bối ngược lại là hết sức tò mò, uy năng như vậy đại trận, lại là nuốt phệ thiên linh khí, không biết tiền bối là từ nơi nào tập được. Diệp Thần trực tiếp mở miệng chất vấn nói. Hắn dám khẳng định, đại trận này tuyệt đối có vấn đề. Ở giữa thiên địa tự có cấm thuật, nhưng nếu như cấm thuật dùng ở đúng địa phương, vậy thì không phải là cấm thuật, mà là cứu người bảo vệ đại trận. Thanh âm kia nhưng không chút nào thua tội cảm giác, lạnh như băng mà không có chút nào nhiệt độ. Diệp Thần ở thanh âm chỉ dẫn dưới, đi tới thanh âm ngọn nguồn, hắc vụ vòng quanh một khối đá bia. Thần bí lại u ám, để cho nhân tâm sợ hãi. Chỉ là cùng những thứ khác bia đá có chỗ bất đồng là, cái này trên tấm bia đá lại bị buộc vô số xiềng xích, đem vững vàng trói buộc ở luân hồi mộ địa bên trong. Tiền bối tấm bia đá này, ngược lại là những thứ khác đại năng tiền bối bia đá có chút khác biệt. Diệp Thần trong lòng mơ hồ có lo sợ bất an cảm giác, thanh âm này vô tận không thật, tựa hồ là cất giấu vô tận ác ý. Ha ha ha, thanh âm kia nghe được hắn nói như vậy, nhưng phóng khoáng cười một tiếng. Ngươi có thể kêu ta hoang lão, cũng có thể kêu ta đã từng có người nói cho ngươi cái đó gọi thế gian cấm kỵ. Thế gian cấm kỵ. Diệp Thần ngẩn ra, hậu bối mơ hồ lạnh cả người. Cái này luân hồi mộ địa người thần bí, thật sự là nhâm phi phàm trong miệng thế gian cấm kỵ. Kết quả là có như thế nào nhân quả, mới có thể bị cái này thế gian trở thành cấm kỵ. Ngươi không cần kinh ngạc, cái này thế gian người, đơn giản chính là cầm mình không tha cho người trở thành quái vật. Cầm mình không ưa người ta gọi là dị loại, ta chi đạo tự nhiên cùng giữa trời đất tất cả mọi người đạo đều không cùng, được gọi là cấm kỵ vậy dễ hiểu. Cho dù là ngươi, cũng không cho rằng ta đại trận hút lấy thiên địa linh khí là vi phạm luân thường sao. Diệp Thần lúc này đột nhiên cảm thấy có chút bừng tỉnh, đúng vậy, cho tới bây giờ như vậy sự việc, liền nhất định đúng sao. Cùng người khác không giống nhau, thì nhất định là dị loại quái vật hoặc là cấm kỵ sao. Ta tùy ý cả đời. Ở nơi này toàn bộ thiên nhân vực, thậm chí còn thái thượng thế giới, vậy từng ngang dọc khắp nơi, hôm nay, nhưng ta trong lòng chi đạo, chưa bao giờ có một chút chần chờ. Chưa bao giờ hoài nghi tới mình, chỉ như vậy oanh oanh liệt liệt còn sống, hồi nào không phải một kiện vạn phần thích ý sự việc. Diệp Thần, ta biết người muốn chém chết Đế Thích Thiên và Huyền Cơ Nguyệt, nhưng là hai người này nhập đạo thời gian đã lâu, bằng vào chính ngươi còn không phải là bọn họ đối thủ, nhưng là nhiều người như vậy. Như thế nhiều chuyện, bởi vì ngươi mà bị bụi cây liền, chỉ là cái này luân hồi mộ địa ở giữa đại năng, có nhiều ít là bởi vì ngươi thiêu đốt cuối cùng một chút thần hồn. Diệp Thần mặt lộ thích nhiên, hắn không phải là không biết, từng cái tánh mạng, từng đạo thần niệm, tựa như cùng trải ở dưới chân hắn hòn đá, chui luyện hắn tâm trí, khắc vẽ hắn cửu nhân hình dáng, nhắc nhở hắn kiên định đi xuống. Diệp Thần, chỉ cần ngươi tháo ra ổ khóa này, ta đem sẽ dùng ta toàn bộ năng lực trợ giúp ngươi. Cái gì Đế Thích Thiên? Cái gì Huyền Cơ Nguyệt? Ta bảo đảm ngươi có thể vô địch thiên nhân vực. Tháo ra ổ khóa này, ngươi mới có thể bảo vệ được ngươi tất cả muốn người bảo vệ. Tháo ra ổ khóa này, đem ngươi là vĩ đại nhất luân hồi chi chủ, từ đây khai thác mở rộng lãnh thổ, không thể địch nổi. Diệp Thần ngón tay lần lượt thay nhau, một chút luân hồi huyết mạch lực đã xuất hiện nơi tay chỉ bên trên, đang một chút xíu hướng vậy vô số xiềng xích đi. Đừng đợi thêm nữa. Ta có thể giúp ngươi, thứ ngươi muốn, ta cũng có thể giúp ngươi đạt được. Cái này tự xưng hoang lão thanh âm như cũ vừa nói, nhưng càng ngày càng có rõ ràng dẫn dụ ý, tháo ra ổ khóa này, ta hết thảy lực lượng cũng nhận ngươi phân phối, ta đúng là ngươi vùng đất bằng phẳng trên đường trung thành nhất người ủng hộ. Đình trệ. Diệp Thần ngón tay sắp tới đem chạm được khóa trong nháy mắt, khó khăn lắm dừng lại,
khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Hoàng lão, ta muốn ta có một chút, bên cạnh thế hệ rất giống, chính là ta trong lòng nói, vậy cho tới bây giờ không nhúc nhích đong đưa qua. Huyền Cơ Nguyệt cũng tốt, Đế Thích Thiên cũng tốt, dù là Thái Thượng Thiên Nữ, Diệp Thần đều có lòng tin bằng vào sức một mình từng cái tiêu trừ. Mượn lực là hắn còn ở nhỏ yếu lúc giống như thần thông vậy tồn tại, nhưng đây cũng không phải hắn chiến đấu thói quen cùng số mệnh. Dựa vào mình. Cho tới nay, Diệp Thần vĩnh viễn dựa vào chỉ có chính hắn. Ngươi không tin ta, Hoàng lão thanh âm mang một chút đáng thương, thậm chí có thể nói là bị người hiểu lầm sau ủy khuất. Hoàng lão, cũng không phải là ta không tin ngài, nếu như ngài ban đầu liền cùng ta nói cái này bảo vệ đại trận tai hại, có lẽ ta như cũ sẽ không chút do dự lựa chọn. Thần sắc như cũ lãnh đạm, Diệp Thần giọng nhưng là nắng hơn một ít, nhưng mà, tiền bối lại để cho ta tự đi phát hiện, không chút nào cầm người Điền ra tánh mạng để ở trong lòng. Buồn cười, nếu như là ta nói cho ngươi, ngươi còn biết sử dụng cái này đại trận sao? Diệp Thần lắc đầu, vậy thuyết minh tiền bối đối với ta còn chưa đủ biết rõ, để cho người để trong lòng cũng không phải là cái này đại trận có phải hay không có hại bưng, cũng không phải cấm thuật thần thông, mà là quyền lựa chọn. Diệp Thần bất tài, nhưng chuyện ta cho tới bây giờ đều là ta tự làm chủ. Ha ha! Hoàng lão thấp giọng cười, tựa hồ là cảm thấy Diệp Thần nói có chút ngây thơ vậy, ngươi không tin ta mà nói, không sao cả, có một chỗ, ngươi lại đi xem. Địa phương nào? Hồng Minh Động, ngươi đi nơi này, cũng biết ta nói, là thật là giả. Diệp Thần nhìn cái này bị xích sắt phong tỏa bia đá, gật đầu một cái, bỏ mặc cái này Hoàng lão nói đúng thật là giả, hắn đều phải thử một lần, đây là hắn tìm được chìa khóa sau lưng bí mật duy nhất cơ hội. Được. Diệp Thần, ta nếu xuất thân luân hồi mộ địa, đối với người dĩ nhiên là không có uy hiếp, hết thảy không phải là hy vọng ngươi có thể thuận lợi thừa kế luân hồi chi chủ bố trí. Diệp Thần chỉ là gật đầu, đối với cái này thế gian cấm kỵ, hắn từ đầu đến cuối vẫn là ôm một chút bán tín bán nghi không tín nhiệm. Hắn không biết, một cái từng để cho thiên nhân vực suýt nữa biến mất cấm kỵ, trở về. 6 tiếng sau đó, sóng quyệt vân quỷ vân ba dưới. Hồng Minh Động một góc mơ hồ bị theo dõi đến, khi thì sấm chớp rền vang trên hư không, lóe lên sấm sét ánh sáng, đem vậy đen thui hang động tất chiếu sáng. Không giống với cánh đồng hoang mênh mông cùng trống trải, Hồng Minh Động tiết lộ ra quỷ dị hung quang, kéo dài hang động, khi thì nhỏ xuống chấm nước động thạch nhũ, cho cái này nguyên bản yên lặng cực kỳ hang động tăng thêm một chút không quy luật tiếng va chạm. Gào thét mà qua âm phong, càng lộ vẻ lạnh người. Diệp Thần chậm rãi bước vào cái này Hồng Minh Động bên trong, răng khắp nơi đường mòn, đem cái này toàn bộ hang động chia nhỏ thành vô số không gian. Đi phía trái, đi bên phải. Hoàng lão thanh âm, nhưng là không dùng lại chút nào, tựa hồ hắn đối với nơi này cực kỳ quen thuộc vậy. Hoàng lão, nơi này sẽ không phải là ngài đã từng là động phủ đi. Diệp Thần lúc này thường có tâm tình chỉ đùa một chút, hắn cũng muốn biết rõ Hoàng lão rốt cuộc ra từ nơi nào. Nơi này cũng không phải là ta địa bàn. Hoàng lão trong thanh âm mơ hồ còn có một chút khinh thường. Cái này ngược lại để cho Diệp Thần sanh nghi, cái này Hồng Minh trong động không có bất kỳ uy năng, vậy Hoàng lão là có ở đây không tiếc gì đây. Đến. Diệp Thần dừng bước lại, mới phát hiện hắn lúc này vị trí, thẳng ngay là một mặt màu đỏ thắm to lớn vách tường. Đậm đà mùi máu tanh, từ cái này trên vách tường thấm nhập toàn bộ Hồng Minh động bên trong. Cái này sau lưng phảng phất là ngút trời sát ý. Cầm ra ngươi chìa khóa. Hoàng lão thanh âm lại lần nữa vang lên. Vậy rất có âm dương vẻ chìa khóa, trôi lơ lửng tại Diệp Thần lòng bàn tay, hơi rung động. To lớn trên vách tường, đã khô khốc máu, lúc này lại giống như hòa tan vậy, tạo thành từng đạo xương máu, hướng chìa khóa hết sức rót tới. Hô hô! Toàn bộ Hồng Minh động bên trong, âm phong đại tác, cuộn sạch tất cả tố cổ khí. Dâng trào xiết cuộn sạch mỗi một cái khu vực. Diệp Thần kinh ngạc nhìn chìa khóa cùng máu này vách đá đồng tình, vậy Hoàng lão lại không có nói láo. Nơi này, lại thật cùng chìa khóa có liên quan. Vậy nếu động này thiên không phải Hoàng lão, chẳng lẽ là đời trước luân hồi chi chủ? Chỉ là, cái này sau lưng bí mật lại ở nơi nào đâu? Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, cái gì mưu tính bố trí cũng chẳng qua là trò đùa, Diệp Thần. Người số mệnh bên trong nhất định phải có siêu phàm lực lượng, mới có thể đứng ở chỗ bất bại. Ngươi không phải là muốn biết chìa khóa này sau lưng có cái gì sao? Nếu như có ta trợ lực,
chúng ta có thể trực tiếp giết vào Đế Uyên Điện, giết vào Nữ Hoàng Cung. Ngươi xem, ở chỗ này, chìa khóa có chút dị tượng, hiện tại ngươi nên tin tưởng ta không có lừa ngươi đi. Hoàng lão thanh âm như cũ chậm rãi vừa nói, ta là duy nhất có thể giúp người ngươi. Theo máu vách đá bên trên vừa dày vừa nặng máu chậm rãi tiêu tán, lại lộ ra một khối 10 phần to lớn tiếu xem. Đây là Hồng Thiên Kinh. Diệp Thần kinh ngạc nhìn cái này tiếu xem, chỗ này lại cùng Hồng Thiên Kinh có liên quan, cho nên nói, nơi này không phải Luân Hồi Chi Chủ hang động, mà là Hồng Thiên Kinh. Hoàng lão lúc này lại không có tái phát ra đáp lại, tựa hồ tạm thời tới giữa cũng không dám cắt định, cũng hoặc là hắn đã sớm biết nơi này là Hồng Thiên Kinh hang động, nhưng bởi vì sao lý do mà không nguyện trả lời Diệp Thần. Hồng Thiên Kinh. Diệp Thần lúc này diễn cảm nhưng khá là ngưng trọng, ban đầu Hồng Thiên Kinh cách không chỉ một cái, cơ hồ đều muốn cắt đứt hắn tánh mạng, lúc này, hắn đi tới Hồng Thiên Kinh ổ, làm sao có thể không cẩn thận. Nồng đậm cảm giác nguy cơ, cho dù Diệp Thần khí vận sâu hơn dày, đối mặt chân chính thượng vị giả, cũng không khả năng chút nào xoay mình chỗ trống. Nếu như có thể thừa dịp giờ phút này Hồng Thiên Kinh bị phong ấn, vẫn còn yếu ớt trạng thái, hắn có thể tìm được Hồng Thiên Kinh vị trí cụ thể, lại liên hiệp Nhâm tiền bối, nói như vậy không chừng còn có giết ngược cơ hội. Hồng Thiên Kinh, người bị Thái Thượng Thiên Nữ tống giam ở Thiên Nhân Vực, có từng nghĩ đến người ta bất quá đều là tai nàng ở giữa một con cờ. Nghĩ đến Thái Thượng Thiên Nữ, Diệp Thần xương sống cốt một hồi lạnh cả người. Người phụ nữ này ý đồ, thản nhiên để cho người sợ. Vòng vòng tương khấu kín đáo bố trí, đời trước Luân Hồi Chi Chủ có từng biết hắn nơi mưu đồ hết thảy, cũng là Thái Thượng Thiên Nữ tương kế tự kế cơ sở. Chú ý! Hoàng lão thanh âm đột nhiên vang lên, vậy vốn là trên vách đá Hồng Thiên Kinh thiếu xem lúc này lại động, nguyên bản rũ xuống hai cánh tay, lúc này lại là chậm rãi nâng lên, chỉ hướng Diệp Thần. Thiếu xem ở giữa Hồng Thiên Kinh, ánh mắt toát ra dày đặc sát ý. Già nua ngón tay bên trên, còn quấn máu tươi, lại từ trong vách tường lộ ra tay tới, bàn tay to lớn phơi bày bọc thái độ, muốn đem Diệp Thần thật chặt ụp lên lòng bàn tay bên trong. Bàn tay này, tràn đầy chư thần ý chí. Diệp Thần cả người rợn cả tóc gáy, da đầu nổ tung, trong truyền thuyết thượng vị giả, liền liền một khối thiếu xem cũng cho không được người khác dòm ngó. Oanh! Kịch liệt sôi trào âm phong nhưng vào lúc này ngang ngược từ hai người tới giữa dạo chơi mà qua. Mà sát ý kia ngập trời khí tượng, trong nháy mắt, toàn bộ tiêu tán. Toàn bộ Hồng Minh Động, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Mà lúc này Diệp Thần, trán đã răng đầy một tầng đổ mồ hôi. Ngươi là vận khí tốt. Hoàng lão thanh âm thích đáng truyền tới, như không phải cái này thiếu xem đã qua hơn 10.000 năm, mà đây Hồng Minh Động âm phong vậy bởi vì trải qua lâu càng mới thổi lất phất, khỏa mang Hồng Thiên Kinh nhân quả, ngươi sợ đã mất mạng suối vàng. Diệp Thần ngơ ngác xuất thần, Hoàng lão nói có đạo lý, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, tất cả mưu đồ và bố trí cũng giống như một loại trò đùa. Không sao, tựa hồ là cảm giác được Diệp Thần hoảng hốt, Hoàng lão lên tiếng an ủi, từ lý tính đi lên nói, người tốt nhất hay là đem ta trên tấm bia đá xiềng xích tháo ra, như vậy, cho dù lần sau gặp phải như vậy nguy cơ tình huống, ta vậy có năng lực bảo vệ ngươi tánh mạng. Diệp Thần tựa hồ là không có nghe được hắn nói chuyện như nhau, Hoàng lão. Người có biết Hồng Thiên Kinh bị trấn áp tại nơi nào? Ha ha ha! Hoàng lão phảng phất là nghe được thiên đại cười nhạo như nhau, nhìn về phía Diệp Thần. Ta bị trấn áp tại cái này luân hồi mộ địa thời điểm, Hồng Thiên Kinh còn không có cùng Thái Thượng Thiên Nữ quyết chiến đây. Diệp Thần lúc này mới rõ ràng, xem ra cái này Hoàng lão muốn sớm hơn tiến vào luân hồi mộ địa. Bất quá, ta ngược lại là biết một ít liên quan tới Hồng Thiên Kinh sự việc. Nguyện nghe nói rõ, Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, nói. À, ngươi hiện tại không sợ ta lừa ngươi. Hoàng lão cổ xưa thanh âm vang lên lần nữa. Ha ha, tiền bối, nếu chìa khóa quả thật sinh ra dị tượng, vậy dĩ nhiên là tin tưởng ngươi. Diệp Thần bèn cười ha ha, đối đãi cái này thế gian cấm kỵ, lại có điền ra đại trận chuyện ở phía trước, hắn rất khó xem tin tưởng cái khác luân hồi đại năng như nhau tín nhiệm hắn. Luân hồi chi chủ. Là năm đó Vạn Khư rất muốn trừ đi người, nhưng là Hồng Thiên Kinh lại cùng Thái Thượng Thiên Nữ có hoàn toàn khác nhau phổ thế xem, hắn càng hy vọng có thể nhổ cỏ tận gốc, hoàn toàn vẫn diệt luân hồi chi chủ thần thức, để cho hắn tiêu tán ở giữa thiên địa, mà Thái Thượng Thiên Nữ thì hoàn toàn khác nhau, nàng ngược lại là muốn xem luân hồi chi chủ, ở thượng vị giả xem ra con kiến hôi, cuối cùng có thể bộc phát ra như thế nào ánh sáng rực rỡ,
cho nên mặc cho hắn chuyển thế sống lại. Diệp thần gật đầu một cái, những chuyện này, hắn cũng sớm đã biết, lúc này nghe hoàng lão lặp lại lần nữa, cũng bất quá là học sinh cũ thường nói đề tài. Cho đến bọn họ bộc phát đại chiến, Hồng Thiên Kinh bị Thái Thượng Thiên Nữ hoàn toàn phong ấn ở thiên nhân vực, hai người lay trời cuộc chiến, mới tính là trên bức tranh liền số câu. Chỉ là, tất cả người có thể cũng không biết, ở vạn khư bên trong, còn có một tôn thượng vị giả cùng Hồng Thiên Kinh có thể coi như là mạc nghịch chi giao, đã sớm xem bói đến nhân quả, thật sớm thay Hồng Thiên Kinh mưu đồ. Diệp thần không có lên tiếng, mới vừa hoang lão còn nói tự mình tới đến luân hồi mộ địa thời gian so Hồng Thiên Kinh đại chiến phải sớm, vậy những chuyện này hắn lại là làm thế nào biết? Vào lúc này gian nhân quả xen lẫn dưới, len lén cho Hồng Thiên Kinh để lại rất nhiều đột phá phong ấn cơ hội. Cho nên, Hồng Thiên Kinh nếu đã tỉnh, như vậy khoảng cách hắn đột phá phong ấn, đã không xa. Diệp thần ngưng trọng nói. Không sai, hoang lão trầm giọng nói, Diệp thần, không muốn vội cự tuyệt ta, đối mặt Hồng Thiên Kinh, chỉ có ta có sức đánh một trận. Nghe được câu này, Diệp thần do dự. Cái này cái gọi là cấm kỵ, tất nhiên cực kỳ mạnh. Thậm chí vượt qua thân đồ thiên âm. Có thể, người này thật trị giá phải tin tưởng sao? Ngay tại lúc này, toàn bộ Hồng Minh Động truyền đến một đạo cực mạnh chấn động. Rồi sau đó, từng đạo kinh người yêu khí xuất hiện. Diệp thần con người đông lại một cái, chẳng lẽ đây là Hồng Thiên Kinh lưu lại lịch luyện? Cực kỳ buồn cười. Cùng lúc đó, Thái Thượng Thế Giới. Một nơi tràn ngập vô tận linh khí bảo địa. Thân độ Uyển Nhi mặt lộ một chút hàn lạnh như băng ý, tâm tình cũng không tốt, nhiều ngày như vậy. Nàng như cũng không nghĩ thông ở chính là thiên nhân vực lại có người có thể đem nàng bị thương nặng đến đây. Lửa giận của nàng không chỗ phát tiết. Nàng phải lập tức lên đường, Chu Diệt vậy xem sạch nàng thân thể thằng nhóc thúi. Uyển Nhi, thân đồ thiên âm lượn lờ bóng người, từ xa đến gần, đã xuất hiện ở thân đồ Uyển Nhi trước người, băng minh cổ ngọc hiện đảm nhiệm người có, bên người người thủ vệ cũng tuyệt không đơn giản. Đoạn thời gian này, ta định thông qua cùng băng minh cổ ngọc liên lạc tìm được nàng. Nhưng không thu hoạch được gì. Mẫu thân yên tâm, ta chuyến này nhất định đoạt lại băng minh cổ ngọc. Ừ, ngoài ra, người nọ đã tỉnh lại, có lẽ khoảng cách hắn đột phá phong ấn đã không có thời gian bao lâu, người nhất định phải bảo vệ tốt tự thân an toàn. Mẫu thân yên tâm, thân độ Uyển Nhi, trong tay thép dù lần nữa ngăn che đến tóc của mình bên trên. Bỏ mặc mẫu thân như thế nào, ở nàng nhìn lại, nàng chuyến này thiên nhân vực, chỉ có một mục. Chính là để cho vậy nhỏ dâm tặc chết. Hai ngày sau, Hồng Minh Động chỗ sâu nhất. Nơi này giống nhau là một khối quy quy củ củ diễn võ trường, lúc này Diệp Thần, đang cùng một đầu tám mắt nhện to vật lộn. Chỗ này hiển nhiên là bị Hồng Thiên Kinh xuống cấm chế, một khi bước vào, đem không sử dụng nữa linh khí, có chỉ là đấm đấm đến thịt máu tanh, cùng tự thân thể cường hãn lực. Rào rào, Diệp Thần tụ tập toàn thân lực lượng đến trên hai quả đấm. Ầm ầm truy đánh vào tám mắt nhện to bên trên, trong đó bốn viên con ngươi chỉ như vậy nổ tung ra, ngay tức thì nối liền óc, tràn ra trên đất. Chán ghét tay chân mùi hôi thối, từ nơi này tám mắt nhện to hài cốt bên trên tản ra, Diệp Thần đã đem cái này Hồng Minh Động bên trong tất cả khu vực cũng thăm dò một lần, cũng không có tìm lại được liên quan tới Hồng Thiên Kinh tin tức gì. Mà hoang lão trong miệng, cái đó thay Hồng Thiên Kinh mưu đồ bạn già, vậy không có tìm được bất kỳ ghi lại. Thôi. Diệp thần tự nhiên không thể một mực ở lại Hồng Minh Động diễn luyện, mặc dù như vậy cậy mạnh mà cuồng phách phương thức huấn luyện, để cho hắn cảm ngộ được bất đồng võ học đạo tâm. Từng tầng một màu trắng khói mù, từ bốn phương tám hướng tràn tới, che đỡ bầu trời ánh mặt trời, rất nhanh liền đem toàn bộ Hồng Minh cửa hang bao phủ. Đây không phải là sương mù. Diệp thần đưa tay một nghiền, là hết sức hắn mịn thủy khê, để cho hắn nhớ lại một người. Thân độ Uyển Nhi. Không thể nào. Vậy nha đầu tại sao lại trở về? Diệp thần diễn cảm có cái gì không đúng? Một giây kế tiếp, thân độ Uyển Nhi chống một cái quen thuộc kia to lớn thép dù, đã đứng ở Diệp thần đối diện, mạnh mẽ thánh khí kích thích, sát ý uy nghiêm. Thanh thúy tiếng bước chân vang lên, vậy là phụ nữ đặc biệt chân cùng chỉa xuống đất thanh âm. Vậy đạo thon thả tươi đẹp bóng người, từ trong xương trắng đi ra, trên mình vẫn là quen thuộc hoàng sam lụa phục, vô hình tới giữa. Tản mát ra một cổ băng hàn bá đạo thánh khí. Thân độ Uyển Nhi vậy trương lạnh như băng mặt, hiện ra, nhỏ dài mi mắt, nguyên vốn phải là nhu mỹ gò má, lúc này quanh thân còn quấn màu máu đỏ sát khí.
Diệp Thần, chúng ta lại gặp mặt. Thần Độ Uyển Nhi ánh mắt hàn lạnh nhìn về phía Diệp Thần, nhưng phát hiện, Diệp Thần không có lộ ra một tia một hào sợ hãi, ngược lại mười phần thản nhiên. Đối với cái này võ si giống vậy thái thượng yêu nghiệt, Diệp Thần lúc này tâm trạng trên thực tế là có chút phức tạp, một mặt Cổ Thất chết hắn không thể khinh thường, mặt khác lần trước vậy nhân duyên tế hội hết sức chân thành gặp nhau, đối với hắn mà nói, người phụ nữ này lại cùng người thường không cùng. Xem ra, vẫn là ngươi tương đối muốn ta, Diệp Thần nhàn nhạt nói. Thần Độ Uyển Nhi sắc giận quất vào mặt, không nghĩ tới cái này nhỏ dâm tặc lại vẫn sắc đảm bao thiên nhạo báng cùng nàng, nàng đường đường Thần Độ Uyển Nhi, làm sao có thể bị này làm nhục. Ngươi đi chết. Lần này, nàng đi tới thiên nhân vực thời gian đầu tiên chính là thông qua nhân quả thăm dò Diệp Thần rơi xuống, giết chết Diệp Thần là nàng phải hoàn thành nhiệm vụ. Khoảnh khắc tới giữa, trong thiên địa hàn băng lực liền ngưng tụ ra đầy đủ lực lượng, hiện ra một cây 1 mét cột nước, phát ra ầm một tiếng vang thật lớn, hướng Diệp Thần phương hướng chỗ ở vị trí, đánh tới. Chút nào không có chút do dự nào, thép dù đã hóa là một chuôi chiến mâu, gào thét ra. Khí sâu sông dài, ầm một tiếng, cột nước sau đó, vậy chiến mâu nhọn bao quanh vô tận hàn băng ý, vậy hướng Diệp Thần đi. Cố nhiên nàng bị thiên nhân vực quy tắc áp chế, nhưng nàng còn muốn Diệp Thần chết. Thủ, Diệp Thần cánh tay một quyển, hồn thể đổi thành, tuất thổ nguyên phù lực dốc hết, 9 chuôi chấn thiên hoàng thành kiếm, đồng loạt ngăn ở trước người của hắn. Một cổ cường đại sóng trùng kích, giống như một vòng ngập trời đợt khí. Nhanh chóng hướng 4 phía lan tràn đi. Hồng Minh động cửa đường lát đá tảng, ở trong một cái chớp mắt này nứt ra, phấn vụn. Liên liên toàn bộ vách núi, lúc này vậy xuất hiện một vòng thật nhỏ rung động nếp nhăn, từ từ hiện ra. Không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy, Thần Độ Uyển Nhi đã khôi phục thực lực, hơn nữa nàng vậy ngang ngược sức công kích, tựa hồ so với trước đó còn cường hãn hơn. Đáng chết! Chiến! Diệp Thần ống tay áo vung lên. Sát kiếm hóa là một đạo ô quang, bay ra ngoài, hướng Thần Độ Uyển Nhi bắn ra, vọt vào vậy xương trắng thủy khê bên trong. Hôm nay mình đã bước vào thủy nguyên cảnh, thực lực đã sớm xưa không bằng nay. Cũng tốt mượn Thần Độ Uyển Nhi xem mình một chút và đối phương chênh lệch kết quả hình học. Hừ, Thần Độ Uyển Nhi không sợ hãi chút nào, thép chiến mâu lúc này lại biến thành hình cái dù trạng thái, to lớn kia mặt dù tạo ra. Bành! Kiếm cùng thuẫn va chạm, phát ra đinh tai nhức óc tiếng va chạm. Trong hư không xương trắng, ở nơi này đợt khí ảnh hưởng đến dưới, lại ầm ầm hình thành một đạo chia lìa tường, chia làm hai. Thái thượng huyền băng trưởng. Tại sát na này tới giữa, Thần Độ Uyển Nhi đem thép dù vừa thu lại, băng hoàng lực bỗng nhiên hiện lên, điều động linh khí trong trời đất, vô số băng hàn quy luật ý ngưng tụ ở trên song trường. Toàn bộ Hồng Minh động không khí. Thoáng qua tới giữa giảm xuống đến băng điểm, giữa không trung từng mảnh hoa tuyết, rối rít lên cao bay xuống. Cường đại trưởng ấn, lấy càn quét thế, hướng Diệp Thần chụp đè xuống. Dày đặc như vậy công kích, không chút nào cho Diệp Thần phản ứng thời gian, cùng hắn kịp phản ứng, đã là bị một trưởng này vỗ trúng. Diệp Thần một tay vỗ đất, toàn bộ thân hình lật lên. Huyết nguyệt đồ sát thiên trảm. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, hồn thể đổi thành. Huyền thể hóa linh thần thông thi triển. Đồng thời Long Hổ Thiên Sư tiên khí, còn có thiên ma phách thể thô bạo, cũng triệt triệt để bùng nổ đến trình độ cao nhất, hơi thở nhảy lên tới đỉnh cấp ngay tức thì, hắn một kiếm cuồng chém ra, trên thân kiếm huyết quang lững lờ. Một đạo tiếp theo một đạo đỏ tươi huyết nguyệt, ở Hồng Minh ngoài động chân trời xuất hiện. Huyết nguyệt chói lọi, rơi xuống mặt đất. Diệp Thần lăng không nhất kiếm, mang ngập trời huyết quang ánh trăng. Còn có hàng long sát phạt uy nghiêm. Diệp Thần rất rõ ràng, đối mặt thái thượng yêu nghiệt toàn lực chém chết, hắn không có nương tay năng lực, phải từng chiêu gửi địch, tìm sức sống. Lúc này Thần Độ Uyển Nhi, chính là một lòng muốn mình chết, hắn nếu như lại nương tay, chính là cầm mệnh làm trò đùa. Hừ, thái thượng hộ thể thần thông, há sẽ là như vậy liền có thể phá ra. Thần Độ Uyển Nhi không chút nào lo âu, thái thượng thế giới phòng ngự thuật. Liền vận mạng bánh răng xe cũng có thể dung chuyển, huống chi Diệp Thần cái này đến từ thiên nhân vực công kích. Ha ha! Diệp Thần khóe miệng lộ ra một chút cười nhạt, một kích này huyết nguyệt đồ sát thiên trảm, cũng không có đơn giản như vậy. Trong đó còn đầy ắp một chút Diệp Thần luân hồi máu tươi phú có thể, kinh khủng huyết nguyệt kiếm khí, hung hãn rơi vào Thần Độ Uyển Nhi trên song trường. Phá!
nguyên bản huyền băng trưởng bao trùm vậy một tầng lớp băng, ngay tức thì bị kiếm khí biến dạng, từng cục tán lạc xuống. Rào rào. Cả tòa Hồng Minh Động ở Diệp Thần và thân độ Uyển Nhi thần thích dưới, rốt cuộc lảo đảo muốn rơi xuống, sườn núi bên trên vết nứt, cả tòa động phủ đã hướng một bên nghiêng ngã xuống. Diệp Thần mũi chân nhẹ nhàng đạp dậy, cả người trôi lơ lửng đứng. Đối mặt như vậy oanh chấn hủy diệt tướng, thân độ Uyển Nhi như cũ không chút do dự nào, trong tay thép dù lần nữa biến thành chiến mâu, mượn vị trí ưu thế, từ trên xuống dưới, mang cấp trên uy áp cùng băng xương phách lạnh ý. Cho ta chết. Mâu nhọn bên trên giống như mang băng cạnh vậy, ở trên đường này hình thành một đạo hàn băng sóng trùng kích, ngang ngược đâm về phía Diệp Thần. Diệp Thần sát kiếm thật cao nâng lên, chống cự ở thân độ Uyển Nhi cái này một công kích mãnh liệt, nhưng khóe miệng nhưng là xuất hiện một chút máu tươi. Thân độ Uyển Nhi ở thiên nhân vực bị quy tắc áp chế đều có như thực lực này, như vậy mình ở thái thượng thế giới đối mặt nàng, chẳng phải chỉ có bị nháy mắt giết tư cách. Mặt đất đang chấn động, Diệp Thần hai chân lần nữa hung hãn đụng vào trên mặt đất, thân độ Uyển Nhi thế công như cũ cường hãn mà kéo dài. Văng tung tóe, tạo thành một cái lại một cái kẽ hở. Diệp Thần chỉ cảm thấy được dưới chân không còn một mống, cả người đã rơi hướng vô tận hắc ám. Muốn đi, hôm nay ta thân độ Uyển Nhi phải giết ngươi. Thân độ Uyển Nhi cắn răng, thép chiến mâu ở trong không khí lần nữa vạch ra một cái rưỡi vòng, phi thân hướng Diệp Thần hạ xuống phương hướng đi. Thẳng thẳng thẳng, Diệp Thần hạ xuống tốc độ cực nhanh, thân độ Uyển Nhi ba lần tăng tốc độ nhưng cũng chỉ có thể khó khăn lắm thấy Diệp Thần tàn ảnh. Hắc ám, vô cùng vô tận hắc ám. Phốc thông, Diệp Thần và thân độ Uyển Nhi thân thể rơi vào vô tận nóng bỏng đại dương bên trong. Vậy vô tận hắc ám che giấu phía dưới, chính là sôi trào dũng động nham thạch nóng chảy đại dương, vậy trên mặt biển có thể thấy bốc lên hơi nước. Thân độ Uyển Nhi lúc này cũng không đoái hoài tới, trong tay thép dù chống một cái, úp ngược lên nham thạch nóng chảy bên trên, thân hình lâm không vừa chuyển, đã dẫm ở cán dù bên trên. Diệp Thần, cho ta cút ra đây. Thân độ Uyển Nhi nhìn bằng nửa con mắt trước đúng phiến nham thạch nóng chảy đại dương, nàng và Diệp Thần cơ hồ là cùng trong chốc lát rơi vào, Diệp Thần lúc này chắc ở cái hải vực này bên trên. Diệp Thần lúc này huyền thể hóa linh thần thông thi triển, ở rơi vào trong nước trong nháy mắt, yên tĩnh giọt nước đã lần nữa bọc lại hắn thân thể. Ngay vừa mới rồi, hắn rơi vào cái này nham thạch nóng chảy đại dương trong nháy mắt, trong cơ thể chìa khóa nổi điên rung động. Nơi này chẳng lẽ chính là kiếp trước lưu lại bảo vị trí cất giữ sao? Diệp Thần trong lòng một vui mừng như điên, so với chuyện này quan luân hồi chi chủ bí mật bảo tàng, thân độ Uyển Nhi sẽ để cho nàng ở chỗ này đợi đi. Nóng bỏng nham thạch nóng chảy đại dương, vậy sôi trào sóng lớn, mơ hồ thấm ra màu đỏ thắm xích huyết nham thạch nóng chảy. Diệp Thần ở yên tĩnh giọt nước dưới che chở, hướng đáy biển chỗ sâu đi. Hùng hậu quỷ núi, đem toàn bộ đáy biển thân ở bao phủ. Làm cho phạm vi này mấy chục dặm cũng hóa là tối tăm không ánh mặt trời quỷ vực. Một khối đá bia, hoành ngăn cản trong lòng đất chỗ sâu, phía trên bất ngờ viết hai chữ quỷ bộc. Quỷ kia bộc tựa như cùng là một miếng đi thông cửa địa ngục, xâm uy nghiêm quỷ khí, từ nơi này kẽ hở nhỏ bên trong thấm vào ra. Diệp Thần ngồi xếp bằng ở quỷ này bộc trước, trong cơ thể chìa khóa, nhưng lại chậm rãi lại thuộc về bình tĩnh. Một đoàn sáu màu nguyên phù khí. Từ Diệp Thần quanh thân lỗ chân lông xông ra, hóa là một đóa rực rỡ kiếm hình, ầm ầm hướng quỷ bộc đánh tới. Hô! Kiếm kia hình gào thét ra, tốc độ nhanh như lửa cháy bừng bừng sao rơi, nhưng là, ngay tại nó tiếp xúc tới quỷ bộc trong nháy mắt, hóa là một hồi yếu ớt gió, đã tiêu tán ở vô hình. Mà đang ở gió kia thổi phất qua quỷ bộc trong nháy mắt, Diệp Thần hai tròng mắt biến thành màu đỏ thẫm, chính xác dò xét quỷ bộc sau không gian. Quỷ bộc sau lưng là vô số dây xích quỷ đằng, vô số chi củ cải quấn quanh ở trong đó. Như vậy dây đặc quỷ đằng cùng dây xích, giống như là một bụi đại thụ che trời, chỉ như vậy chiếm cứ ở quỷ bộc sau đó. Trong sâu thẳm tựa hồ có vật gì, cũng đang xuyên thấu qua vậy vô tận quỷ đằng nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần quanh thân giống như mang gai vậy, như vậy bị thứ gì gắt gao nhìn chăm chú vào cảm giác, để cho hắn rợn cả tóc gáy. Là Hồng Thiên Kinh. Vậy sau lưng là Hồng Thiên Kinh. Cái loại này mãnh liệt uy áp, Diệp Thần đã từng cảm thụ qua, cây kia ngón tay máu rầm rề, tràn đầy chư thần ý chí. Nếu như không phải là Nhâm Tiền Bối kịp thời chạy tới, vậy hắn đã sớm bị Hồng Thiên Kinh cái này phá không chỉ một cái nơi nghiền diệt.
ở nơi này thiên nhân vực chỗ sâu nhất thế giới, nham thạch nóng chảy đại dương dưới, quỷ kia bộc sau không gian, do vô số dây xích quỷ đằng quấn quanh, bất ngờ chính là Hồng Thiên Kinh trấn áp chi địa. Vậy bị nhốt nhiều năm yên lặng chi địa, hình dạng khô cằn, đầu đầy tóc bạch kim nam tử, hai tròng mắt bên trong lộ ra một cổ mãi mãi hàn lạnh, vậy cao nhất nồng nặc nhân quả hơi thở, quấn vòng quanh dày đặc quỷ khí. Không nghĩ tới là luân hồi chi chủ, nhất trước tìm tới nơi này. Hồng Thiên Kinh tuét miệng cười một tiếng, lúc gặp lại cơ hội sắp tới. Quỷ bộc trên nham thạch nóng chảy lần nữa gào thét mà qua, che lại cái này sau lưng không gian thế giới. Diệp Thần lúc này mới sợ bất tỉnh tới đây, hắn toàn bộ sau lưng cũng thấm ướt, theo dõi đến cường giả như vậy, thật sự là quá mức mạo hiểm. Diệp Thần, nhận lấy cái chết. Thần Độ Uyển Nhi hiển nhiên phát hiện Diệp Thần, vậy giống như núi lở đất mòn giống vậy chiến mâu đã lần nữa đánh tới. Chỉ là cái này hùng hậu nóng bỏng nham thạch nóng chảy, để cho nàng băng xương lực không cách nào phụ, chỉ còn lại ngang ngược thái thượng linh khí là theo nhờ. Diệp Thần hai tay đánh ra hướng mặt đất, thân thể ở một kích này dưới, trôi lơ lửng ở giữa không trung, tản mát ra như mặt trời nóng rực vậy sáng ngời ánh sáng, cũng mà còn có từng vì sao giống như điểm sáng như nhau, vòng quanh hắn chuyển động, ở nơi này nham thạch nóng chảy trong đại dương, vô cùng là sáng chói. Rào rào, hai đạo lực lượng cường hãn, đụng vào nhau, bốc lên vô tận sóng gió, lần nữa đem quỷ kia bộc nham thạch nóng chảy vén lên một góc. Mà ngay lúc này, vô cùng vô tận thái thượng thế giới uy áp, ngay tại trong một cái chớp mắt này ầm ầm nổ tung ra. Là người nào? Thần Độ Uyển Nhi trong lòng chấn động một cái, đồng dạng là thái thượng thế giới uy áp khí, như vậy quen thuộc nhưng cũng bá đạo như vậy. Thép chiến mâu lần nữa hóa là hình cái dù trạng thái, hoành đương ở Thần Độ Uyển Nhi trước người, nàng chậm rãi đến gần quỷ bộc. Đừng đi! Diệp Thần thấy vậy, nhanh chóng hô. Ừ! Thần Độ Uyển Nhi vặn mi, có chút chần chờ nhìn về phía Diệp Thần. Quỷ này bộc sau người, hẳn không có như thế đơn giản. Hắn cùng các người thái thượng thế giới có vô tận cừu hận, ta xin khuyên ngươi không muốn cùng hắn dính trên nhân quả. Diệp Thần lạnh giọng nói, Thần Độ Uyển Nhi bất quá là một giới võ si, nếu như cùng Hồng Thiên Kinh dính trên nhân quả, lại không nói nàng trở lại thái thượng thế giới sẽ như thế nào, chỉ là thái thượng thiên nữ biết hay không thông qua nàng phát hiện mình đã tìm được Hồng Thiên Kinh vị trí, cũng đã vô cùng là bị động. Liên quan ngươi à? Chờ ta điều tra xong, chính là ngươi Diệp Thần ngày rỗ. Thần Độ Uyển Nhi lạnh lùng trên gương mặt tươi cười lần nữa hiện lên một chút khinh thường, chuyện nàng còn chưa tới phiên con kiến hôi tới cua tay múa chân. Diệp Thần không nói gì, thân hình nhưng chậm rãi lui về phía sau, quỷ này bộc sau bí mật, đã vượt qua hắn có thể tìm kiếm phạm vi, rời đi là tốt nhất lựa chọn. Muốn đi, Thần Độ Uyển Nhi lần nữa nhìn một cái vậy đã khôi phục như thường quỷ bộc. Nàng cũng không phải là một cái người thích tham gia náo nhiệt, Chu Diệt Diệp Thần mới là nàng chuyến này mục, nhảy lên một cái, đã đuổi theo Diệp Thần đi. Cùng lúc đó, quỷ kia bộc sau đó, tầng tầng lớp lớp quỷ đằng dây xích tới giữa, một giọng nói vang lên. À, Thần Đồ nhà bé gái vậy tham dự vào. Hồng Thiên Kinh nửa hí hai tròng mắt, lúc này vậy lộ ra một chút quỷ dị mỉm cười. Xem ra, chuyện này là càng ngày càng tốt chơi, ha ha. Cùng lúc đó, đối mặt Thần Độ Uyển Nhi đuổi giết, Diệp Thần chỉ có thể ở vô tận nham thạch nóng chảy trong đại dương né tránh. Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi Huyền Hàn Ngọc nói, Huyền tiên tử, ta như mượn ngươi và sóc lão lực lượng, bùng nổ toàn lực, có thể hay không đối kháng bây giờ Thần Độ Uyển Nhi. Yên tĩnh nhất thời sau đó, Huyền Hàn Ngọc mở miệng nói, không được, con bé này ta cảm giác trên người nàng còn có lá bài tẩy, cực kỳ nguy hiểm, bất quá không phải vạn bất đắc dĩ. Nàng hẳn không biết nhúc nhích dùng. Hơn nữa nếu không phải thiên nhân vực quy tắc hạn chế, nàng thực lực giảm xuống rất nhiều, nếu không, sẽ rất phiền toái. Dĩ nhiên phải đối phó người này không phải là không có biện pháp, cháy huyền yêu tinh máu, hoàn toàn kích hoạt luân hồi huyết mạch. Diệp Thần. Diệp Thần không phải vạn bất đắc dĩ tự nhiên sẽ không kích hoạt huyền yêu tinh máu, còn như đối mặt dưới mắt Thần Độ Uyển Nhi đuổi giết, chỉ có thể chạy. Ở phương diện tốc độ, Diệp Thần có ưu thế. Nhưng mà, ngay tại lúc này, Diệp Thần bên tai vang lên một giọng nói. Chính là vậy luân hồi mộ địa thế gian cấm kỵ. Thằng nhóc, nếu như ta là ngươi, trước hết đừng để ý đuổi giết, giữ ta nói làm. Cách bên trong hư, tránh bắc, ngũ hành thuộc thủy, đi. Hoàng lão thanh âm tràn đầy đầu độc. Hoàng lão,
Đây là địa phương nào? Chìa khóa cơ duyên chỗ. Hoàng lão thanh âm giống như sấm sét giữa trời quang vậy. Diệp thần do dự ngay tức thì, liền thi triển không gian dịch chuyển, dậm chân tới giữa đã ngang dọc vùng biển hơn 10 dặm, hắn bóng người giống như du long, ở trong nham tương theo sóng thay đổi. Đừng hòng chạy. Thân độ Uyển Nhi vội vàng đuổi theo Diệp thần, trước Diệp thần bỗng dưng biến mất ở đáy biển, một nhất định có che giấu hành tung pháp môn, nàng vẫn là lần nữa vận dụng cơ duyên lực lượng, mới lại tìm được Diệp thần, lúc này, nói gì cũng không thể để cho Diệp thần lần nữa từ nàng mí mắt phía dưới chạy đi. Sau một nén nhang, Diệp thần tốc độ chậm rãi dừng lại. Phía trước chính là vậy cấm kỵ hoang lão nói chìa khóa cơ duyên, phía sau chính là thân độ Uyển Nhi chặt cùng không tiêu tan công kích. Diệp thần trong lòng rét một cái, nếu thân độ Uyển Nhi muốn cùng, vậy thì mượn nàng lực, đi thăm dò một chút chìa khóa này cơ duyên thật giả. Diệp thần hai tròng mắt bên trong lần nữa độ lần trước tầng màu đỏ thẫm, cường đại hồn lực thả ra ngoài, hướng đi tới phương hướng dò ngó tìm tòi. Không nghĩ tới ngắn thời gian ngắn không gặp, hắn rốt cuộc lại tinh tiến như vậy hơn. Thân độ Uyển Nhi đi theo Diệp thần sau lưng, không nhịn được thở dài nói, đối với nàng mà nói. Có thái thượng vô cùng vô tận tài nguyên trợ lực, mới có thể nhanh chóng khôi phục thực lực, vậy Diệp thần đâu? Cái này thiên nhân vực không đáng kể nhỏ con kiến hôi, lại có cái gì nghịch thiên tài nguyên, để cho hắn trong vòng thời gian ngắn khôi phục và đột phá. Không mất đi giết hắn, tương lai nhất định là thiên đại mối họa. Diệp thần con ngươi đông lại một cái, thần sắc nghiêm nghị, càng ép gần hoang lão nói địa phương, trong lòng hắn thì càng lo lắng bất an. Vào! Hoàng lão thanh âm lần nữa gào thét, tựa hồ ở trong đó có cái gì cực kỳ trọng yếu đồ, điều động hắn tâm trạng như nhau. Bành! Diệp thần thân thể gào thét xuyên qua hoàng lão nói vị trí, vậy vốn cùng nham thạch nóng chảy đại dương không có bất kỳ biến hóa nào địa phương, lúc này lại giống như một đạo màn sáng vậy, bởi vì Diệp thần xé ra một đạo kẽ nứt. Mà vậy kẽ nứt bên trên, là cùng chìa khóa tướng hô ứng song sắc đường vân, cùng âm dương thần điện khá làm tướng tựa như. Diệp thần. Màn sáng kia ở Diệp thần tiến vào ngay tức thì đã chậm rãi đóng hợp lại, nhưng thân độ Uyển Nhi tốc độ cực nhanh, thép dù ngang trời bay ném tới, trực tiếp đem màn sáng kia thẻ ở, nàng bóng người cũng ở đó thẻ ở ngay tức thì, chui vào màn sáng bên trong. Màn sáng bên trong, không còn là rực cháy nóng bỏng nham thạch nóng chảy đại dương, mà là màu đỏ thấm thổ nhưỡng, trống trải mà hoang vu, vừa nhìn vô tận. Diệp thần thân hình không có lại tiếp tục tiến về trước, mà là đình trệ tại chỗ, lẳng lặng quan sát bốn phía hết thảy. Đạp đạp đăng đăng, lòng đất truyền tới trầm thấp vừa dày vừa nặng tiếng bước chân. Tầm mắt có thể đạt được là một đầu đỏ rực long tượng, vậy thân thể cao lớn, từ phương xa lao nhanh tới, thân hình có chừng 18 trượng, toàn thân cao thấp hiện đầy lớn chừng bàn tay xích kim lăng phiến, có voi thân thể, long đầu lâu, thậm chí ở hắn đỉnh đầu, còn có đối với màu đỏ thẫm sừng rồng. Một cổ ngang ngược hơi thở từ nó trong cơ thể bộc phát ra, tạo thành một cổ nóng bỏng gió lốc lớn, đúng phiến đất đai đều ở đây nhỏ nhẹ lay động. Thân độ Uyển Nhi thấy được một màn trước mắt, diễn cảm hơi biến hóa, lại là hỏa dương long tượng, cho dù là ở thái thượng thế giới, cũng đã biến mất mấy ngàn năm, hôm nay, cái này trong cổ tịch ghi lại cảnh tượng, lại chỉ như vậy phơi bày ở nàng trước mắt. Hỏa dương long tượng tản mát ra cực kỳ sợ hãi hung sát khí, tựa hồ là đối với cái này hai cái xông vào người, hết sức bất mãn. Diệp thần nhìn chằm chằm hỏa dương long tượng, khẽ nhíu mày một cái, hắn đã phát giác trước mắt vật khổng lồ khủng bố, dẫu sao cái này lực lượng cường hãn, coi như so với thân độ Uyển Nhi hơi thở vậy chút nào không rơi hạ phong, hiển nhiên, đầu này hỏa dương long tượng, tu vi thời hạn nhất định không nhỏ tại vạn năm. Diệp thần quay đầu nhìn thân độ Uyển Nhi một mắt, cũng không có dặn dò cái gì, cứ việc hiện tại có cùng chung địch nhân, có thể bọn họ như cũ không phải đồng minh. Diệp thần hồn thể đổi thành, sát kiếm sử dụng, dưới chân dị động, không có dấu hiệu nào dưới, đã xuất hiện ở đó đầu hỏa dương long tượng phía trên đỉnh đầu. Sát kiếm mang nồng nặc luân hồi lực và hủy diệt đạo ấn, từ hỏa dương long tượng cổ bên bờ tìm đi qua, đánh ở trên mặt đất, phát ra một tiếng vang to lớn. Mạnh mẽ kiếm khí, ngưng tụ thành một cái tuyến, thẳng tắp hướng xuống, đem long tượng dưới chân thổ nhưỡng, trực tiếp đánh thành hai nửa. Hỏa dương long tượng phản ứng không thể bảo là không nhanh trí, lắc người một cái, muốn tránh thoát Diệp thần một kích này. Nhưng là, chậm. Diệp thần ra chiêu quả quyết, không có bất kỳ chủng loại, sát kiếm để ở cổ nó vị trí,
xuất hiện một đạo sâu đậm miệng máu. Lúc này Hỏa Dương Long Tượng cảm giác được mình bị thương, nhất thời dị thường tức giận. Ngao! Nó ngửa mặt lên trời gào thét, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt tràn đầy oán độc. Ngay sau đó, vậy Long Tượng thân thể chung quanh, ngọn lửa nóng bỏng từ hắn miếng vảy bên trên bay lên, tựa như là một đầu hỏa kỳ lân vậy, nhanh như điện chớp hướng Diệp Thần đánh tới. Diệp Thần quanh thân kim quang chợt hiện, bát bộ phù đồ khí. Sau đó, ngay tại nó xông về Diệp Thần trong nháy mắt, vậy Long Tượng lại cưỡng ép thiên chuyển thân thể, hướng thân đồ Uyển Nhi bay đụng đi. Tên này, Dương Đông kích Tây. Không nghĩ tới nhìn như tục tằng ngang ngược Long Tượng, mà lại ở cái này vô tận tu hành bên trong, tu luyện ra trí khôn. Thân đồ Uyển Nhi mặc dù không có ngờ tới Hỏa Dương Long Tượng ở Diệp Thần thuộc hạ bị thua thiệt nhiều sau đó, lại hướng tới mình, nhưng so với Diệp Thần, nàng hiển nhiên càng không phải là cái trái hồng mềm. Hừ, thân đồ Uyển Nhi nhìn đầu này không tự lượng sức dị thú, trong lòng tràn đầy vẻ trào phúng. Trong tay thép xù run một cái, chiến mâu hình thái trực tiếp chọn hướng Hỏa Dương Long Tượng. Vậy hàm chứa vô tận băng xương lực thép chiến mâu, thẳng xông lên lên, xuyên thấu Hỏa Dương Long Tượng đầu lâu, lộ ra một mảng lớn máu tươi, từ đỉnh đầu tung tóe ra, để lại một cái bàn khẩu lớn nhỏ lỗ máu. Ngao! Hỏa Dương Long Tượng kêu rên một tiếng, lập tức quay đầu, hướng xa xa chạy trốn đi. Mới vừa rồi thân đồ Uyển Nhi một kích kia, mang cấp trên khí sát phạt, lạnh lẽo mà tàn bạo, để cho cái này giảo hoạt Long Tượng ăn cái im lìm thua thiệt, nó thật sự là không nghĩ tới, nữ nhân này trước mắt muốn so với mới vừa cái tiểu tử thúi kia, còn ác hơn nghiêm túc. Muốn đi! Diệp Thần cười nhạt, cái này phiến mênh mông xích đất đỏ bên trên, hắn muốn rõ ràng càng nhiều, xem ra thì phải thông qua đầu rồng này giống. Hỏa Dương Long Tượng lao nhanh trước, bàn chân đạp trên đất, giống như một cái đốt cháy hố nhỏ. Diệp Thần quanh thân khỏa mang màu đen ma sát khí, sát kiếm bay ra, hướng Hỏa Dương Long Tượng chạy trốn phương hướng lao nhanh ra. Thân đồ Uyển Nhi thân hình liền nói, vậy đi theo Diệp Thần sau lưng, hướng Diệp Thần truy kích phương hướng đuổi theo. Cái này phiến xa lạ khu vực, đối với nàng mà nói, 10 phần khó chịu. Băng xương lực ở đây rõ ràng là mặt trời đỏ lực địa phương, khắp nơi bị áp chế, nàng thần thông tu vi có thể phát huy ra được uy năng, cơ hồ chỉ có một nửa chừng. Nhưng là, nàng vẫn không có bất kỳ do dự, đối phó Diệp Thần, ở nàng nhìn lại, chỉ cần liền thành tu vi. Diệp Thần khua kiếm nhất kích, Hỏa Dương Long Tượng đầu lâu to lớn đã bị chém xuống. Người nào, lại săn giết Hỏa Dương Long Tượng? Tránh bắc bên, mấy trăm dặm bên ngoài, truyền tới một đạo 10 phần uy nghiêm thanh âm. Một phiến màu đỏ thấm đám mây, nhanh chóng tụ lại tới đây, đem toàn bộ bầu trời bao trùm, hình thành một cổ mạnh mẽ cực kỳ uy áp. Mơ hồ tới giữa, Diệp Thần có thể thấy được vậy tầng tầng lớp lớp trong tầng mây tim, đứng một người. Thân đồ Uyển Nhi nhìn về phía đối phương, thần sắc biến đổi, nàng rất rõ ràng, đối phương là cái vô cùng là kinh khủng tồn tại, thậm chí có thể nói, không thua gì với nàng mẫu thân thân đồ Thiên Âm. Thân đồ Uyển Nhi sắc mặt ngay tức thì đổi được nặng nề mà nghiêm túc, đối phương thực lực, mình phải toàn lực ứng phó. Diệp Thần khẽ ngẩng đầu, hướng phía trên nhìn, hồn thể đổi thành. Hai con ngươi bên trong vô tận thần hồn gia trì, ánh mắt xuyên thấu tầng mây, thấy rõ vậy người tới bóng người. Lại là hắn. Còn chưa cùng Diệp Thần nói gì, Hoàng lão thanh âm đã lần nữa truyền tới. Ngươi không phải hắn đối thủ. Hắn là ai? Diệp Thần không có bất kỳ hốt hoảng, như cũ tương đương bình tĩnh, đối với hắn mà nói, những thứ này viễn cổ đại năng, một cái hai cái ba cái, hết thảy cũng sẽ ngã ở hắn đi tới trên đường. Hồng Thiên Kinh năm đó một giết đời trước tâm ma chi chủ, hắn có thể nói là công không thể không. Hắn cùng Hồng Thiên Kinh đồng môn, hạng 13, người khác cũng gọi hắn Vạn Thập Tam. Vạn Thập Tam, ở Thái Thượng Thế Giới, đỉnh đỉnh nhân vật nổi danh, bất quá, hắn năm xưa bởi vì gia tộc duyên cớ, rất sớm liền rời đi Thái Thượng Thế Giới, cho nên cho dù là xem thân đồ Uyển Nhi như vậy Thái Thượng kiệt xuất hậu bối, cũng chỉ là nghe nói qua hắn danh hiệu, chưa từng gặp qua hắn bổn tôn. Ngày hôm nay, ai cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Vạn Thập Tam thanh âm thê lương nói, một tay hướng hư không kéo một cái, lại lôi ra liền một mặt ngọn lửa cờ, hắn đem linh khí truyền bá ở cột cờ bên trong, rồi sau đó hung hãn cắm trên mặt đất. Cột cờ càng ngày càng dài, càng ngày càng to, giống như là một cây đường kính một trượng thiên trụ, đúng phiến đỏ thấm thổ nhưỡng, ngay tức thì cùng cờ này xí liên thông trận pháp,
từng cây một chùm tia sáng lúc này mọc tùm, đem cái này ngay ngắn một cái phiến đất đai toàn bộ phong bế. Thái thượng trệ không kỳ, ngươi là vạn thập tam. Thân độ Uyển Nhi nhìn vậy mặt lấp lánh rực rỡ ngọn lửa cờ, khó nén trong lòng vẻ khiếp sợ. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, vẫn còn có người nhớ ta thái thượng trệ không kỳ, ha ha ha. Vạn thập tam lộ ra vẻ vui mừng, già nua nếp nhăn ra thịt lúc này lại là bởi vì cười to mà chen chúc chung một chỗ. Diệp thần cố ý giả bộ một bộ rốt nát tiểu bạch dáng vẻ, quay đầu thấp giọng hỏi hướng thân độ Uyển Nhi, vạn thập tam là ai? Thân độ Uyển Nhi hừ lạnh một tiếng, hỏa dương long tượng chết, đã đem nàng và Diệp thần cột với nhau, nếu không nàng còn có thể mượn mẫu thân mặt mũi, từ vạn thập tam trong tay chạy đi. Nhưng là hôm nay, trên tay nàng vẫy mắc long tượng máu, cái này trong tin đồn cực kỳ bao che vạn thập tam, ắt phải vậy sẽ không bỏ qua nàng. Hắn đã từng là thái thượng thế giới cường giả, sau đó không biết cớ gì, rời đi thái thượng thế giới, lại không giao thiệp với. Nhưng là... Diệp thần nghi hoặc nhìn thân độ Uyển Nhi muốn nói lại thôi hình dáng, lộ ra một vẻ mê mang. Lòng hắn tính xảo trá nhiều thay đổi, bao che lại không nói phải trái, chúng ta giết hắn long tượng, chỉ sợ không thể làm tốt. Diệp thần nghe được thân độ Uyển Nhi nói như vậy, lộ ra một nụ cười, không thể làm tốt, từ hắn thấy cái này vạn thập tam lần đầu tiên dậy, cũng đã biết. Thân độ Uyển Nhi thấy Diệp thần cái này lau một cái mãn bất tại ý mỉm cười. Hiển nhiên hắn vẫn trấn định như cũ như thường. Nàng thậm chí không khỏi phải nghĩ trước mỗi một lần thấy Diệp thần, bỏ mặc thời cuộc như thế nào cấp bách, hắn cho tới bây giờ đều là biểu tình lãnh đạm, hợp lại hết tất cả chiến đấu. Như vậy thuần túy võ giả đạo tâm, để cho thân độ Uyển Nhi cái này đáng mặt võ si, đối với Diệp thần lại có tiệm nhận thức mới. Vạn thập tam vung tay lên, màu đỏ thấm vân khí cùng điện quang đan vào một chỗ, tạo thành một cái bàn tay to lớn. Hướng Diệp thần lật đổ đi. Ngay lập tức tới giữa, Diệp thần cảm giác được một cổ để cho hắn hít thở khó khăn lực lượng, đang chèn ép xuống tới, giống như trời long đất lở, trong cơ thể tạng phủ, tựa như là phải bị đánh nát vậy. Né tránh. Huyền thể hóa linh thần thông thi triển, rất nhiều thần mạch toàn lực mở, Diệp thần thân hình như gió, một cái xúc, tránh thoát vạn thập tam một chiêu này. Vạn thập tam bàn tay, đánh ra trên mặt đất, màu đỏ thấm thổ nhưỡng. Toàn bộ hóa là phấn vụn, tứ tán dương trần. Diệp thần ánh mắt trầm xuống, một chuôi đen nhánh trường kiếm xuất hiện ở Diệp thần trong tay, một cổ vô cùng huyền diệu chập chờn, ở kiếm phong bên trên kích động, mênh mông hồn lực, rót vào đến trường kiếm bên trong, hồn pháp vận hành, sát kiếm bên trên lại là tựa như trong nháy mắt vòng vô số ánh trăng. Hắn con người bỗng nhiên co rúm một cái, thấp giọng uống được nguyệt hồn trảm. Phá cho ta! Nháy mắt tức thì, một kiếm chém ra. Định cách, một đạo tựa như do ánh trăng đúc thành kiếm mang, bắn ra, ngay tức thì hướng vạn thập tam bàn tay to lớn đánh đi. Vù vù, sát kiếm lực lượng, ở đỏ thấm thổ nhưỡng bên trên, biến dạng ra một đạo hơn 30 mét dáng dấp thần rãnh. Nhóc rốt nát, vạn thập tam vậy bàn tay to lớn, tựa hồ đối với Diệp thần một kích toàn lực đầy không thèm để ý, cách không vỗ ra một dấu bàn tay, một cái lửa to lớn long hư ảnh, phát ra đinh tai nhức óc tiếng rồng ngâm. Đụng hướng Diệp thần. Nhưng vào lúc này, thân độ Uyển Nhi động, bầu trời bên trong đột nhiên phiêu sái liền vô số hàn băng tuyết hoa, từ giữa không trung rơi xuống, ở nơi này rơi xuống dưới, hóa thành từng đạo nước đá, hung hãn gõ đánh vào vạn thập tam bàn tay lớn bên trên. Cùng nhau giết. Diệp thần tung người nhảy một cái, bay đến vạn thập tam trước người, đem sát kiếm hoành ra, trôi lơ lửng ở giữa không trung, hóa là dù sao cũng đạo kiếm khí. Giống như một phiến kiếm mưa, ùn ùn kéo đến đâm về phía vạn thập tam. Thân độ Uyển Nhi thép dù câu toàn bộ lộ ra, trong cơ thể thái thượng khí xông ra, mang theo lạnh như băng hàn sức lực, phụ ở thép dù bên trên. Rào 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 rào. Mặt dù nhanh chóng lại kịch liệt chuyển, tựa như thuẫn, tựa như đao, tựa như mâu, tựa như dù, hướng vạn thập tam đi. Thái thượng hơi thở. Vạn thập tam lông mày khinh bạc, không nghĩ tới. Cái này thiên nhân vực bên trong, vẫn còn có thái thượng thế giới võ giả. Sau đó, bàn tay khổng lồ bên trong, dâng lên một viên to lớn lôi châu, cường đại xích diễm lực tản mát ra, lấy hắn thân thể là trung tâm, ngưng tụ ra trăm đạo tia chớp, hóa là một phiến lôi biển. Suy suy, mấy chục đạo tia chớp đồng thời xông ra ngoài, lẫn nhau thay đổi, hóa là một cùng khỏe mạnh như cây lôi trụ,
xuyên thấu hư không, bay về phía Diệp Thần và thân Đỗ Uyển Nhi. Đúng cái ở giữa thiên địa, ngay tức thì nổi lên bốn phương tám hướng tới nóng bỏng nóng gió, gió lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, tạo thành một cái cấp tốc xoay tròn vòi rồng, cùng hai người cậy mạnh bá đạo chiêu thức đụng vào nhau. Ùm ùm, hai cổ lực lượng ở giữa không trung đụng vào lẫn nhau, đem khu vực này chấn động được một phiến hỗn loạn. Cùng lúc đó, không ngừng có điện quang và đao gió bay rơi xuống, đánh trên mặt đất, lưu lại một cái trong cái hố sâu. Nhưng đối phương là Vạn Thập Tam, là cùng Hồng Thiên Kinh có thể sánh vai tồn tại. Diệp Thần và chỉ có 50% tu vi thân Đỗ Uyển Nhi, lại thế nào lại là hắn đối thủ? Bành, bành. Hai người ngay tức thì đã bị cái này ngang ngược tia chớp bạo uy, hoành quét ngã trên mặt đất. Vạn Thập Tam khẽ lắc đầu một cái, nhìn về phía thân Đỗ Uyển Nhi ánh mắt đổi được lạnh như băng, hừ, thái thượng thế giới người, làm sao càng ngày càng bước lui. Diệp Thần mạnh chống thân thể đứng lên, tay cầm sát kiếm, thần sắc ngưng trọng đến mức tận cùng. Ai có thể nghĩ tới, mình đánh bậy đánh bạ sẽ tiến vào cái này một phiến và Hồng Thiên Kinh có liên quan không gian. Chẳng lẽ hôm nay mình và thân Đỗ Uyển Nhi cũng phải bỏ mạng nơi này? Huyền Thiên Tử, Sóc Lão, mượn ta lực lượng, Diệp Thần mở miệng nói. Nhưng mà, rất nhanh, Huyền Hàn Ngọc thanh âm truyền tới, Diệp Thần vô dụng, dưới mắt coi như mượn dùng chúng ta lực lượng cũng không dùng. Kẻ địch chân thực quá mạnh mẽ. Trừ phi người cháy huyền yêu tinh máu, nhưng hậu quả vậy sẽ rất nghiêm trọng. Diệp Thần do dự mấy giây, vừa định làm quyết định lúc đó, một đạo tựa như đến từ mãi mãi thanh âm từ luân hồi mộ địa bên trong truyền tới. Thằng nhóc, thay ta tháo ra xiềng xích, nếu không, các ngươi cũng phải chết ở chỗ này. Luân hồi mộ địa bên trong, Hoàng Lão thanh âm nóng nảy trước, cơ hồ có chút gầm thét cùng nổi nóng. Diệp Thần ánh mắt nhìn về phía Vạn Thập Tam, cái này mấy chiêu dưới, cao thấp liền phán, thân Đỗ Uyển Nhi tu vi bị địa ngục này ngọn lửa hơi thở hạn chế, vốn cũng không có thể phát huy 100% thực lực. Mà hắn, toàn lực đánh tan thân Đỗ Uyển Nhi còn có thiếu sót, muốn nổ vô số lá bài tẩy, huống chi cái này đến từ thái thượng thế giới cực kỳ kinh khủng Vạn Thập Tam. Thằng nhóc, chỉ có ta có thể giúp ngươi, Vạn Thập Tam cùng Hồng Thiên Kinh sư xuất đồng môn, ngươi không phải hắn đối thủ. Vậy cấm kỵ Hoang Long thanh âm vang lên lần nữa. Diệp Thần hơi suy nghĩ, từ đầu đến cuối không nói gì. Hoang Lão thanh âm nhưng là càng ngày càng nhanh cắt, Hồng Thiên Kinh là cuồng, cái này Vạn Thập Tam là điên. Ngươi đừng lấy là hắn sẽ bởi vì thân Đỗ Uyển Nhi là thái thượng thế giới người liền hạ thủ lưu tình, hắn sẽ không, ngươi hôm nay giết hắn Long Tượng, hắn nhất định sẽ giết các ngươi thay Long Tượng trả thù. Tiền bối, lúc này, nếu như chẳng muốn cùng ta cùng chết, ta có thể đem người tạm thời cho ngươi mượn, nhưng giải trừ xiềng xích, không thể nào. Diệp Thần khóe miệng móc một cái, trước đây, trên tấm bia đá buộc chặt vô số xiềng xích, Hoàng Lão còn có thể cùng hắn câu thông, giúp hắn hoàn thành bảo vệ đại trận điêu khắc. Hôm nay, muốn phải cứu dưới mình tánh mạng, hắn không tin không có biện pháp nào khác. Thằng nhóc thúi. Hoàng Lão thanh âm mang ẩn hàm lửa giận, xiềng xích dưới, ta năng lượng bị hạn chế ở, căn bản không cách nào phát huy ra có thể cùng Vạn Thập Tam chống lại tu vi. Vạn Thập Tam hai tay lần nữa tụ hợp, vậy lôi châu bên trong cao nhất khí tức nóng bỏng, hóa là từng cái màu xích kim rồng có sừng hình thái, quanh thân quấn vòng quanh sấm sét chớp động, vây quanh hắn thân thể xoay tròn phi hành. Hắn ngón tay hướng xuống đất nhẹ nhàng nhấn một cái, muôn vạn đạo long ảnh, đồng thời hướng xuống đánh vào, vậy mặt đất sụp đổ, tạo thành một cái bàn tay khổng lồ ấn. Diệp Thần đem sát kiếm cắm vào mặt đất bên trong, cứng rắn chống được cái này đánh thế công. Nhưng trên mình đã đều là máu tươi, xương đều phải hoàn toàn vỡ vụn. Giờ khắc này, Diệp Thần biết đã đến trình độ cao nhất. Hắn nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn về thân Đỗ Uyển Nhi, ta sẽ nghĩ biện pháp kéo cái này, mà ngươi, nghĩ biện pháp, trốn. Ta chỉ có một yêu cầu, không nên thương tổn Ngụy Dĩnh. Thân Đỗ Uyển Nhi trong lòng run lên, đây là lần đầu tiên, có người đang đối mặt thời điểm nguy hiểm, dũng cảm che trước mặt mình. Cho mình tranh thủ chạy trối chết cơ hội, mà người này, nhưng chỉ là mình một mực đuổi giết thiên nhân vực nhỏ con kiến hôi. Phúng gai hơn, thân Đỗ Uyển Nhi đối với Diệp Thần lại có một chút phức tạp hơn tình cảm. Còn như vậy nắm trong tay đồ mình người phụ nữ, nàng ngược lại là có thể không làm thương hại đối phương. Thằng nhóc thúi, không có thời gian, Hoàng Lão thanh âm điên cuồng hô, hắn không nghĩ tới như tình huống như vậy, Diệp Thần lại có thể vững chắc bình tĩnh như vậy.
Diệp Thần vẫn không có nói chuyện, cánh tay thậm chí còn có chút run rẩy, máu tươi chảy động, sát kiếm hơi có chút đung đưa. Hắn ở đánh cờ. Và vậy thế gian cấm kỵ đánh cờ. Trực giác của hắn nói cho hắn, không thể tháo ra cái này hoang long trói buộc. Nếu không toàn bộ thiên nhân vực cũng sẽ hủy diệt. Coi là ngươi thắng, thằng nhóc thúi, hiện tại, chỉ cần ngươi giúp ta tháo ra một cái xiềng xích, ta là có thể phát huy nửa nén hương phần lớn thực lực. Đây đã là cực hạn. Được. Diệp Thần lúc này không chút do dự, thần niệm động một cái, đã tới luân hồi mộ địa bên trong, trong tay sát kiếm nhất sách, nhìn vậy trói ở trên tấm bia đá, chỗ xa nhất một cái xiềng xích. Hoàng lão lúc này cũng là mặt đầy xanh mét, vốn là muốn mượn cái này cơ hội, dụ dỗ Diệp Thần thay hắn đem toàn bộ xiềng xích tháo ra, không nghĩ tới ở hắn hai người đánh cờ bên trong, lại là mình trước không kiên nhẫn. Thôi thôi. Cái này năm tháng vô tận chờ đợi, đã để cho hắn không có cách nào giữ vững vàng tâm tính. Xiềng xích chặt đứt. Ngay tức thì một đạo hư ảnh lao ra luân hồi mộ địa. Hướng Diệp Thần thân thể đi. Ngay tại hoàng lão nhập vào người ở một chớp mắt kia, toàn bộ không gian nhiệt độ bắt đầu nhanh chóng hạ xuống, có gào thét gió lạnh, gào thét lao nhanh ở nơi này màu đỏ mặt đất bên trên, vô số quỷ khóc sói chu vậy thanh âm, từ lòng đất vang lên. Ta rốt cuộc đi ra. Giờ khắc này, toàn bộ không gian bên trên, hoàn toàn hóa là một phiến ma vực, một cây màu máu đỏ trùm tia sáng, từ Diệp Thần trong thân thể, phóng lên cao, trực tiếp hướng vạn thập tam đi. Giữa không trung bên trên, ma vân lan tràn ra phía ngoài, đổi được càng ngày càng rộng, giống như hóa là một phiến hải ma, vô tình vô tận thần ma hơi thở, mãnh liệt mênh mông dây dưa ở vạn thập tam bàn tay lớn bên trên. Lúc này, Diệp Thần hai tròng mắt phơi bầy màu xanh biếc, cả người trên mình mang thái thượng ma vương cuồn cuộn hơi thở, tựa như là ma quân giáng thế, nhìn xuống nhìn bằng nửa con mắt thế gian vạn vật. Nháy mắt tức thì, vạn thập tam cảm giác mình giống như là thấy được thế gian kinh khủng nhất tồn tại vậy, một cổ đến từ linh hồn run rẩy, phân bố toàn thân. Điều này sao có thể? Thân độ uyển nhi ở nơi này to lớn sóng trùng kích dưới, không nhịn được nhắm lại mình ánh mắt, cường hãn như vậy uy áp, cơ hồ phải đem tâm thần của nàng tất tất nghiền ép. Đây chính là Diệp Thần lá bài tẩy sao? Diệp Thần sau lưng thế nào sẽ có cái loại này tồn tại? Ước chừng một chút uy áp, liền tựa như để cho nàng nghẹt thở. Phải biết, mình nhưng mà thái thượng thế giới tồn tại à? Vạn thập tam thân thể to lớn chấn động một cái, một tay nắm lên hắn nguyên bản trừ trên đất ngọn lửa cờ, hai chân trên mặt đất đạp một cái, bay cao lên trăm trượng cao. Mà ngọn lửa kia cờ cột cờ lúc này xông ra một đoàn ngọn lửa vậy sấm sét. Cách không hướng Diệp Thần đầu bắn qua. Bỏ mặc đối phương như thế nào khủng bố, nhưng tu vi sẽ không lừa gạt người. Thằng nhóc kia bất quá là thủy nguyên cảnh. Hơn nữa đây là đang mình trên chiến trường. Hắn không tin, thằng nhóc này chẳng lẽ còn có thể bùng nổ vượt qua thái chân cảnh lực lượng. Vô tận ngọn lửa và sấm sét cực nhanh phun trào, mắt xem muốn chạm được Diệp Thần nhưng thủy chung lãnh đạm. Hoàng lão tự nhiên chú ý tới một màn này. Nhưng hắn nhưng ước chừng nhìn bằng nửa con mắt liền một mắt, rồi sau đó, điều khiển Diệp Thần bàn tay trắng noãn, trực tiếp đưa tay cầm cột cờ. Từng đạo tia chớp, theo cột cờ, ở Diệp Thần quanh thân lóe lên, lao nhanh trước. Chỉ như vậy sao, vậy quá yếu. Hoàng lão cánh tay kéo một cái, đem vậy mang vô tận uy áp và nồng đậm thần ma lực ngọn lửa cờ hướng ngược lại ném hồi, lần này, ngọn lửa cờ mang theo giống như ảo ảo một chi ma tộc đại quân. Ngươi rốt cuộc là người nào? Vạn thập tam lúc này nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt đã đổi được ngưng trọng, nếu như hắn không có đoán sai, là có người phụ thân ở thằng nhóc kia bên trên. Trước đây sau hai người tu vi võ đạo, thật sự là lớn tướng khác biệt. Ta là ai? Ngươi không có tư cách biết. Hoàng lão lắc đầu một cái, nhẹ nhàng vung tay áo tử, hướng thân độ uyển nhi ném ra một đạo phù triện. Thân độ uyển nhi không có đề phòng chút nào bên trong. Đã rơi vào ngủ say. Vạn thập tam nhìn Diệp Thần bất thình lình động tác, có chút hồ nghi nhìn hắn. Người đây là ý gì? Bất quá là muốn hướng vạn tông chủ, muốn một kiện cựu vật. Hoàng lão một tay kết ấn, đã tạm thời phong bế Diệp Thần giác quan, hắn hai tay một phen, chìa khóa hình vẽ đã xuất hiện. Giao cho ta, lưu ngươi một mạng. Vạn thập tam nhìn chìa khóa này, thần sắc chấn động, cái này gần như vạn năm chờ đợi. Không nghĩ tới tới lấy bí hộp lại không phải Hồng Thiên Kinh. Mà là cái này võ đạo quỷ dị, thân thể nhưng là thanh niên người.
Vạn Thập Tam không ngu ngốc, giờ phút này đối mặt cái này cùng tồn tại, coi như là tự vệ, cũng chỉ sợ sẽ mất rất nhiều chân bảo lá bài tẩy. Hừ, không nghĩ tới ngươi là xông lên nó tới, ngươi muốn, cho ngươi chính là. Vạn Thập Tam cũng không trì hoãn, hắn so người bất kỳ cũng muốn biết rõ, mệnh so bất kỳ đồ đều trọng yếu. Một đoàn quang vòng, bị Vạn Thập Tam ném hướng không trung, mà chính hắn, thì thời gian đầu tiên chạy trốn xa mà đi. Hoàng lão nhìn trong tay bí hộp, đây là đời trước luân hồi chi chủ để lại cho Diệp Thần cựu vật, không nghĩ tới, cuối cùng nhưng là do Hồng Thiên Kinh Sư đệ nơi trấn áp trông chừng, cái này thế gian nhân quả, thật là khó mà hoàn toàn như vậy. Cùng lúc đó, quỷ bộc dưới quỷ đằng lần nữa đung đưa kịch liệt đứng lên. Hồng Thiên Kinh tỉnh lại số lần đã càng ngày càng nhiều, mà hắn lực lượng cũng ở đây từng điểm mười phần yếu ớt khôi phục. Luân hồi chi chủ lấy đi bí hộp. Hồng Thiên Kinh hai tròng mắt cơ hồ có thể thấy tất cả liên quan tới luân hồi chi chủ màn sáng, hắn nhìn về Vạn Thập Tam thời điểm, trong lòng chấn động một cái căm tức, tên này, tu luyện triệu năm, không nghĩ tới vẫn là như thế tham sống sợ chết. Cái này bí hộp, rốt cuộc ký thác thứ gì? Hồng Thiên Kinh tự nhủ, năm đó hắn mưu toàn âm thầm mất đi luân hồi chi chủ, lại gặp Thái Thượng Thiên Nữ ngăn trở, sau đó chính là quyết đấu, hắn còn không có ở đây tìm được mở ra bí hộp chìa khóa, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng đem cái này nhất bí hộp giấu. Mà hôm nay, bí hộp lại lần nữa trở lại luân hồi chi chủ trong tay. Bí mật, cũng nhanh muốn cởi bỏ liền sao? Lạnh như băng nụ cười. Để cho Hồng Thiên Kinh khô đét ra thịt lộ vẻ được phá lệ dữ tợn. Một ngày sau, đến khi Diệp Thần lại lần nữa lúc tỉnh lại, nhưng phát hiện hắn đã nằm ở nham thạch nóng chảy đại dương trên mặt biển, đang theo sóng lớn một chút xíu lưu động. Thân Độ Uyển Nhi yên lặng nằm ở một bên, tay nàng bên trong còn nắm thật chặt thép dù. Thân Độ Uyển Nhi. Diệp Thần nửa ngồi dậy, dùng sức lắc lắc Thân Độ Uyển Nhi. Hắn mặc dù nghĩ tới xóa bỏ Thân Độ Uyển Nhi, nhưng hắn biết, cái này liên quan đến nhân quả sẽ kinh khủng hơn. Đến lúc đó sợ rằng Thân Độ Uyển Nhi sau lưng vị kia, sẽ không để ý hết thảy hạ xuống. Thân Độ Uyển Nhi rất nhanh liền tỉnh lại, nàng thậm chí so Diệp Thần càng rõ ràng, trước bất tỉnh nguyên nhân. Ngươi muốn làm gì? Tràn đầy phòng bị giọng, Thân Độ Uyển Nhi thép dù hoành ngăn ở nàng và Diệp Thần tới giữa. Đã không sao. Diệp Thần nhưng vậy không có để ý đối phương thái độ. Chỉ là thản nhiên nói. Thân Độ Uyển Nhi cũng nhìn thấy chung quanh đây cảnh tượng, rõ ràng bọn họ hai người đã từ Vạn Thập Tam dưới quyền chạy khỏi. Chuyện lần này, liền khi chúng ta huề nhau, lần sau gặp lại, cầm băng minh cổ ngọc trả cho ta, nếu không, chúng ta vẫn là kẻ địch. Thân Độ Uyển Nhi sắc mặt vẫn là nghiêm túc, lần này Diệp Thần đem nàng mang nhập hư vô kia không gian, gặp phải tử chiến cục, cũng là bởi vì là Diệp Thần nàng lại được cứu trở về. Tới một cái một đi, cũng coi là thanh toán xong. Diệp Thần nhưng vô cùng là bén nhạy phát hiện Thân Độ Uyển Nhi biến hóa, nguyên bản trong tròng mắt lạnh lùng, thật ra thì đã không tự chủ tràn ngập một vẻ ôn nhu. Diệp Thần cũng không nói phá, chỉ là gật đầu một cái, ngươi yên tâm, ta sẽ không cầm lần này cứu ngươi tánh mạng lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác ngươi, bất quá băng minh cổ ngọc đã cùng Ngụy Dĩnh hòa làm một thể, vô luận như thế nào cũng không cách nào vẫn còn cho ngươi. Nhưng là như một ngày kia, ta có thể tìm được tốt hơn băng xương chân bảo, nhất định hai tay dâng lên. Hừ, thì hy vọng ngươi nói chuyện giữ lời. Thân Độ Uyển Nhi hừ lạnh một tiếng, trên thực tế nhưng cũng không có dây dưa nữa băng minh cổ ngọc và Ngụy Dĩnh, thép dù chống một cái, một tay xé ra hư không thành lũy. Đúng rồi, có chuyện ta cần phải nói cho ngươi, ta trước hôn mê, thấy phải, ngươi, chủ động đánh ngất xỉu ta. Ngay tại Thân Độ Uyển Nhi bước vào hư không ở một chớp mắt kia, đột nhiên nói. Diệp Thần con ngươi hơi đông lại một cái, hắn rõ ràng Thân Độ Uyển Nhi trong lời này, tại sao cầm ngươi cái chữ này cắn rất nặng. Hoàng lão kết quả làm cái gì? Quả nhiên vẫn là có vấn đề. Hoàng lão, ngươi tiếp quản ta thân thể sau đó, chuyện gì xảy ra? Diệp Thần cũng không gấp tại rời đi nham thạch nóng chảy đại dương, mà là thần thức trở về đến luân hồi mộ địa. Đứng sừng ở xiềng xích trước tấm bia đá, hỏi. Trên tấm bia đá hư không, xuất hiện một cái to lớn hư ảnh. Diệp Thần nhìn hư ảnh kia chậm rãi dâng lên, trên cao nhìn xuống hướng tự xem một mắt, hắn thậm chí có thể cảm giác đến tim nhỏ nhẹ run rẩy một tí. Trong hư ảnh hoang lão, xa so Diệp Thần tưởng tượng càng trẻ tuổi, nhưng là hắn quanh thân tràn ngập trước xâm lạnh ma khí, giống như một tôn ma thần,
đứng ở Diệp Thần trước mặt, cho hắn một loại to lớn áp lực. Vạn thập tam dẫu sao sư thừa Hồng Thiên Kinh nhất mạch, cho dù hắn đã sớm thoát khỏi thái thượng thế giới chiếu cố, đủ loại thần thông pháp có thể không có cực lớn tăng lên, nhưng cũng rất khó đối phó. Hoàng lão kéo dùng miệng sừng, tựa hồ là muốn ở đó vô cùng là cuồng ngạo trên mặt gạt bỏ vẻ tươi cười. Bất quá, ta vậy cùng ngươi nói qua, chỉ cần ngươi đem người cho mượn ta, ta nhất định có thể mang ngươi đi ra khốn cục. Hoàng lão vừa nói, một cái tinh quang lóe lên bí hộp đã từ vậy bia đá chậm rãi dâng lên. Cái này, chắc là vậy chìa khóa cho ngươi mang tới cơ duyên. Diệp Thần cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ tai, thật ra thì làm ý thức được đối thủ là Vạn Thập Tam hắn liền dự định buông tha. Đối phương như vậy xuất thân hiển hách, như vậy bức bách người uy áp, cái gì chìa khóa bí hộp? Luân hồi chi chủ truyền thừa. Không có mệnh, hết thảy là số không. Hắn không nghĩ tới, Hoàng lão lại có như vậy ngút trời bản lãnh, ở Vạn Thập Tam trên tay đoạt lại bí hộp. Cầm đi. Bí hộp ở một tiếng này dưới, đã hướng Diệp Thần đi. Diệp Thần ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần đem vậy bí hộp cầm ở trong tay, coi như chân bảo. Tiền bối thực lực cường hãn như vậy, Diệp Thần bội phục. Diệp Thần tâng bốc nói. Ừ, trong hư ảnh Hoàng lão gật đầu một cái. Hoàng lão, thân độ uyển nhi, tu vi vốn là so ta cao, không nghĩ tới lần này bị thương lại như vậy. Diệp Thần giả vờ thở dài, nhắc tới thân độ uyển nhi. Ừ, nàng mặc dù xuất từ thái thượng, thực lực bản thân vậy coi như tài năng xuất chúng, chỉ tiếc, như vậy thực lực, ở tuyệt đối thái thượng chí tôn cường giả trước mặt, vậy không chịu nổi một kích. Ta và Vạn Thập Tam ước chừng đối với hai chiêu, nàng đã hôn mê rồi. Hoàng lão lộ ra một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép diễn cảm, Diệp Thần tâm tình lúc này lại có chút nặng nề, Hoàng lão và thân độ uyển nhi mà nói, không giống nhau. Là ai vãi láo? Thằng nhóc, lần này Vạn Thập Tam, cũng là để cho ngươi hiểu được cấp trên khủng bố cùng đáng sợ, mặc dù ngươi tu vi đã ở người cùng thế hệ bên trong coi là tài năng xuất chúng, nhưng là, so với thái thượng cường giả, còn muốn kém một nước. Diệp Thần gật đầu, cái này bước cấp bậc tranh đấu. Đối với hắn mà nói, quả thực có chút khó khăn. Hắn hiện tại dù là đối mặt những cái kia thiên nhân vực thái chân cảnh cường giả cũng có chút cố hết sức. Ừ, ta biết, Diệp Thần nói. Thật ra thì, đạo tâm là hết thảy tu hành căn nguyên, ở ta xem ra, người đạo tâm còn có ma luyện không gian. Hoàng lão thở dài, người tâm tư nghĩ bậy quá nhiều, cần phải bảo vệ và suy tính chuyện vậy rất nhiều. Kiếp trước ngươi cho ngươi nhiều ít mong đợi, đồng thời cũng cho ngươi nhiều ít áp lực. Đạo tâm còn có rèn luyện không gian. Diệp Thần tự hỏi võ tổ đạo tâm một mực bền bỉ chuyên nhất, không nghĩ tới lại bị Hoàng lão nói đạo của mình tim còn chưa hoàn toàn vững chắc, còn có rèn luyện không gian. Ta nơi này có một quyển tâm kinh, ngươi có thể ở luân hồi mộ địa bên trong thử một chút. Hoàng lão dừng một chút, ánh mắt nhìn bằng nửa con mắt nhìn bốn phía bia đá. Cái này luân hồi mộ địa là ngươi địa bàn, ngoại trừ ta ra. Vậy còn ở nhờ như thế nhiều đại năng đời trước, người ở đám người mí mắt phía dưới thử một chút, người vậy thả để tâm một chút. Diệp Thần gật đầu một cái, nếu như chỉ là Hoàng lão mà nói, hắn còn muốn do dự một chút, nhưng giờ phút này toàn bộ luân hồi mộ địa tỉnh lại đại năng còn có tinh hải thần, thậm chí còn có đặc thù tồn tại, thí dụ như Huyền Hàn Ngọc và Sóc lão, hắn nội tâm đều là vô cùng là kính trọng lại nhận đồng. Có bọn họ trông chừng, Diệp Thần tin tưởng, coi như Hoàng lão đùa bỡn bịp bợm, mình cũng có thể phá cuộc ra. Được, đa tạ tiền bối. Hoàng lão hư ảnh lúc này đôi mắt nhắm một cái, hai tay khép mở tới giữa, đã sinh ra một trang cổ xưa cuốn sách. Ngươi lại thử một chút. Diệp Thần do dự mấy giây, đưa tay nhận lấy, trực tiếp ở luân hồi mộ địa bên trên, ngồi xếp bằng. Nếu là có bất kỳ vấn đề, hắn liền thối lui ra tu luyện. Vì sao nhập đạo? Như thế nào tìm đạo? Như thế nào lập đạo? Diệp Thần tìm hiểu đạo tâm quy tắc, nguyên bổn đã tính tổng cộng vô cùng là hùng hậu, mà lúc này, ở nơi này cổ xưa cuốn sách thấm nhuần dưới, hắn tỉ mỉ cảm ngộ đạo tâm, thăm dò thời gian lực lượng chân đế. Lại thật sự có hiệu quả. Diệp Thần thậm chí cảm giác được mình thần hồn và đạo tâm cũng hơn nữa ngưng luyện. Mà đang ở Diệp Thần chuyên tâm cảm ngộ đạo tâm phép tắc thời điểm, Hoàng lão trong mắt nhưng thay đổi cực kỳ lạnh như băng. Đồng thời, hai tay đang kết ra cổ quái ấn pháp. Vậy ấn pháp giống như vòng sáng, một vòng lượn quanh ở Diệp Thần trên mình.
Diệp Thần lúc này một nửa tinh thần ý chí đang tham dự đạo tâm quy tắc, mà một nửa kia, nhưng thủy chung duy trì năng lực suy tư. Theo vậy phụ ở Diệp Thần bên ngoài cơ thể vòng sáng càng ngày càng dày nặng, Diệp Thần lại đột nhiên cảm giác mình thức hải chập chờn càng ngày càng xu hướng tại thong thả, mà hắn đạo tâm cảm ngộ, vậy càng ngày càng khó khăn. Hắn ý thức bắt đầu dần dần bị lạc, giống như là đi ở rộng rãi đạo pháp bên trên, nhưng mất đi tất cả vật tham chiếu, tạm thời tới giữa di thế độc lập, lại cũng không có thần thức. Hoàng lão nhìn Diệp Thần trong cơ thể sôi trào luân hồi lực chậm rãi thở bình thường lại, lộ ra lau một cái quỷ dị nụ cười tàn nhẫn. Thằng nhóc thúi, ba lần bốn lượt xấu xa ta chuyện. Tự tìm cái chết. Giờ phút này, Diệp Thần ý thức đắm chìm trong vô tận trong hư không, những cái kia liên quan tới hoa hạ trí nhớ, còn có luân hồi chi chủ nhân quả, đổi được toàn bộ mơ hồ. Ta ở đâu, ta là ai? Đồng thời, luân hồi mộ địa bên trong, vậy gãy lìa một cái khóa bia đá, lúc này vậy kẽ nứt bên trong, sinh trưởng ra sáu cái quỷ đằng, vô cùng là nhọn đổ gai, lộ vẻ được lạnh như băng lại hàn lạnh. Từng cây một quỷ đằng, chỉ như vậy bọc đến Diệp Thần trên mình, đổ gai câu ở hắn quanh thân, chảy máu đổ vào một phiến, nhưng là lúc này Diệp Thần chút nào không có cảm giác được bất kỳ đau đớn. Bát hoang quỷ pháp, ma xem cổ kim, tích chữ kim lưu vết, chung được ta thân. Hoàng lão to lớn hư ảnh, lúc này đã bay tới Diệp Thần trên đỉnh đầu không. Quanh thiên liệt địa ma khí, tràn ngập ở toàn bộ luân hồi mộ địa bên trong, xâm uy nghiêm ma vương kiêu căng, thậm chí lấn át luân hồi hơi thở, như vào chỗ không người vậy tùy ý hoành hành. Hoàng lão cả người treo ngược ở Diệp Thần bên trên, ngón tay một điểm ở Diệp Thần đầu lâu bên trên. Nhập ta tim, được ta trí, được ta thân. Trôi lơ lửng ở hư không bên trong Diệp Thần, lúc này toàn bộ thần thức kịch liệt rung động. Là đoạt xác. Cá gì biết đạo chìa khóa rơi xuống? Cái gì trợ giúp Diệp Thần ổn định đạo tâm? Đều là lời nói dối. Cái này thế gian cấm kỵ duy nhất mục tiêu chính là chiếm cứ Diệp Thần thân thể. Hoàng lão thân phải, một tấc tràn vào Diệp Thần trong cơ thể. Ngay tại lúc này, dị biến nổi lên. Ngươi chờ thiếu nhỏ, cũng dám mơ ước luân hồi chi chủ thân xác. Một đạo mơ hồ hư ảnh, bỗng nhiên xuất hiện ở Diệp Thần trước người. Cái này đạo hư ảnh, hơi thở mây khói mờ mịt, mang thiên đạo mong manh hơi thở. Hắn hai tròng mắt, huyết nguyệt lưu chuyển, tiết lộ ra nhìn thấu tang thương thâm trầm, xuyên qua thiên đạo hơi thở, cả người áo khoác bồng bềnh, vô cùng vô tận quy luật phù văn, ở hắn trên mình không ngừng lưu động, tựa hồ mỗi một sợi tóc, đều mang vô thượng thiên cơ, làm người ta rung động. Cứ việc chỉ là một đạo hư ảnh, ở nơi này luân hồi mộ địa bên trong bùng nổ hả giận, đã đủ dung chuyển thiên đạo. Suy, nhâm phi phàm lâm không chỉ một cái, ngón tay lướt qua không gian, trực tiếp gõ ở hoang lão điểm ở Diệp Thần đầu cốt thượng ngón tay. Cái gì thuật pháp thần thông, cái quỷ gì cây mây lượn quanh thân, vô luận hoang lão cho mượn giúp thuật pháp có bao nhiêu rung động hoàn vũ, nhưng là cuối cùng bị luân hồi mộ địa hạn chế. Giờ phút này, hết thảy các thứ này đối mặt nhâm phi phàm tiện tay chỉ một cái, ngay tức thì đã thoát khỏi Diệp Thần thân thể. Cái này cử trọng nhược khinh thủ pháp. Trương hiện ra nhâm phi phàm cùng giờ phút này bị trấn áp hoàng lão tới giữa thực lực sai biệt. Hoàng lão công tâm thật lâu trận pháp, chỉ như vậy bị nhâm phi phàm hóa giải. Hắn cả người, nguyên bản mừng rỡ như điên liều lĩnh, ngay tức thì mất đi tất cả tinh thần gửi nhờ. Nguyên bản nụ cười quất vào mặt gò má, hoàn toàn mờ đi. Vô tận lửa giận phun trào. Ở trong nháy mắt, hắn trong cổ họng phát ra tối tăm khó khăn minh thanh âm, tựa hồ là gầm thét. Hắn không cam lòng, hắn tức giận, hắn thất bại trong gang tấc. Ngươi không nên xấu xa ta chuyện, không nên. Nhâm phi phàm nhàn nhạt nhìn hắn, chân mày đông lại một cái, nhưng ngươi không bị trấn áp, ta có lẽ sẽ sợ hãi ngươi, nhưng hiện tại, ngươi đã không phải đã từng, làm ngươi bị trấn áp tại luân hồi mộ địa, ngươi đến lượt rõ ràng. Có vài người, ngươi không có tư cách động. Nhâm phi phàm một chỉ điểm ra, một đạo huyết nguyệt tinh mang lần nữa tăng vọt ra. Như xuyên qua hư không vậy, thiên địa làm thất sắc, hung hãn hướng hoàng lão hư ảnh lướt đi. Hoàng lão thân hình một lần, cố nhiên lửa giận, cũng chỉ có thể tránh hồi bia đá bên trong. Nếu như hắn có thể mượn Diệp Thần thân xác, nếu như hắn khôi phục phần lớn lực lượng. Vậy chưa đến nỗi ở nhâm phi phàm trước mặt một chiêu bị phá. Hoàng lão trong lòng căm hận khó dằn, nhưng cũng biết lúc này không phải hành động theo cảm tình thời điểm, hắn muốn chờ cơ hội. Cùng một cái nhất kích tức chúng cơ hội. Diệp Thần, tỉnh lại.
Nhâm Phi Phàm nhìn về phía vậy xiềng xích vây khốn bia đá, còn có ngồi xếp bằng Diệp Thần, có một số việc, còn được để cho Diệp Thần tự mình giải quyết. Lúc này, mấu chốt nhất vẫn là thức tỉnh Diệp Thần, nếu không, mặc cho hắn bồng bềnh ở hư vô đạo pháp bên trong, đó mới là đối với hắn chân chính tổn thương. Ừ, là ai đang gọi ta? Diệp Thần tựa hồ nghe được loáng thoáng kêu gọi, vậy như có như không thanh âm, thật giống như hết sức quen thuộc. Diệp Thần, tỉnh lại. Nhâm Phi Phàm tiếng như chuông lớn, mỗi một chữ đều mang vô thượng uy áp, giống như nghìn vàng nặng vậy, nói năng có khí phách. Nhâm tiền bối. Vậy vô tận đạo pháp bên trong, tựa hồ có ánh sáng đang thúc giục trước Diệp Thần bước nhanh hơn, hướng vậy ánh sáng đi, sau đó, hắn con người đã từ từ mở ra, Nhâm Phi Phàm hư ảnh đập vào mi mắt. Nhâm Phi Phàm gật đầu, tỏ ý hắn theo mình rời đi luân hồi mộ địa. Diệp Thần trong lòng mặc dù treo đầy nghi vấn, nhưng đối với Nhâm Phi Phàm tín nhiệm, để cho hắn không chậm trễ chút nào theo hắn rời đi luân hồi mộ địa. Tiền bối, ngài làm sao tới? Ta tới, là có hai chuyện. Nhâm Phi Phàm con người đông lại một cái, nhìn về phía Diệp Thần con mắt, tràn đầy ngưng trọng. Ngươi mới vừa nhập đạo có cái gì không chỗ không giống bình thường. Ừ, Hoàng lão, chính là luân hồi mộ địa mới tỉnh lại vị kia, hắn cho một trang tâm kinh. Nói là có thể ngưng luyện đạo tâm, ban đầu ta quả thật cảm thấy có cảm ngộ, nhưng là sau đó, lại có một loại hoảng hốt như đời cảm giác, thật giống như linh hồn phiêu hướng hư không vậy. Nhâm Phi Phàm hừ lạnh một tiếng, hắn chính là ta trước đây nhiều lần nói tới thế gian cấm kỵ, đã từng làm vô tận nghiệt chướng, thà nói là bị kẹt ở luân hồi mộ địa, không bằng nói là bị nhốt ở luân hồi mộ địa. Mà ngươi mới vừa, thiếu chút nữa liền bị hắn đoạt xác. Cái gì? Diệp Thần trong lòng kinh hãi, cả người đầu vù vù một tí. Mình hồn lực ngút trời, lại có thể vậy bị đoạt xác. Mấu chốt luân hồi mộ địa nhưng mà địa bàn của mình à. Người này sở trường đầu độc nhân tâm, muốn đến là mượn luân hồi mộ địa đại năng thân phận che giấu, tranh thủ tín nhiệm của ngươi, mượn cơ hội mà là. Nhâm Phi Phàm ngưng mi, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt đổi được càng nghiêm túc, Diệp Thần, không muốn bởi vì người bất kỳ, liền tự mình đi lạc đạo tâm. Diệp Thần liền vội vàng gật đầu trước, ở Hoang lão dưới sự chỉ dẫn, ta dòm ngó dò được Hồng Thiên Kinh trấn áp chi địa, hơn nữa, còn mượn Hoang lão lực lượng đánh tan vạn thập tam, lấy được kiếp trước lưu lại bí hộp. Diệp Thần, ta từng nhiều lần nhắc nhở ngươi, không muốn quá độ lệ thuộc vào luân hồi mộ địa lực lượng, bất kể là Hoang lão cũng tốt, vẫn là cái khác đại năng, bọn họ đối với ngươi mà nói, cuối cùng chỉ là phụ trợ, ngươi chân chính hẳn dựa vào là Lăng Tiêu võ ý, còn có ngươi võ tổ đạo tâm. Đa tạ tiền bối, vãn bối biết. Diệp Thần liền vội vàng khom người nói, hiện tại mới sợ, nhưng nếu không phải Nhâm tiền bối phát hiện kịp thời, hắn giờ phút này đã bị vậy giáp tâm không thể dò được Hoang lão nơi đoạt xác. Mấu chốt hết thảy các thứ này, vậy Hoang lão kết quả là như thế nào làm được? Diệp Thần nhìn một cái Nhâm Phi Phàm, vẫn là nói ra nghi vấn trong lòng. Tiền bối, Hoang lão bia đá rõ ràng bị luân hồi mộ địa xiềng xích trói buộc, vì sao có thể đoạt xác cùng ta? A, à, Nhâm Phi Phàm nhưng khẽ cười một tiếng. Hắn được gọi là thế gian cấm kỵ, thậm chí có thể sánh vai thái thượng cường giả, người giúp hắn cắt ra một sợi xích, trên thực tế liền đủ hắn thi triển thuật pháp cùng trận pháp, mà hắn cho ngươi ngưng luyện đạo tâm tâm kinh, trên thực tế đã là hắn trận pháp một phần chia. Nhưng nếu không phải là có còn lại 5 sợi xích áp chế, hơn nữa không có thân xác mượn linh lực, ta cũng không khả năng tùy tiện đem hắn đánh lại. Diệp Thần gật đầu liên tục. Ban đầu hắn đối với vạn thập tam, hơi thở giống như ma quân hạ xuống, liền vị này Hồng Thiên Kinh tiểu sư đệ đều bị hắn kinh thiên nhất kích nơi đánh lui. Nhâm Phi Phàm con người huyết nguyệt lưu chuyển, giải thích đó là bởi vì hắn mượn ngươi thân xác, có thể rút ra lấy bên trong cơ thể ngươi luân hồi lực cho đổi thành, cho nên có thể chống lại vạn thập tam. Bất quá, Diệp Thần, ngươi thật cho rằng hắn đánh lùi vạn thập tam sao? À, Diệp Thần có chút bối rối. Nhâm Phi Phàm toát ra lau một cái cao thâm khó lường nụ cười, người xưa nay tâm tư kín đáo, ta cũng tin tưởng ngươi bởi vì ta mà nói, cũng đã giảm bớt đối với luân hồi mộ địa đại năng lệ thuộc vào, nhưng cái này cái lệ thuộc vào, có thể không chỉ là mượn lực. Diệp Thần lúc này bỗng nhiên rõ ràng Nhâm tiền bối ý, hắn đúng là giảm bớt đối với luân hồi mộ địa đại năng mượn lực, nhưng là, ở mặt khác, hắn nhưng chưa bao giờ buông lỏng đối với bọn họ tin cậy, thậm chí có lúc vậy sẽ đem bọn họ làm lá bài tẩy như nhau. Mà lần này, hắn mặc dù đối với Hoang lão có cảnh giác,
nhưng làm hắn cầm ra bí hộp sau đó, nhưng cho tới bây giờ chưa từng có hơn hoài nghi tới hắn và Vạn Thập Tam quan hệ. Nhưng nếu thật như Nhâm Phi Phàm nói, hắn cũng không có đánh lui Vạn Thập Tam đâu. Hay hoặc là thật ra thì bọn họ hai người tới giữa, hoàn thành giao dịch gì đâu. Thân Độ Uyển Nhi trước khi rời đi, thậm chí nhắc nhở qua mình, là Hoàng lão chủ động đánh bất tỉnh nàng. Diệp thần, ta lại ba lần nhắc nhở ngươi, là vì để cho ngươi rõ ràng, trên con đường này, không có chút nào đường tắt, không chảy máu, không đổ lệ, không dễ dàng, cũng sẽ không thành công dài và lột xác. Nhâm tiền bối, ta biết. Nhâm Phi Phàm nhìn ánh mắt có chút ảm đạm Diệp thần, cho tới nay, Diệp thần đều là bọn họ tất cả mọi người hy vọng, hắn vậy dốc vào càng nhiều hơn chú ý, cũng biết cái này người thanh niên có vô cùng cường hãn dẻo dai và dũng khí, thậm chí thành tựu vượt xa đời trước. Chỉ là, cái này nhất thế, tất cả mọi người đều chỉ là trong bàn cờ con cờ, chỉ có Diệp thần mới sẽ cuối cùng trở thành chấp cờ người. Cho không được một chút xíu thất bại. Diệp thần vậy rõ ràng Nhâm Phi Phàm dụng tâm lương khổ, ở Hoang lão chuyện trên, là hắn quá mức khinh thường, suýt nữa gây thành sai lầm lớn. Tiền bối, tại sao Hoang lão được gọi là thế gian cấm kỵ, lại bị nhốt ở luân hồi mộ địa bên trong? Đây là liên quan tới luân hồi mộ địa bí mật, ta chuyến này trong đó một chuyện, chính là để cho ngươi rõ ràng cái này thế gian cấm kỵ một phần chia. Nhâm Phi Phàm ngón tay hư hư vừa nhấc, vậy hư không thành lũy đã tùy tiện bị biến dạng. Thân hình hắn động một cái, đã bước vào trong hư không. Diệp thần vội vàng đuổi theo. Một nén nhang thời gian sau đó, Diệp thần đột nhiên ngửi thấy một cổ mười phần nồng đậm mùi máu tanh. Cho dù thân ở hư không lối đi, Diệp thần cũng cảm thấy được mười phần đậm đà đáng sợ. Đầy trời khắp nơi xương khô, trên bầu trời giống như là treo một cái sông máu, tối tăm không ánh mặt trời khu vực bên trên, hàm chứa ngang ngược máu tanh bạo ngược khí. Đem toàn bộ không gian cũng tràn ngập lấp đầy. Diệp thần nhìn vậy cơ hồ ngưng trệ một cái giống vậy xương máu, tuất thổ nguyên phù không tự chủ phò hộ tại thân thể ra, ngăn trở vậy lăng liệt huyết bạo lực. Tiền bối, đây là nơi nào? Nơi này, xa so hắn đã gặp tất cả hung ác chi địa, càng máu tanh tàn bạo. Thiên nhân vực vẫn còn có loại địa phương này. Vạn khô nơi chôn cất. Nhâm Phi Phàm trên mặt nhiều hơn một phần thương hại vẻ. Hắn từng chứng kiến qua vậy từng cái sống sờ sờ sinh mạng chết, lúc này trốn cũ tới, trong lòng tình phần nhiều là phức tạp. Diệp thần cẩn thận phụt ra phụt vô cái này bốn chữ, vậy gió cắt lôi cuốn mùi máu tanh, quét qua một khối phương cao vút mộ bia, hàng ngàn hàng vạn mộ bia liền tùy ý như vậy chôn ở vạn khô Tây Tạng bên trên, từ linh oán khí ngút trời, quỷ khí che khuất bầu trời, cho tới nơi này không thấy được phân nửa dương hy. Hắn đã từng là thiên nhân vực kiệt xuất nhất yêu nghiệt. Thậm chí có thể nói là thời đại kia nhất yêu nghiệt tồn tại. Nhâm Phi Phàm mang Diệp thần, chậm rãi qua lại ở nơi này một cái lại một cái mộ bia tới giữa. Mặt đất đều là màu máu đỏ, có thể tưởng tượng được đã từng là tình huống chiến đấu là biết bao tàn khốc, để cho cái này mặt đất nếm chảy máu, vĩnh cửu hình thành như vậy màu sắc. Người khi lấy được thiên phú cực lớn sau đó, lại có một ít ngạo nhân võ học tu vi, chỉ muốn có lớn hơn đột phá, trở thành người trên người. Năm đó, trừ người kiếp trước bị thái thượng thế giới chú ý ra, Hoàng lão vậy là một cái trong số đó, nhưng là hắn điên cuồng hơn. Nhâm Phi Phàm chỉ phía trước vậy một khối hố sâu, tiếp tục nói, hắn hằng tim nhập ma, đi ma đạo, tích chữ ma tim. Trong một đêm, tàn sát 9.990 tên võ tu, mượn bọn họ cao nhất oán khí nhập ma. Hắn thành công. Diệp thần nhìn hố sâu, xương trắng đã theo thời gian biến đổi mà hủ hóa, có ở gió mạnh thổi phất dưới. Đã theo gió tung bay lên, tứ tán ở bên trong không gian. Thành công, cái này vô tận giết hại nghiệp hỏa, để cho hắn bước lên ma đạo, cũng có cùng thái thượng cường giả ganh đua cao thấp lực. Nhưng là, hắn vậy si mê đơn giản như vậy tu hành phương thức. Ngài là nói, hắn lại nữa chuyên tâm tu luyện, mà là dùng như vậy cúng tế phương thức, lấy người khác oán khí tới kháng xây ma đạo. Nhâm Phi Phàm gật đầu, từ thiên nhân vực nghịch đời thiên tài đến thế gian cấm kỵ. Hoàng lão thật giống như chỉ dùng không tới 7 ngày thời gian. Khủng bố, đáng sợ, tàn nhẫn. Diệp thần trầm thấp vừa nói, cái này hoàng lão tâm tính lại như vậy hàn lạnh, chẳng ngó ngàng gì tới hiến tế người khác tánh mạng, để đề thăng mình tu vi. Cái này vạn khô Tây Tạng, chính là bởi vì hắn mà sống, vô số sinh linh, vô số võ tu, hoặc là tự nguyện, hoặc là bị buộc, hoặc là lừa gạt, đều bị hắn từng cái chém chết ở chỗ này.
Diệp Thần lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía vậy giữa không trung sông máu, là bởi vì là hoang lão vô tận giết hại, mới có thiên địa dị tượng này đi. Hắn lại không sợ nghiệp hỏa triền thân. Diệp Thần lắc đầu thở dài nói. Nghiệp hỏa, hắn là tên điên, nhập ma sau đó, hắn âm hiểm quỷ quyệt, nghiệp hỏa cũng bị hắn lợi dụng thành một loại thủ đoạn. Thậm chí hắn đem kiếm của mình, đối mặt thái thượng thế giới những cái kia tồn tại. Có thể nói điên cuồng. Nhưng nếu không phải hoang lão nhập ma đi nghiêng, hắn có lẽ thật có thể dòm ngó ngôi báu thái thượng thế giới. Nhâm Phi Phàm nói tới chỗ này, không khỏi có chút tối ám vui mừng, cũng may hắn kịp thời chạy tới, nếu không, đến khi hoang lão đoạt xác thành công Diệp Thần, kết hợp luân hồi huyết mạch và vậy nghịch thiên thân xác, vậy thì thật xoay chuyển trời đất hết cách. Đến lúc đó có thể toàn bộ thiên nhân vực thậm chí còn thái thượng thế giới, cũng sẽ nguy ở một sớm một chiều. Nhâm tiền bối, vậy hắn tại sao lại bị phong ấn ở luân hồi mộ địa bên trong đâu? Là ai xuất thủ? Diệp Thần nghi ngờ trong lòng mọc tùm, nếu hoang lão như vậy tàn bạo, lại là bị ai thu phục đâu? Nhâm Phi Phàm nhưng lắc đầu một cái, ta không biết, năm đó ta tùy ý ngang dọc, mặc dù đối với hắn như vậy hung danh sáng tỏ ở tim, nhưng cũng không có là bá tánh trừ hại tim. Còn như hắn bị ai bắt, lại là vì sao bị nhốt luân hồi mộ địa, hẳn chỉ có đời trước luân hồi chi chủ biết được. Diệp Thần gật đầu, bất kể là ai đem hắn nhốt vào luân hồi mộ địa bên trong, đối với hắn mà nói, hoang lão đều sẽ không lại là hắn nơi tin cậy đại năng. Tiền bối, vậy ta còn có biện pháp tu bổ vậy cái gãy mất xiềng xích sao? Nhâm Phi Phàm lần nữa lắc đầu, ổ khóa này cũng không phải là vật phàm, ẩn chứa trong đó vô tận thái thượng quy luật ràng buộc, chỉ là cái này quy luật là không thể nghịch, coi như ngươi dáng đem hai người đón thêm hiệp đứng lên, cũng bất quá là đồ có hắn hình. À, Diệp Thần hơi có chút thất vọng, để như thế một tôn sát thần ở luân hồi mộ địa bên trong, luôn có một loại lo sợ bất an cảm giác. Ngươi cũng không cần quá mức để trong lòng, chỉ cần ngươi không hề bị nó đầu độc, như vậy liền không sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa, nếu hắn bị bắt nhập ở ngươi luân hồi mộ địa bên trong, thuyết minh sau lưng nó có lẽ cũng không có đơn giản như vậy, thậm chí có thể sẽ là ngươi cơ duyên vậy nói không chừng. Cơ duyên? Diệp Thần cười khổ. Hắn cũng không có ngu đến cầm như thế một vị thế gian cấm kỵ làm mình thành công trên đường đá lót đường. Tiền bối, luân hồi chi chủ lưu lại chìa khóa, cùng với nơi liên lụy đến bí hộp, ta đã lấy được rồi. Nhâm Phi Phàm gật đầu, tỏ ý Diệp Thần có thể thử nghiệm mở ra. Nơi này sát phạt nguyên khí cực sâu, giống như một đạo thiên nhiên bình phong che chở, người có thể yên tâm mở. Diệp Thần gật đầu một cái, chìa khóa và bí hộp đồng thời lộ vẻ hiện ra. Song sắc ánh sáng rực rỡ, ở Diệp Thần chìa khóa cắm vào bí hộp trong nháy mắt sáng lên, trực tiếp xông về bầu trời, đem đúng cái thiên địa cũng phân làm hai nửa. Mà Diệp Thần trên mình, vậy lưu chuyển giống nhau ánh sáng rực rỡ, là truyền thừa cũng là đồng ý. Rào rào, một quả ánh sáng rực rỡ lưu chuyển ngọc bội, từ bí hộp bên trong phi đạn ra, trực tiếp rơi vào Diệp Thần trong bàn tay gian. Thần ấn ngọc bội, Nhâm Phi Phàm dẫn đầu nhận ra ngọc bội này. Tiền bối ngài biết ngọc bội này. Diệp Thần nhìn về phía Nhâm Phi Phàm ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, xem ra Nhâm tiền bối thật sự là thông hiểu cổ kim bác học đa tài. Đem ngươi luân hồi máu nhỏ vào trong đó, Nhâm Phi Phàm nói. Một giọt luân hồi máu xuất hiện ở Diệp Thần trong lòng bàn tay, sau đó bị hắn nhanh chóng rót vào thần ấn ngọc bội bên trong. Từng đạo vệt trắng khí vụ từ nơi này thần ấn trong ngọc bội xông ra, giống như con sông hội tụ vậy. Trào hướng trong hư không, ngưng tụ thành một tôn cao đến 300 trượng hư ảnh. Luân hồi chi chủ mặt mũi, 10 phần mơ hồ, thậm chí không thấy rõ hắn ngũ quan. Chỉ bất quá, hắn ước chừng xúc đứng ở nơi đó, thì có một cổ bài sơn đảo hải lực lượng kinh khủng bộc phát ra, mang luân hồi lực uy áp, cuộn sạch ở toàn bộ vạn khô nơi chôn cất bên trên. Diệp Thần, thanh âm già nua vang lên, chính là luân hồi chi chủ. Nhâm Phi Phàm không nói gì. Nhìn về phía bạn già hư ảnh trong nháy mắt, trăm cảm đồng thời xuất hiện, hắn đã chết, nhưng là tất cả mọi người đều ở bởi vì bố trí của hắn mà khắp nơi mưu vọt. Luân hồi chi chủ. Diệp Thần nhìn về cái này một món hư ảnh, hoặc là cũng chỉ có thể hình dạng hắn là lau một cái tàn niệm. Hôm nay, người đã biết được rất nhiều bí mật, đối với những thứ này chuyện xưa, nhưng cũng có một ít muốn cho biết cùng ngươi. Ngay tại trong một cái chớp mắt này, từ vậy tàn niệm bên trong. Vô tận luân hồi linh khí liên tục không ngừng hướng hắn tụ đến, tiến vào hắn thức hải bên trong,
lấy hắn thân thể là trung tâm, hình thành một cái to lớn linh khí nước xoáy. Diệp Thần hai tròng mắt ngay tức thì khép lại, toàn lực tiếp nhận trước luân hồi chi chủ truyền đi tin tức. Thái thượng thiên nữ quang minh lỗi lạc mong đợi. Hồng thiên kinh không kịp đợi giết hại vẻ. Còn có kiếm chỉ vạn khư khắc không cho chậm. Thậm chí còn có cùng Yến Trường ca ngồi rất gần. Cùng huyền cơ nguyệt lá mặt lá trái. Còn có cùng thượng cổ nữ võ thần muốn nói lại thôi. Một màn, một cọc cọc chuyện cũ, Diệp Thần biết không biết, lúc này cũng giống như điện ảnh màn sáng vậy, tầng tầng lớp lớp ở hắn trong thức hải mặt sôi trào. Nếu như nói trước kia hắn là dựa vào người khác trí nhớ, còn có vậy đứt quãng theo dõi trước bởi vì, đối với luân hồi chi chủ có nhất định giải thích, như vậy hiện tại, hắn cảm giác được một cái sống sờ sờ luân hồi chi chủ. Có nhìn xuống bá tánh khí độ, hiệp cốt mềm ruột tình yêu, còn có nghịch thành phố dơ lên quyết tâm. Tiền bối. Bỏ mặc cái này nhất thế có gian nan dường nào, cuối cùng, hắn cũng nhất định sẽ hoàn thành mọi người giao phó cùng mong đợi. Diệp Thần, ta chấp trưởng thế gian võ giả luân hồi, tìm căn nguyên tố nguyên, chú trọng nhân quả, nhưng là ở nơi này mờ mịt chúng sanh bên trong, trên thực tế hết thảy tất cả, đều là nắm ở trong tay mình. Nhân định thắng thiên. Diệp Thần đôi mắt, xông ra vô cùng sáng ngời ánh sáng rực rỡ, hắn đạo tâm, bởi vì có máu có thịt bổ túc, càng ngưng tụ. Làm ngươi chân chính đối mặt nguy cơ sinh tử lúc đó, đánh vỡ thần ấn ngọc bội, có thể cứu ngươi một lần. Tiền bối. Diệp Thần nhìn tay trung thần ấn ngọc bội, nhìn về phía mình kiếp trước, tựa như thấy được người dẫn đường dâng hiến cùng hy sinh. Nhớ, nhất định phải là thật đang nguy cơ sinh tử lúc đó, cơ hội chỉ có một lần. Diệp Thần gật đầu một cái thật mạnh, kiếp trước lặp đi lặp lại nhấn mạnh ngọc bội, hắn rõ ràng đây là đang giao phó hắn chân nhi trọng chi. Hư ảnh chỉ như vậy vô căn cứ tiêu tán ở vô hình. Nhâm Phi Phàm nhìn biến mất luân hồi chi chủ, suy nghĩ muôn vàn, thật lâu không nói. Tiền bối, ngài biết cái này thần ấn ngọc bội hàm nghĩa sao? Không thể nói. Nhâm Phi Phàm lắc đầu, Diệp Thần, ngươi chỉ cần biết, năm đó luân hồi chi chủ cầm thần ấn ngọc bội giao cho ngươi, là đối với ngươi ôm lớn hơn mong đợi. Diệp Thần trong mắt, ở đó mới vừa tin tức bên trong. Hắn cảm nhận được liền luân hồi chi chủ không thể làm gì, từng bước vi doanh, lại tràn đầy khát vọng cùng mong đợi. Trở nên mạnh mẽ, không có một khắc so lúc này mãnh liệt hơn. Tốt lắm, ta chuyến này chuyện thứ hai, liền là thủ hộ ngươi mở bí hộp, nếu đã tiếp nhận truyền thừa, vậy thì trở về đi thôi, tiếp tục ngươi không hoàn thành sự việc. Nhâm Phi Phàm chắp tay sau lưng đứng ở nơi này một phiến máu tanh vạn khô nơi chôn cất bên trong, di thế độc lập, cô tuyệt nghiêm nghị. Tiền bối, cái này vạn khô nơi chôn cất có nhiều như vậy võ giả mất mạng, ta cảm giác được rất nhiều quy luật và võ đạo ý vật, không biết, những thứ này có được hay không là ta sử dụng. Ngươi muốn ở chỗ này tu luyện. Nhâm Phi Phàm trong con ngươi toát ra vẻ lo âu, võ đạo quy luật bởi vì người mà gì, cảm giác càng nhiều, đối với tự thân phép tắc ma luyện càng hữu ích chỗ, nhưng là, nơi này hung sát khí đã sớm hóa hình, nếu như ngươi ở chỗ này tu luyện, sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Tiền bối, ta không sợ, luôn là sợ hãi nguy hiểm, ta thì như thế nào trưởng thành là kiếp trước luân hồi chi chủ dáng vẻ mong đợi. Ta đem lại nữa phụ thuộc vào tại người bất kỳ, dựa vào bất kỳ người khác lực lượng, ta phải trở nên mạnh. Nhâm Phi Phàm nhìn kiên quyết như vậy Diệp Thần, cũng không muốn giữ lại, nếu như liền điểm này hung sát khí cũng không chịu nổi, đó cũng quá phụ lòng bọn họ mong đợi. Được, đi ngươi đạo tâm, không muốn bị lạc bên ngoài vật trước mặt. Những võ đạo này quy tắc và ý vật, tàn lần không đủ tốt xấu lẫn lộn có khác biệt, ngươi lại thật tốt phân biệt. Nhâm Phi Phàm nói. Diệp Thần gật đầu, trải qua trận chiến này, hắn đem so với người bất kỳ tưởng tượng muốn càng cẩn thận hơn. Đa tạ Nhâm tiền bối. Nhâm Phi Phàm cũng không nói nhiều, thân hình thoát một cái, đã biến mất. Một vòng to lớn huyết nguyệt, màu máu đỏ ửng bọc, treo ở vạn khô nơi chôn cất giữa không trung bên trên. Chiếu mặt đất trên huyết khí dọn ra, vô số oán linh lúc còn sống hình dáng, bay ở trong mây, hận hận không thể sống lại. Diệp Thần ngồi xếp bằng ở hố sâu bên cạnh, bên chân chính là vậy sâu không thấy đáy màu máu hố sâu. Huyết nguyệt dưới, hắn mặc trên người trường bào, vậy dính vào một tia huyết sắc vầng sáng, tựa như là tới từ địa ngục vong linh vậy. Diệp Thần điều động kiếm ý, khống chế sát kiếm, làm cho nó bay, trôi lơ lửng ở trong hư không. Oanh! Trong tay luân hồi lực không ngừng đánh vào sát kiếm bên trong, một cổ hùng hậu hơi thở, tản mát ra,
hướng bốn phương tám hướng tràn ra đi. Giết cho ta! Diệp Thần lúc này trong con ngươi, hiện ra dày đặc tia máu, hét lớn một tiếng. Sát kiếm nhanh chóng rơi xuống dưới, lấy thế dễ như bỡn, thật sâu đâm về phía hố sâu bên trong. Vậy hố sâu bốn phía, để lại một đường thật dài kiếm đường. Rồi sau đó, Diệp Thần chậm rãi mở ra hai tròng mắt, ánh mắt như cũ mười phần sắc bén. Ở hắn bốn phía, thiên địa linh khí ngưng tụ ra từng đạo kiếm khí, phát ra là tả thanh âm. Hắn lúc này, tựa như là kiếm thánh vậy, có vô địch ý chí. Cái này hung ác chi địa, quả nhiên đối với hắn sát kiếm kiếm ý ma luyện có cực kỳ rõ ràng hiệu quả. Diệp Thần, Diệp Thần! Hoàng lão thanh âm lại độ từ luân hồi mộ địa bên trong truyền tới. Diệp Thần mặt mũi khều một cái, đối với cái này thiếu chút nữa đoạt xác hắn thế gian cấm kỵ, hắn không có chút nào hảo cảm. Bành! Luân hồi mộ địa bên trong một trận rung động, Hoàng lão lại là trực tiếp chọc thủng Diệp Thần đối với luân hồi mộ địa nắm trong tay, ở nơi này vạn khô nơi chôn cất bên trong hiện thân. Diệp Thần nhìn về phía hắn nhưng lộ vẻ được vô cùng là lãnh đạm, liền ánh mắt cũng không có chút ba động nào. Chỉ là thản nhiên nói, Hoàng lão, người đoạt xác không thành công, lúc này lại đánh cái gì chủ ý? Thằng nhóc, người ta bản là một loại người, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào tranh thủ đối với mình tối đại hóa lợi ích. Hoàng lão lộ ra một cái ý vị sâu xa mỉm cười, sau đó nhìn bốn phía, nơi này đối với ta mà nói, thật sự là rất tinh tường à. Diệp Thần trầm mặc chốc lát, mới mở miệng nói, chúng ta không giống nhau, ít nhất ta sẽ không hiến tế tánh mạng của người khác. Ha ha, coi ngươi là muốn cùng chim thương ưng vật lộn, ngươi còn sẽ để ý con kiến tánh mạng sao? Diệp Thần trên mình một cổ sát khí tràn ra tới, làm cho toàn bộ vạn khô nơi chôn cất, đều có một cổ luân hồi bão gào thét tới. Ngươi không cần nóng nảy hủy bỏ ta, lần này ta đi ra ngoài là có đại cơ duyên đưa cho ngươi. Không cần. Diệp Thần, luân hồi chi chủ mưu đồ, ta đã nhìn ra một hai, ngươi muốn khiêu chiến thái thượng thế giới. Bằng ngươi bây giờ bản lãnh, còn kém xa. Nhưng là, nếu như ngươi cùng ta hợp tác, vậy ta bảo đảm, ngươi nhất định có thể được ngươi muốn. Diệp Thần khẽ mỉm cười, nhưng mang theo mấy phần lạnh buốt cùng ngươi hợp tác. Hoàng lão lạnh giọng lại ngạo ý nói, ta nhưng mà đã từng phi thăng qua quá người trên, đối với thái thượng thế giới biết rõ, không thể so với ngươi kiếp trước thiếu. Có ta tới giúp ngươi, chuyện đỡ tốn nửa công sức. Ha ha ha. Diệp Thần cười to lên, cùng ngươi hợp tác, sau đó để cho ngươi thuận lý thành trương đoạt xác ta thân thể sao? Còn chưa cùng Hoàng lão nói gì nữa, toàn bộ vạn khô nơi chôn cất lòng đất chấn động kịch liệt đứng lên, tựa hồ có vật gì muốn dưới đất chui lên. Không tốt. Hoàng lão sắc mặt biến đổi, vạn khô nơi chôn cất hung sát khí đã sớm hóa hình, lúc này cứ việc chỉ có ta một món hư ảnh, cũng để cho bọn họ cảm giác được, giờ phút này là tới chu diệt ta. Diệp Thần trong lòng rét một cái, Hoàng lão tùy thời đều có thể trốn vào luân hồi mộ địa bên trong, mà nghĩa địa chủ nhân chính là mình, như vậy cái này hung sát khí phát tác đối tượng cũng chỉ có mình. Ha ha ha, Diệp Thần đứa nhỏ, cái này mãi mãi trùng điệp hung ác hóa hình oai, ngươi lại nếm thử một chút đi, có lẽ ngươi liền nguyện ý cùng ta hợp tác. Hoàng lão trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, thật là ngày nay giúp hắn. Mà cùng lúc đó, vạn khô nơi chôn cất nghênh đón một đạo kinh thiên dị biến. Đất nứt sụp đổ, toàn bộ vạn khô nơi chôn cất lúc này rơi vào một phiến bụi bặm bên trong, dị biến. Lòng đất một đoàn cực hạn hung ác lực, bộc phát ra, do như núi lửa bộc phát vậy, hướng Diệp Thần đánh tới. Vậy hung sát khí đã sớm hóa hình, lúc này giống như không đâu vào đâu vậy, mơ hồ có thể đoán được tai mắt miệng mũi. Chỉ là, ở đó hung ác hình đỉnh đầu, có một quả đen thui hạt châu. Trong đó lưu chuyển cực kỳ hùng hậu oán khí, tựa hồ là tập hợp toàn bộ vạn khô nơi chôn cất vong linh hồn. Trong hư không, vậy hung ác hình, ngưng tụ thành một đạo màu đỏ thẫm đồ sộ đại thủ ấn, có chừng mấy chục trượng dài, mỗi một ngón tay trên đều mang vô cùng bạo liệt hung ác lực, đem toàn bộ bầu trời cũng dính vào ngăm đen vẻ. Năm đạo hung ác lực đồng thời rơi vào Diệp Thần trên mình, đem hắn đỉnh đầu, áo lót, bụng, hai chân, đánh một phiến máu thịt mơ hồ. Trong miệng phát ra một tiếng trầm thấp gầm thét. Diệp Thần sử dụng luân hồi lực, điều động lục đạo nguyên phù, bọc lại thân thể, bay rơi trên mặt đất bên trên. Đồng thời, một đạo kỳ dị đường vân, dần dần ở trên thân thể tràn đầy kéo dài, huyền thể hóa linh thần thông thi triển. Đầu tiên là, đem linh lực, đổi thành làm lực tính,
rồi sau đó, chính là hồn thể đổi thành. Lại đem lực lượng, đổi thành là hồn lực. Trong chốc lát, Diệp Thần thần hồn lực, đạt tới một cái vô cùng kinh khủng tầng thứ. Nguyệt hồn chạm. Một khắc sau, một đạo vô cùng sáng chói tháng sông, ở đen nhánh kiếm phong bên trên bùng nổ, hướng vậy hung ác hình, chém điên cuồng xuống. Hai đạo ánh sáng mang, ngay tức thì va chạm. Thời gian, giống như là dừng lại vậy. Sát sau đó, kiếm mang ở hung ác hình đánh vào dưới, lại điên cuồng run rẩy, ầm một tiếng, toàn bộ vạn khô nơi chôn cất tựa hồ chấn động một tí, mà Diệp Thần tay cầm sát kiếm hai tay, cũng là đung đưa kịch liệt trước. Không chỉ là kiếm mang bị đánh nát, liền Diệp Thần cũng bị cái này ngang ngược hung ác lực lật ra. Cả người đổ bay ra, hung hăng đập xuống đất. Hung ác hình, mỗi một đạo hung sát khí, đều là đại biểu một vị bị hoang lão chém giết võ giả, mạnh mẽ hơi thở, không cam lòng oán khí, ở nơi này phiến bọn họ sân nhà bên trên, sâu sắc biểu dương. Thậm chí có mấy đạo hơi thở phá lệ quỷ dị, toàn bộ phơi bày đen nhánh vẻ, phơi bày ra quỷ ảnh, giống như vạn quỷ ở tù, vạn ma trùng thiên. Diệp Thần kinh hãi không thôi, cái này vạn cổ trường sinh hung sát khí, giống như sóng biển như nhau, gào thét tới. Mà lúc này, hắn nhưng không chút nào phá cuộc biện pháp. Diệp Thần, vạn khô nơi chôn cất cường giả, đều không phải là giống vậy võ giả, là ta chuyên tâm chọn là ta hiến tế. Hoàng lão thiếu đánh thanh âm lần nữa truyền tới, trong lời nói thậm chí có một chút xíu tự hào cảm giác. Diệp Thần giờ phút này vậy không có ở đây cùng hắn tranh cãi, chỉ là toàn bộ tinh thần chăm chú tránh né hung ác hình công kích. Đáp ứng ta điều kiện, cùng ta hợp tác, ta có thể cứu ngươi. Những thứ này vạn khô nơi chôn cất người, ta có thể giết bọn họ một lần, là có thể giết bọn họ lần thứ hai. Đừng hòng, Diệp Thần quả quyết cự tuyệt nói, đối với hắn mà nói, sai lầm giống vậy tuyệt đối sẽ không lại phạm lần thứ hai. Hung ác hình ở nơi này phiến vạn khô Tây Tạng, thân hình hư hư thật thật tới giữa ngay tức thì rời đi, thậm chí không nhìn ra bất kỳ hành động gì quý tích. Đầu sỏ, chết. Theo vậy hung ác hình ép tới gần, Diệp Thần thậm chí có thể nghe được vô số người gầm thét, bọn họ oán hận trước, nổi nóng trước, khẩn cấp muốn lấy giống nhau máu tanh bạo lực mà an ủi mình. Luân hồi huyết mạch đã lửa đốt cháy, nhưng đối với cái này vô biên vô tận vạn khô Tây Tạng, vậy như bóng với hình như thư phụ cốt hung sát khí, Diệp Thần né tránh không được. Sốt cuộc, hung ác hình phong phú sương mù dày đặc, đem Diệp Thần hoàn toàn bọc trong đó. Diệp Thần tựa như lâm vào một phiến thế giới hỗn độn. Vậy vô số hung ác y thế giới hỗn độn. Thời gian từng giờ từng phút đang trôi qua. Diệp Thần đều không cách nào xác định qua bao lâu. Thậm chí phảng phất là vạn năm. Không thể ngủ. Ở nơi này phiến thế giới hỗn độn, Diệp Thần răng đã cắn bể môi, mùi máu tanh để cho hắn thanh tỉnh. Phá rồi sau đó lập, không phá không lập. Nếu Nguyệt hồn trảm không cách nào phá cục, vậy thì hơn nữa huyết nguyệt đồ sát thiên trảm. Nếu như còn chưa đủ, vậy thì hơn nữa lục đạo nguyên phù. Từng đạo thần mạch, còn có lục đạo luân hồi trận. Còn có vĩnh dạ đại ma thiên, còn có phần huyết quyết, thiên yêu thân thể, bách tà thể. Còn có thái thượng 30 lục đạo. Diệp Thần cắn chặt hàm răng, hồng mông cổ pháp toàn bộ diễn hóa ra, khắc tranh thành từng đạo minh văn. Từng đạo minh văn nổi lên, sát kiếm tản mát ra cực kỳ sáng ngời ánh sáng màu trắng hoa, chậm rãi bay lên không. Ngập trời kiếm tản mát ra hơi thở, đổi được càng ngày càng mãnh liệt, thật là tựa như cùng một vòng mặt trời gay gắt treo ở bầu trời, tạo thành từng đạo hủy diệt mạnh mẽ. Một kiếm, hai kiếm, thiên kiếm, vạn kiếm. Diệp Thần cũng không biết đánh ra nhiều ít kiếm. Phá cho ta. Không biết qua bao lâu sau đó, Diệp Thần điều động trong cơ thể mạnh mẽ luân hồi lực, hóa là một đạo ngưng thực chùm tia sáng, thẳng xông lên lên, cùng sát kiếm hòa làm một thể. Rào rào. Sát kiếm hóa là một đạo màu trắng quang thoi, mang đạo đạo luân hồi lực, lấy mấy chục lần tốc độ, hướng vậy hung ác hình cấp tốc đi. Bành. Treo ở hung ác hình đỉnh đầu đen thui hạt châu, ở Diệp Thần như vậy cậy mạnh thần thông đụng dưới, nứt ra ra từng đạo đường vân, ngay tức thì hóa là bể tan tành tinh thể. Ung ung. Không đơn thuần là vậy hung ác hình, liền liền toàn bộ vạn khô nơi chôn cất, ở một tiếng này kinh thiên động địa vang lớn sau đó. Hàng ngàn hàng vạn đạo kiếm ý chiếu nghiêng xuống, ở màu máu mặt đất bên trên, lưu lại mấy chục dặm sâu rãnh. Sống chết tới giữa, Diệp Thần nhưng đem hắn ở nơi này vạn khô nơi chôn cất cảm ngộ luyện hóa, sáng tạo ra một chiêu võ học.
Nếu cái này hung ác hình là do vô số cường giả võ đạo ý thức ngưng luyện mà thành, như vậy hắn nhiều như vậy lá bài tẩy thần thông, vậy nhất định có thể dung hợp sâu một. Diệp Thần nghĩ như vậy, cũng là như vậy làm. Hụ! Diệp Thần khí tức trong người tan rã, toàn bộ trong đan điền linh khí, đang thi triển ra sau một kích này, đã hoàn toàn khô kiệt. Hung ác hình mất đi hóa hình hạt châu, lúc này đã sụp đổ, vô số oán khí độc tức, vẫn diệt ở Diệp Thần sát kiếm dưới. Diệp Thần ánh mắt bi thương oản, người đáng thương. Những thứ này đã từng bởi vì hoang lão mà bị hy sinh người, hôm nay lại một lần nữa mất mạng ở bên trong tay mình. Hoang lão một mực mật thiết chú ý chiến cuộc, thấy Diệp Thần cái này phá rồi sau đó lập thần thông võ học, trong lòng mơ hồ khiếp sợ. Đã nhiều năm như vậy, có thể tự đi sáng tạo ra một môn như uy lực này đồ sộ đại thần thông người, vô cùng là ít gặp. Người này thiên phú và võ đạo cảm ngộ hoàn toàn không thua đỉnh cấp lúc hắn. Hoang lão mơ hồ chấn động, nếu như liền để mặc cho Diệp Thần như vậy phát triển tiếp, vậy hắn tuyệt kế không có cơ hội đoạt xác hắn, thậm chí đến kết cục sau cùng chính là tiêu diệt ở trên tay hắn. Hắn vậy mặt mũi già nua bên trên, lộ ra mấy phần âm hiểm thần thái, Diệp Thần, nếu ngươi không muốn hợp tác, liền không nên trách lão phu lòng dạ độc ác. Giờ phút này, không có hung ác hình chấn động. Toàn bộ vạn khô nơi chôn cất lần nữa quy về một mảnh yên tĩnh, chỉ còn lại vậy cái sông máu, tựa như mãi mãi không đổi treo ở trên bầu trời. Nguyên bản che khuất bầu trời dày đặc mùi máu tanh, tựa hồ Diệp Thần đánh tan nó sau đó, tiêu tán không thiếu, trong không khí mùi máu tanh vậy yếu kém rất nhiều. Hung ác hình bị đánh tan trong nháy mắt, Diệp Thần nhưng rõ ràng cảm giác được có từng tia hung sát khí chạy khỏi, cũng chưa hoàn toàn mất mạng, chỉ là, lúc này lại không cách nào tìm. Diệp Thần ngồi xếp bằng xuống, yên lặng vận chuyển bát quái thiên đan thuật, chậm rãi khôi phục linh lực hơi thở. Bát quái thiên đan thuật, môn thuật pháp này đặc biệt kỳ diệu, chứ có thể luyện đan và chiến đấu, còn có tốt vô cùng tu luyện hiệu quả chữa thương. Thiên địa thủy mộc, lôi trạch gió núi tám môn thuật pháp, toàn bộ tinh thông sau có thể đem thân thể mình xem làm một cái lò luyện đan, hấp thu vũ trụ ngôi sao linh khí, bơm vào đạo thân thể bên trong, bồi bổ gân cốt mạch máu. Là được tu luyện trở nên mạnh mẽ, cũng có thể chữa thương khôi phục, thật sự là một môn huyền diệu cực kỳ vô cùng cao thâm thần thông. Ở nơi này huyền diệu thần thông bồi bổ dưới, Diệp Thần linh khí khôi phục cực nhanh, bị hung ác hình tổn thương cùng ngoại thương đã cơ hồ hết bệnh. Hắn đã không kịp đợi thực tập mới vừa sáng tạo võ học. Nếu như hắn không có phỏng đoán sai, cái này đem sẽ trở thành một cái vượt qua nguyệt hồn trảm cường hãn lá bài tẩy. Giờ khắc này, thiên địa linh khí nhanh chóng hướng Diệp Thần hội tụ đi, hắn một lần nữa đem vậy từng đạo vô số cường hãn thần thông, hội chế thành minh văn, dốc vào ở sát kiếm bên trên. Luân hồi lực phụ cao nhất kiếm ý, cùng sát kiếm nhất cùng xuyên qua ra, to lớn kia trùm tia sáng, ùng ùng xuyên qua hư không, một lần nữa rơi vào vạn khô nơi chôn cất bên trên. Cực kỳ kinh khủng uy áp, cực kỳ kinh khủng tổn thương. Bành, nguyên bản ở vạn khô nơi chôn cất vô số mộ bia. Ở Diệp Thần thứ hai đánh dưới, toàn bộ hóa là phấn vụn, lúc này chỉ như vậy tán lạc ở vạn khô nơi chôn cất. Tựa như cùng, tất cả nhân quả bị chém nứt như nhau. Diệp Thần nhưng rõ ràng cảm giác được một kích này cùng lần trước đánh vẫn là có chênh lệch. Nguyên nhân có hai cái. Một, sát kiếm cũng không có ngưng tụ đủ hủy thiên diệt địa sát ý. Hai, hắn linh lực chưa có hoàn toàn khôi phục, cho nên uy lực có chút xúc giảm, hơn nữa, đối với hắn thể xác có rất lớn gánh vác. Đây là rất cường hãn một chiêu, nhưng lại yêu cầu rất nhiều, vạn bất đắc dĩ lúc đó, không thể sử dụng. Diệp Thần thở dài, cúi đầu nhìn trong tay sát kiếm, bát quái thiên đan thuật đã lần nữa thi triển, là hắn khôi phục linh khí. Nếu võ học này là ở vạn khô nơi chôn cất sáng tạo, lại cần cực hạn sát khí, vậy thì kêu nó vạn sát che trời kiếm đi. Diệp Thần trong lòng vui sướng liền liền, Nhâm tiền bối quả nhiên nói không sai, chuyện này dạy tại hoang lão. Vậy duyên tại hoang lão. Thế gian vạn vật nhân quả, thật rất khó nói rõ ai đúng ai sai. Ngao. Vạn khô nơi chôn cất ra, đột nhiên vọt ra khỏi một đám quần áo lam lũ võ tu, bọn họ số lượng đạt tới nhiều, mơ hồ có mấy ngàn người. Nhưng cái này mấy ngàn người nhưng là cặp mắt đỏ thẫm, cả người đều là máu tươi, xương cốt bên ngoài đột, mặt xanh răng nanh, trong miệng phát ra giống như dã thú kêu gào. Liều mạng hướng vạn khô nghĩa địa mộ bia phương hướng chạy. Diệp Thần sắc mặt hơi đổi một chút, hắn đem hung ác hình hoàn toàn vẫn giết,
trên thực tế cũng là mở ra vạn khô nơi chôn cất vào trận bùa chú, phổ thông võ tu, vậy sẽ không phải chịu cường hãn hung sát khí uy áp mà thôi bước không tiến lên. Mà hắn những người ở trước mắt, càng giống như là bởi vì là hung sát khí bị hắn chém tổn thương sau đó tứ tán ra, lẻn vào những thứ này tu vi hơi thấp võ tu trong cơ thể. Giết! Những thứ này bị hung sát khí đổ mi võ tu, hoàn toàn không có tự thân ý chí, có chính là sau cùng bản năng, hướng trong mắt bọn họ đầu sỏ lướt đi. Diệp Thần lúc này linh khí còn chưa hoàn toàn khôi phục, chỉ có thể miễn cưỡng điều động một phần chia hồn lực. Vô số thiên địa linh khí nhanh chóng hướng hắn tụ đến, ngưng tụ ở hắn hai tay bên trên, hóa là hai luồng ánh sáng màu trắng. Hắn hai tay về phía trước duỗi một cái, ánh sáng màu trắng hoa lập tức bốn tản ra, hóa là một mặt màn sáng, đem tất cả võ tu toàn bộ ngăn cản ở bên ngoài. Diệp Thần không phải hoang lão, hắn sẽ không vô tội chém chết những người bình thường này. Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ, hiện. Diệp Thần vung tay lên, trong tay sáng chói ánh sáng vàng lững lờ. Sau đó, một bộ cổ xưa đồ quyển, từ trong cơ thể hắn bồng bềnh ra, trôi lơ lửng ở hắn trên đỉnh đầu. Bản vẽ này cuốn, lóe lên sơn xuyên con sông, trời trăng sao, thành trì cung điện hình ảnh. Giống nhau là một khối thế giới nhỏ. Chính là Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ. Hoàng Tuyền Đồ vừa ra, phảng phất có thiên địa sức mạnh to lớn, bọc lại Diệp Thần. Nhiều Hoàng Tuyền Thánh Thủy giống như một quyển mãnh liệt mênh mông con sông, hướng đám kia võ tu đi. Diệp Thần linh lực đã tiêu hao hầu như không còn, trên trán không ngừng bốc lên suốt mồ hôi hột, môi cũng có chút run rẩy. Hoàng Tuyền Thánh Thủy, có thể khắc chế hết thảy ma khí yêu nghiệt, lúc này Diệp Thần đem Hoàng Tuyền Thánh Thủy vẩy tại tất cả võ tu trên mình, bọn họ cuối cùng một chút hung sát khí, lúc này cũng bị lọc sạch, biến mất hầu như không còn. Ta tại sao lại ở chỗ này? À, đây là thế nào? Càng ngày càng nhiều võ tu khôi phục ý thức, bọn họ kinh ngạc nhìn trên người mình máu tanh, hồn nhiên không biết mình xảy ra cái gì. Ta đột phá. Sát sau đó, nhưng lại có người ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần hô. Có Hoàng Tuyền Thánh Thủy là bọn họ tẩy rửa, nguyên bản dừng bước không tiến lên tu vi thần thông, lúc này lại một lần hành động đột phá. Diệp Thần không nhúc nhích tiếng vang dậm chân rời đi, cái này thế gian nhân quả, kỳ diệu khó dò, bất quá ở chỗ mỗi cái người bất đồng lựa chọn. Chỉ chốc lát sau, tất cả võ tu mang nụ cười thỏa mãn rời đi vạn khô nơi chôn cất, đối với bọn họ mà nói, có lẽ từ nay về sau, cái này nguyên bản đại hung đất khu vực, liền sẽ trở thành là bọn họ đột phá tu vi phúc địa. Diệp Thần thân hình nhẹ nhàng thoáng một cái, đã lại cũng không nhịn được, ngồi xếp bằng ở một đoạn vách đá tàn viên bên trong, chậm rãi khôi phục thực lực bản thân. Một ngày sau, sát khí ngất trời vạn khô nơi chôn cất, nguyên bản nồng đậm hung sát khí, đã lặng lẽ yếu bớt. Ca, ta làm sao cảm thấy nơi này cùng năm trước bất đồng? Một cái nhìn qua chỉ có 16-17 tuổi bộ dáng cô gái, mặc một bộ nho bào, tay cầm một chuôi nhang đèn, lộ vẻ được 10 phần mềm yếu, nhưng lại tương đương khí chất xinh đẹp. Đứng ở bên người nàng là một tên mặt mũi chính trực nam tử, khí độ bất phàm, cả người hơi thở lộ ra ngoài, hiển nhiên tu vi không thấp. Không chỉ là bất đồng, người xem. Nam tử kia đưa tay chỉ một cái, nguyên bản tầng tầng lớp lớp mộ bia, lúc này đã hết thảy hóa là bột. Toàn bộ vạn khô nơi chôn cất một mảnh hỗn độn. Cô gái không nhịn được che miệng mình, bị cái này một màn trước mắt sở kinh ngạc. Cái này, là ai có lớn như vậy bản lãnh, lại có thể đem vạn khô Tây Tạng cho rời bình. Nam tử lắc đầu một cái, hiển nhiên cảnh tượng trước mắt đã xa xa vượt qua bọn họ dự đoán. Coi như là phong minh tộc thúc vậy không làm được đi. Ừ, lớn như vậy thần uy, chắc hẳn nếu là thiên nhân vực cường giả đứng đầu mới có thể làm được. Bất quá, kinh này, toàn bộ vạn khô nơi chôn cất hung sát khí bị hoàn toàn phá vỡ, nơi này sẽ không còn là cấm khu. Cô gái nhấp phung cái môi đỏ thắm như có điều suy nghĩ nói như vậy là một chuyện tốt. Nam tử gật đầu một cái, hung sát khí tiêu tán, vậy vong linh vậy có thể được yên nghỉ. Ca, người xem, cô gái đột nhiên chú ý tới cái gì, ánh mắt nhìn về phía ngồi xếp bằng ngồi ở một bên Diệp Thần. Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy trừ huynh muội bọn họ hai người ngoài ra người, đi tới nơi này vạn khô nơi chôn cất chỗ sâu. Nam tử tiến lên mấy bước, quan sát tỉ mỉ trước Diệp Thần. Huynh đài cũng là tới tế bái tổ tiên. Diệp Thần đã sớm cảm giác được cái này hai huynh muội chỉ là bát quái thiên đan thuật đang lưu truyền, cũng không có kịp thời rời đi.
chỉ có thể từ từ mở mắt, khẽ vuốt cằm. Huynh đài hơi thở rối loạn, muốn đến thì không cách nào thích ứng nơi này hung sát khí, hãy theo chúng ta rời đi trước nơi này đi. Nam tử vừa nói, một bên tỏ ý muội muội cầm ra một viên đan dược, cho Diệp Thần ăn vào. Diệp Thần linh lực hai lần khô kiệt, lúc này ở người ngoài xem ra đã là vô cùng là yếu ớt. Thấy Diệp Thần có từ chú ý, nam tử vội vàng lại bổ sung, huynh đài không cần khẩn trương, ta là Nam Tiêu Cốc truyền nhân Trương Tiên Kiệt, đây là nhà muội Trương Nhược Linh, chúng ta không là người xấu. Diệp Thần cũng biết đối phương hiển nhiên là hiểu lầm liền mình thân phận, nhưng cũng không có lên tiếng giải thích, mà lại yên lặng uống Trương Nhược Linh đưa tới đan dược. Người biết nơi này mới vừa chuyện gì xảy ra sao? Trương Nhược Linh trên mặt hiện lên một chút nghi vấn, trước mắt cái này người thanh niên cũng không có lớn hơn nàng mấy tuổi, hơn nữ hiển nhiên thực lực cảnh giới cũng không có nàng cao, nàng mặc dù hỏi, nhưng cũng không có muốn từ hắn trong miệng được cái gì hữu dụng tin tức. Linh Nhi, chúng ta trước mang hắn rời đi nơi này, những chuyện khác trên đường nói sau. Trương Nhược Linh gật đầu một cái, trên mặt mang thiếu nữ linh động. Huynh đài, ta đỡ ngươi. Trương Tiên Kiện nhưng không chút nào nhà giàu có quý công tử điệu bộ, cả người đỡ Diệp Thần cánh tay, mang hắn nhanh chóng hướng Vạn Khô nơi chôn cất đi ra ngoài. Cái này hai huynh muội rõ ràng ra đời không lâu, mười phần đơn thuần, Diệp Thần trong lòng thầm nghĩ, cũng không nở lòng nói thanh thân phận, hơn nữa, coi như mình nói thật, các nàng hai người ngược lại chưa chắc tin tưởng. Huynh đài, người cũng là tới tế bái tổ tiên sao? Tại hạ Diệp Thần, cũng là tới cúng tế. Diệp Thần hùa theo vừa nói, mập mờ cái nào cũng được vừa nói hắn lai lịch. Vậy ngươi lúc tới có thấy hay không là ai, đánh nát cái này hung sát khí? Diệp Thần lắc đầu, không có, ta lúc tới, đã là như vậy. Trương Nhược Linh lộ ra vẻ thất vọng thần sắc, mặc dù nàng sớm biết người này cung cấp không là cái gì hữu dụng tin tức, nhưng là lấy được rõ ràng câu trả lời, nhưng vẫn là không nhịn được tiếc nuối. Ai nha, chúng ta liền muộn liền một bước. Linh Nhi, Trương Tiên Kiện trận lại Trương Nhược Linh than phiền, Diệp huynh đệ, ta xem ngươi tu vi không kém, nhưng mà sư thừa thiên nhân vực cái nào đạo môn, cũng hoặc là thiên điện. Diệp Thần do dự mấy giây, vẫn là không có nói ra chân thực lai lịch, mà là khẽ gật đầu một cái, ta huyết mạch trong cơ thể quái dị, cũng không có dấn thân vào một cái đạo môn, bất quá là một giới tán tu, hơn nữa tập hợp bách gia sở trường. Lời tuy nói đẹp, nhưng là ở Trương Tiên Kiện xem ra. Diệp Thần chính là bởi vì tổ tiên hoang thệ, mất đi gia tộc truyền thừa, mới bất đắc dĩ kiếm sống cùng Bách Gia. Diệp huynh đệ có thể ở Bách Gia bên trong bác đám người dài ra đám người, thật là võ tu tốt thiên phú. Diệp Thần khẽ vuốt cằm, cũng biết đối phương bất quá là vừa nói lời xã giao, chỉ sợ căn bản không có khen ngợi ý. Bất quá, người tu vi vẫn không quá ổn định, hư hư thật thật, muốn có cảm ngộ và thu hoạch, khó khăn vô thượng thanh thiên à. Ca. Trương Tiên Kiện lời còn chưa nói hết, Trương Nhược Linh đã cắt đứt hắn, nhanh chóng tiến lên một bước, an ủi Diệp Thần nói, ngươi cũng không cần lo lắng, tu vi không ổn định, vẫn là bởi vì ngươi tu hành tài nguyên thiếu hụt, như vậy, nếu như ngươi nguyện ý, có thể cùng chúng ta hồi Nam Tiêu Cốc, chúng ta nơi đó linh khí cực kỳ dồi dào, đặc biệt thích hợp ngươi. Diệp Thần khẽ mỉm cười, mới vừa muốn cự tuyệt, ánh mắt lại bị Trương Nhược Linh trước người ngọc bội hấp dẫn. Đó là một khối hình chữ nhật ngọc bội. Rơi xuống trước lũ lũ màu xanh phiêu hoa, dịch thấu trong suốt. Còn chân chính để cho Diệp Thần lấm lét phải, khối ngọc bội này phía trên nơi điêu khắc hình vẽ, cùng luân hồi chi chủ cho hắn thần ấn ngọc bội, lại có hiệu quả hay như nhau. Không ra ngoài dự liệu, xuất từ căn nguyên. Thậm chí ngọc bội người sau lưng nhất định biết thần ấn ngọc bội lai lịch. Cái này không tốt lắm đâu. Diệp Thần đã ở mép cự tuyệt ngay tức thì chuyển là một loại ngượng ngùng xấu hổ. Nếu có cơ hội điều tra kiếp trước lưu lại thần ấn ngọc bội, hắn tự nhiên không thể nào cự tuyệt. Đúng vậy, Diệp huynh đệ, người vậy không cần khách khí, ta Nam Tiêu Cốc nhiệt tình hiếu khách, mà người ta cũng coi là đồng bệnh tương liên. Diệp đại ca, ca ca ta là Nam Tiêu Cốc đương thời thiếu chủ, có hắn ở đây, ngươi liền yên tâm cùng chúng ta trở về đi thôi. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, vẫn là chắp tay nói, vậy thì cung kính không bằng tòng mệnh. Hắn còn cần thật tốt hỏi dò một tí ngọc bội này sau lưng hàm nghĩa, có lẽ đối với thần ấn ngọc bội hàm nghĩa sẽ có hiểu biết. Trương Nhược Linh trên mặt lộ ra một bộ biểu tình mừng rỡ, nàng thuở nhỏ xuất cốc so với thiếu, trời xanh tính hiền lành, lấy giúp người làm niềm vui, lúc này gặp Diệp Thần đáp ứng,
cũng là mừng rỡ không thôi. Trương thị huynh muội chỗ ở, tên là Nam Tiêu Cốc. Nam Tiêu Cốc phần đáy, có một cái linh mạch, vì vậy, thung lũng bên trong linh khí sung túc, xây có 167 tòa động phủ, chỉ có gia tộc khách quý, mới có tư cách tiến vào Nam Tiêu Cốc tu luyện. Lúc này, Diệp Thần liền được an bài ở động phủ nhất đến gần phần đáy địa phương, chính là linh khí nhất là đầy đủ động phủ một trong, có hai đầu đá thú xem thủ sơn môn. Trong động phủ, chảy xuôi linh tuyền, bố trí có trận pháp phòng ngự và kiếm trận, thậm chí còn trưng bày linh đan diệu dược. Trương Nhược Linh đúng là cho Diệp Thần không giống bình thường đãi ngộ. Diệp đại ca, ngươi không cần khách khí, ngươi hiện tại mặc dù tu vi không cao, nhưng chỉ phải ở chỗ này trong tu luyện một đoạn thời gian, nhất định có thể có đột phá. Trương Nhược Linh cười tủm tỉm vừa nói, trên mặt tràn đầy chân thành. Trương Tiên Kiện xoa xoa đầu của em gái phát, đúng vậy, Diệp huynh đệ, ngươi không cần khách khí, chúng ta cũng sâu sắc vậy ma đạo người hãm hại, cha chú tổ tiên chết. Nhưng nếu không có gia tộc phò hộ, ta cũng không cách nào có cái này cùng trưởng thành, có cần gì, ngươi cứ việc nói là được. Ở bọn họ xem ra, Diệp Thần tổ tiên cũng là bị vậy ma đạo yêu nghiệt nơi giết, hơn nữa, cách nhiều năm, còn có thể tới Vạn Khô nơi chôn cất tế bái tổ tiên, tuyệt đối không phải là người xấu. Diệp Thần khẽ vuốt cằm, anh em gái này hai người thản nhiên hào phóng tâm tư đơn thuần. Ở tàn khốc thiên nhân vực, không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Ngay tại mấy người nói chuyện phiếm để gặp, dị biến nổi lên. Không xong thiếu chủ, Lạc Hư Tông người tới. Một vị Nam Tiêu Cốc gia đồ cơ hồ là liền lăn một vòng chạy vào, nhìn về phía Trương Tiên Kiện ánh mắt tức giận bất bình. Ca, bọn họ lại vẫn dám đến. Trương Nhược Linh lúc này nghe được Lạc Hư Tông tên chữ, nguyên bản năm tháng yên tĩnh tốt đại tiểu thư hình dáng, lúc này vậy treo lên một món tức giận. Trương Tiên Kiện dẫu sao là thiếu cốc chủ. Tự nhiên sẽ không giống bọn họ hai người như nhau hốt hoảng, mà là quay đầu ôn hòa như cũ đối với Diệp Thần nói, để cho Diệp huynh đệ chê cười, trong cốc có chuyện, ta lại trước tới xử lý. Diệp Thần gật đầu liên tục, thiếu cốc chủ khách khí, làm việc trước là được. Linh Nhi, người trước ở lại chỗ này, Diệp huynh đệ vừa mới đến, người mang hắn quen thuộc một tí hoàn cảnh. Nhưng mà, ca, Trương Nhược Linh lộ ra lau một cái bất đắc dĩ thần sắc. Linh Nhi. Nghe lời. Dứt lời, Trương Tiên Kiện đã mang ra đồ rời đi. Diệp Thần nhìn Trương Nhược Linh khó khăn lắm về phía trước theo đuổi mấy bước, thở dài. Ở nơi này hai huynh muội trong mắt, mình thực lực vẫn chưa tới còn thật cảnh, tự nhiên không có giúp tư cách. Có thể bọn họ nếu như biết, mình đã từng giết thái chân cảnh thiên điện trưởng lão lại sẽ là cái gì diễn cảm đâu. Trương Nhược Linh bước chân cuối cùng vẫn là dừng lại, có chút không biết làm sao. Quay đầu đối với Diệp Thần nói, Diệp đại ca, ta mang ngươi đi vòng vòng. Giọng bên trong hiện ra hết thất lạc. Trương Nhược Linh dẫu sao xuất thân nhà giàu tông phái, cũng là cực nhanh điều chỉnh tâm tình, lần nữa lộ ra nụ cười. Diệp Thần liếc mắt liền nhìn ra nàng qua loa lấy lệ, chắc hẳn nàng lúc này nhất định là tiêu lửa đốt bất an. Như Linh cô nương, ta vừa mới đến, bị thiếu cốc chủ xem trọng trực tiếp an bài ưu đãi nơi tu luyện, còn không có gặp qua Nam Tiêu Cốc tiếp khách chỗ đây. Trương Nhược Linh nghe lời nói này, trước mắt sáng lên, Diệp đại ca, người cũng muốn đi không? Diệp Thần gật đầu một cái, người bị huynh trưởng giao phó không thể đi, nhưng là, chúng ta trùng hợp đi xem đại điện, muốn đến chắc không sao đi. Diệp đại ca, người thật thông minh. Trương Nhược Linh trên mặt lộ ra chân thành nụ cười, một người một ngựa rời đi lỗ nhỏ phủ. Bành! Còn chưa cùng bọn họ đến gần, đã nghe được một cổ mạnh mẽ phách gió tấn công tới. Đem toàn bộ trước đại điện lập trụ nổ. Theo vang lớn bộc phát ra, một cổ mạnh mẽ đợt khí, phát ra hu hu thanh âm, từ bên ngoài tràn vào. Trương Tiên Kiện ống tay áo một quyển, đánh ra một phiến bảo vệ màn hào quang, đem vậy vọt tới đợt khí, đánh được té bay ra ngoài. Lạc Hư Tông, các ngươi là chán sống sao? Dám đến chúng ta Nam Tiêu Cốc quấy rối. Một tên mi chột dạ trắng ông già, từ trong đại điện đi ra, trách mắng. Tất cả Nam Tiêu Cốc còn thật cường giả, lúc này rối rít lộ ra lãnh sắc, đối mặt cái này Lạc Hư Tông đi lên giống như này rất không nói lý thế công, cảm thấy tương đương bất mãn. Lạc Hư Tông những thứ này không biết xấu hổ tiểu nhân. Trương Nhược Linh làm bộ thì phải xông ra, lại bị Diệp Thần kéo lại, như Linh cô nương, lại trông nhà huynh như thế nào ứng đối đi. Đụng! Ngay tại lúc này, cửa phương hướng, bốn bóng người song song một liệt, từ bên ngoài đi vào.
Bốn người này ảnh, nhìn qua đều là hình người, nhưng tản ra cực kỳ dị thú cường đại hơi thở, thể hình cao lớn uy mãnh. Lúc này, tại chỗ tất cả võ tu, cũng có thể dễ như trở bàn tay nhìn ra, cái này bốn người đã không phải là thuần túy loài người, mà là cùng dị thú hòa hợp dị loại. Bọn họ là ai? Hừ, bọn họ là Lạc Văn Đào chó. Trương Nhược Linh xẹp lép miệng, đối với cái này bốn cái dị loại hiển nhiên không có bất kỳ hảo cảm. Một người mặc màu xanh áo khoác, ánh mắt tương đối dịu dàng, lộ vẻ được 10 phần nho nhã nam tử, từ bốn người kia sau lưng đi ra. Thấy hắn xuất hiện, nguyên bản vây quanh tiến lên Nam Tiêu Cốc cường giả vậy rối rít lui về phía sau, trở lại một cái chật hẹp đường mòn. Nho nhã nam tử nhìn lướt qua đám người, mở miệng nói, Nam Tiêu Cốc người tài linh, đáng tiếc như thế một khối phong thủy bảo địa lại bị một đám người ô hợp chiếm lĩnh, bình lãng phí không phong thủy. Nghe nói như vậy, Nam Tiêu Cốc những thiên tài trên mặt, toàn bộ lộ ra biểu tình tức giận. Thật là khẩu khí thật là lớn, chính là Lạc Hư Tông mà thôi, thì thật lấy vì mình vô địch thiên hạ sao? Một cái hạt mè lớn tông môn nhỏ, chỉ muốn xưng bá toàn bộ thiên nhân vực, cũng không ước lượng mình một chút cân hai. Nam Tiêu Cốc kiệt xuất tài tuấn cửa rối rít lên tiếng châm chọc. Lạc Văn Đào ngược lại là không chút nào để ý, ánh mắt hướng trên người mọi người quét mắt một vòng, ngón tay hơi nhấc lên một chút, một cái trong đó dưới quyền liền từ không gian thần khí bên trong rời ra ngoài một khối thạch đài băng đá. Lạc Văn Đào thanh bào một vung, đã ngồi xuống, một chỉ lớn chừng bàn tay xích long, từ ống tay áo của hắn bên trong chui ra, hướng bốn phía nhìn một chút, liền đưa ra hai cái móng vuốt, bưng lên trên thạch đài ly rượu, ủng ục uống. Cái này bức không coi ai ra gì hình dáng, làm cho cả Nam Tiêu Cốc ra đồ tức giận hơn. Lạc Văn Đào, người vậy quá cuồng vọng, ở ta Nam Tiêu Cốc làm như vậy phái, thật lấy là ta Nam Tiêu Cốc không có ai sao. Một tên trên bả vai thêu bốn chuôi tiểu kiếm đệ tử, hừ lạnh một tiếng, nhắc tới trong tay súng trường, ánh mắt lạnh lùng, hướng Lạc Văn Đào đi tới. Lạc Văn Đào mí mắt cũng không có mang một tí, người còn chưa xứng cùng ta nói chuyện. Lúc này đứng ở đàng xa Trương Nhược Linh quyền nắm chặt, thật là quá đáng. Hắn là người nào? Diệp Thần hiếu kỳ nói. Hừ, Lạc Hư Tông đương thời thiếu tông chủ, hắn dựa vào Lạc Hư Tông nội tình phong phú, gia tộc có một vị có thể sánh vai thái chân cảnh cường giả lão tổ, hoành hành bá đạo. Hắn trước muốn cầu cưới ta, nhưng là hắn biệt hiệu bên ngoài, làm người âm hiểm quỷ quyệt, ca ta lúc này liền cự tuyệt, từ nay về sau, hắn liền khắp nơi nhằm vào ta Nam Tiêu Cốc. Diệp Thần sáng tỏ, cảm tình cái này Lạc Văn Đào là một cái khác Vũ Văn Cơ à. Hơn nữa lúc ấy thông ra, hắn cũng không phải là thật tâm thích ta, mà là coi trọng ta Nam Tiêu Cốc linh mạch, muốn làm của riêng. Diệp Thần như có điều suy nghĩ. Thật là rác rưởi. Giờ phút này, vị kia Nam Tiêu Cốc đệ tử, nổi gân xanh, lửa giận trong lòng ngút trời. Rào rào. Tay hắn cầm súng cần, nhất thời, một cổ vô cùng mạnh mẽ màu tím khí lạnh. Liền bạo phát ra, bao phủ lên toàn bộ Nam Tiêu Cốc bầu trời, nháy mắt tức thì, vậy súng trường nội bộ, lại truyền ra tiếng rồng ngâm. Một cái dài đến mười mấy trượng màu tím hình rồng, liền hiện ra đi ra, đem vậy súng trường quấn quanh trong đó. Phong sư huynh lại tiến bộ. Trương Nhược Linh mừng rỡ nói, nhưng Diệp Thần nhưng một mắt nhìn thấu cái này phong sư huynh súng trường đồ có hắn đồng hồ, nội lực chưa đủ, vậy cái quấn quanh tử long, không có kỳ thế, không có quy luật ý. Rào rào. Phong Lập cánh tay run một cái, súng trường nhanh chóng chuyển động lực, tạo thành một cái to lớn nước xoáy, hướng Lạc Văn Đào ấn đường đâm tới. Mà từ đầu chí cuối, Lạc Văn Đào cũng mặt không đổi sắc, tứ bình bát ổn ngồi ở băng đá bên trên. Ngao. Nguyên bản bưng ly rượu tiểu xích long, ở nơi này nước xoáy bên trong, phi thân bắn lên, đón súng trường đi, miệng mở mở, lại trực tiếp cắn vậy cần súng trường. Làm sao có thể? Nam Tiêu Cốc bên trong, vang lên một phiến ngược lại hút khí lạnh thanh âm, rất nhiều người cũng không thể nào tin nổi con mắt của mình. Vậy cái xích long, bọn họ trước cũng gặp qua, nhưng cho tới bây giờ không có phát sinh qua cái này cùng cường hãn nhất kích. Xem ra tiến bộ không chỉ có ta Nam Tiêu Cốc đệ tử, Lạc Hư Tông linh thú các dị thú vậy đều có tương đương rõ ràng tiến bộ à. Trước râu bạc trắng tóc trắng ông già nhảy tới trước một bước, nhìn về phía Lạc Văn Đào nói. Lạc Văn Đào nhìn một cái ông già tóc trắng, con người có giúp một cái, nhưng vẫn là nói, Phong Minh trưởng lão, đây là chúng ta chuyện giữa tiểu bối tình, ngài xuất thủ, vậy ta Lạc Hư Tông các đời cha, coi như không kiềm chế được.
uy hiếp trắng trợn. Ha ha ha, tiểu bối phân tranh, cần gì phải phong minh tộc thúc. Trương Tiên Kiện cởi mở cười một tiếng, đã một bước bước lớn điện ra, hắn là Nam Tiêu Cốc thiếu chủ, chuyện này lại là vì Trương Nhược Linh lên, tự nhiên không thể co đầu rút cổ ở phía sau. Vậy Xích Long miệng liền mở ra, thân hình cong lên, giống như một đạo kinh thiên kiếm ý, mang theo máu ý. Ngay tức thì hướng Phong Lập đi. Ầm. Một giây kế tiếp, Phong Lập ngực sụp đi xuống, xương sườn chặn một phiến, thân thể bay rớt ra ngoài, đụng vào một cây trên cột đá mặt, sau đó, bành đích một tiếng, rơi trên mặt đất. Lạc Văn Đào, ngươi dám. May là Trương Tiên Kiện cái này cùng có hàm dưỡng danh môn sau đó, lúc này thấy Lạc Văn Đào thủ đoạn, cũng là nổi cơn giận dữ. À, ta chỉ là muốn để cho bọn họ biết, như vậy thực lực, liền dám tới khiêu chiến ta, là phải trả giá thật lớn. Lạc Văn Đào ngạo nghễ nói. Giờ phút này, tất cả người nhìn về phía Lạc Văn Đào ánh mắt cũng đầy áp khiếp sợ sợ hãi, Phong Lập ở Nam Tiêu Cốc vậy coi là lên trời tư lớn lao, Hậu Thiên vậy cố gắng hăm hở tiến lên, ở toàn bộ Nam Tiêu Cốc mặc dù không tính là cái đứng đầu, cũng là một nhân vật, lúc này, liền vừa đối mặt, để cho một cái tiểu long đánh trọng thương. Lạc Văn Đào thực lực, được có kinh khủng dường nào. Trương Tiên Kiện sắc mặt đổi được tương đương khó khăn xem, hắn cũng không nghĩ tới, Lạc Văn Đào tinh tiến tốc độ nhanh như vậy. Hắn làm sao đổi được mạnh như vậy? Trương Nhược Linh cũng là kinh ngạc che miệng mình, chỉ là Xích Long nhất đánh, là có thể đem Phong Lập đánh tan, coi như là ca ca toàn lực ra tay, chỉ sợ vậy không làm được đi. Diệp Thần ánh mắt khẽ híp một cái, nhìn thấu một chút đầu mối. Phong Lập sử dụng súng trường, hẳn là luyện hóa một con rồng hồn ở trong đó, cho nên lúc đó có tử long nhập vào người, gia tăng hắn thế công cường độ. Nhưng là Lạc Văn Đào vậy cái Xích Long ở hắn bắn lên trước, trong miệng hơi thở rồng vừa phun, một cổ màu đỏ thấm xương máu vậy chiếu đến nước xoáy bên trong, chỉ bất quá lúc ấy nước xoáy kích động lên sóng gió cực kỳ mạnh mẽ, để cho người không chú ý tới thôi. Thà nói là Lạc Văn Đào Xích Long cường hãn, ngược lại không như nói, đúng lúc là hắn vậy cái Xích Long áp chế Phong Lập long hồn. Nhưng là rất đáng tiếc, toàn bộ Nam Tiêu Cốc có thể nhìn ra một kích này người, cơ hồ không có. Cho dù là thực lực thiên phú chắc tuyệt Trương Tiên Kiện, vậy bởi vì trước kia thân ở trong điện, tầm mắt có ngăn che. Xem ra, ngày hôm nay Lạc Hư Tông là không dự định làm tốt. Trương Tiên Kiện ánh mắt vậy lạnh lùng đứng lên, nhìn về phía Lạc Văn Đào tầm mắt, tựa như mang theo một tầng băng xương. Hừ, muốn làm tốt, cũng không phải không được. Lạc Văn Đào nhẹ bỗng đem Xích Long thu hồi ống tay áo, đứng lên, từ nay về sau. Ngươi Nam Tiêu Cốc hướng ta Lạc Hư Tông cúi đầu xưng thần, rời khỏi nơi đây, ta có thể xem ở Linh Nhi mặt mũi, thả các ngươi toàn cốc một con đường sống. Hừ, nằm mơ. Tất cả Nam Tiêu Cốc ra đồ, lúc này hai tròng mắt lửa giận, vẫn uất nhìn Lạc Văn Đào. Nam Tiêu Cốc tuyệt sẽ không thỏa hiệp. Có thể bọn họ trong lòng lại rất rõ ràng, Lạc Hư Tông hôm nay có chuẩn bị mà đến, hôm nay tất nhiên không cách nào lành. Ai có thể cứu bọn họ? Thời khắc này Trương Nhược Linh khẩn trương đến trình độ cao nhất, dù là nàng đã là còn thật cảnh cường giả, nhưng như cũ thân thể đang run rẩy. Không biết là tức giận vẫn là cái gì. Diệp Thần con người đông lại một cái, vỗ vỗ bên cạnh Trương Nhược Linh, nhất thời một cổ linh khí hướng Trương Nhược Linh thân thể đi. Mà Trương Nhược Linh nguyên bản cảm giác khẩn trương, lại là hoàn toàn biến mất. Trương Nhược Linh có chút bất ngờ, nhìn về phía Diệp Thần nói, Diệp đại ca, mới vừa mới tỏ mò quái. Ta cảm giác đột nhiên rất dễ dàng. Diệp Thần lộ ra một đạo nụ cười, nhàn nhạt nói, Như Linh, ngươi cảm thấy ta có cần phải ra tay giải quyết Lạc Hư Tông sao? Chỉ cần ngươi gật đầu, ta liền ra tay. Một giây, hai giây. Trương Nhược Linh ngẩn ra, mở miệng nói, Diệp đại ca, ngươi bất quá thủy nguyên cảnh mà thôi, chớ có nói đùa. Diệp Thần. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Thần nhìn một cái Trương Nhược Linh. Không có nói tiếp. Nếu như đến lúc cần thiết, hắn tự nhiên sẽ xuất thủ. Thiếu cốc chủ, động thủ, chúng ta không cần sợ hãi. Xa xa, cũng có người rêu rao, muốn Trương Tiên Kiện ra tay, hung hãn dạy bảo một tí cái này không biết trời cao đất rộng người. Ngay tại trong một cái chớp mắt này, vậy nguyên bản hộ vệ ở Lạc Văn Đào sau lưng trong đó một đầu dị loại, bắn ra ra, cơ hồ là trong nháy mắt liền bước đến nói chuyện nam tử đỉnh đầu. Hai tay đồng thời đánh vào nam tử kia đầu lâu hai bên trái phải.
Bành! Vậy đầu của nam tử ra ngay tức thì nổ tung, lộ ra xương trắng hếu, thất khiếu chảy máu, sau đó, ngửa đầu thẳng tắp ngã về phía sau, hấp hối nằm ở trên mặt đất. Thấy một màn này, tất cả nam tiêu cốc gia đồ, toàn bộ đều giống như là bị sét đánh một tí, cảm thấy nghẹt thở. Vậy dị tựa hồ còn chút nào không biết đủ, tàn nhẫn nhìn cái khác nói chuyện gia đồ, lạnh lùng nói, hừ, dám đối với chúng ta thiếu tông chủ không tiếc lời, đáng chết. Ngươi! Cái khác nam tiêu cốc đệ tử muốn nói cái gì, nhưng nghĩ tới mới vừa rồi hình ảnh, lại lập tức cúi đầu xuống, nhanh chóng lui về phía sau, căn bản không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Như vậy thì nhất kích có thể chết người, còn ai dám ra tay? Lúc này, súng bắn chim đầu đàn, tất cả mọi người đều nắm chặt quả đấm, phẫn uất xấu hổ, nhưng không dám nói lời nào. Lạc Văn Đào, đây vốn là người ta tới giữa sự việc, cần gì phải dính dấp đến ta nam tiêu cốc ra đồ? Trương Tiên Kiện con người đông lại một cái, nói. Lui ra. Lạc Văn Đào thấy vậy, vung tay lên, đem thủ hạ kia kêu xoay người lại sau. Ha ha ha, cái này sớm đã không phải là người ta tới giữa chuyện, người nếu là có thể đời toàn bộ nam tiêu cốc làm chủ, vậy ta ngược lại là có thể thả qua những người này. Nói khoác mà không biết ngượng, ngươi là quên đã từng ở ta dưới quyền cầu xin tha thứ bộ dáng sao. Trương Tiên Kiện thanh âm lạnh như băng vang lên. Lạc Văn Đào hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, vậy tiểu xích long sau lưng, sinh ra đối với màu đỏ thẫm long rực một miếng, đã hóa là một đạo màu đỏ thẫm vầng sáng, trước một bước hướng Trương Tiên Kiện tới. Oanh! Mà Lạc Văn Đào ra thịt bên trên, toát ra từng cái trống lên, lớn chừng móng tay miếng vảy, đem hắn cả người bao trùm, hắn hai tay bên trong, ngưng tụ thành một đoàn long hỏa ma diễm, hướng Trương Tiên Kiện đánh tới. Xa xa Diệp Thần hơi kinh hãi. Ngược lại là không đi tới người này thân trong lòng long tộc huyết mạch, chỉ bất quá huyết mạch có chút hỗn loạn. Hình cầu ma diễm ngay tức thì nổ tung, hướng bốn phương tám hướng đi, toàn bộ nam tiêu cốc bên ngoài đại điện, ngay tức thì hình thành một phiến biển lửa. Ma diễm nhiệt độ cực cao, phổ thông nam tiêu cốc đệ tử, lúc này vội vàng sử dụng bảo vệ trận pháp, bảo vệ mình thân hình không bị ma diễm cháy. Trương Tiên Kiện thân thể đã chậm rãi bay cách mặt đất. Trong tay vậy xuất hiện một chuôi đầu rắn súng trường, thân thể cúi lao xuống, một đạo yếu ớt quy luật quấn quanh, ngay tức thì hóa là một đầu rắn ảnh, cấp tốc đâm về phía Lạc Văn Đào. Ở bảo vệ trận pháp sau nam tiêu cốc đám người, căn bản không thấy rõ Trương Tiên Kiện thân hình, chỉ có thể nhìn được, vậy giống như vòi rồng như gió cậy mạnh rắn ảnh. Ngao! Xông lên! Một người một rồng, vang dội long ngâm từ xích long trong tay phát ra, Lạc Văn Đào cuồng bạo tiếng gầm gừ vậy xuyên thấu ra. Toàn bộ đại điện ra, mặt đất thậm chí cũng hơi rung động một tí. Hai cổ lực lượng đối với xông lên, Lạc Văn Đào lui về phía sau ba bước, mà Trương Tiên Kiện hai quả đấm nắm chặt, đôi chân vừa bước, rất miễn cưỡng ổn định thân hình. Cái này vừa giao phong, để cho nam tiêu cốc mọi người thấy hy vọng, đây mới là bọn họ thiếu chủ, đủ để cùng thiên nhân vực mấy đại thiên điện yêu nghiệt đệ tử sánh vai, cái gì Lạc Hư Tông, bọn họ mới sẽ không sợ hãi, hưng phấn tỉnh giật tại bày tỏ. Thiếu cốc chủ huy vũ. Ở một cái gia đồ kêu hạ, tất cả đệ tử cũng đi theo kêu. Lạc Văn Đào nghe được thanh âm, trong lòng nín một đoàn lửa giận, trong cơ thể cổ xưa phù văn phun trào ra, toàn thân bắp thịt không ngừng bành trướng, sau đó, sải bước vượt mức quy định phóng tới. Mỗi bước lên trước, hắn thân thể liền sẽ tăng lớn một mét. Làm hắn vào tới Trương Tiên Kiện trước mặt thời điểm, thân thể đã đổi được có 9 trượng cao, biến thành một cái rưỡi người bán long sinh linh. Trong cơ thể ma long hơi thở, hóa là một phiến mảnh màu máu ma sương mù. Nhất kích chụp rắn ảnh. Một kích phá súng trường. Nhất kích bể công pháp. Thế như trẻ tre, không thể địch nổi. Lạc Văn Đào ma long hình thái có cường hãn thân thể, đối mặt Trương Tiên Kiện thế công không có chút nào né tránh, một móng chụp vào hắn. Vô số điều vết máu xuất hiện ở Trương Tiên Kiện trên thân hình, mà nhưng vào lúc này, xích long bóng người vậy đột nhiên xuất hiện ở Trương Tiên Kiện sau lưng, miệng to như chậu máu đã mở to. Ca! Trương Nhược Linh bi thiết thanh âm hô, cái này cậy mạnh thêm hèn hạ thế công, cuồng bạo thêm âm hiểm chiêu thức, thật sự là Trương Tiên Kiện cái này cùng quang minh lỗi lạc người khắc tinh. Có thể, giờ phút này đã không thể lui được nữa. Phía trước có Lạc Văn Đào vậy thế công ngang nhiên móng nhọn. Phía sau có xích long đã sớm mở to miệng to như chậu máu. Trương Tiên Kiện thân thể ngẩn ra, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, hắn đã không có biện pháp nào khác.
Mà nhưng vào lúc này, tất cả mọi người đều không có chú ý tới, Trương Nhược Linh bên người Diệp Thần động, ngay lập tức tới giữ liền chắn Trương Thiên Kiện trước người, rồi sau đó thật đơn giản đưa tay ra, một quyền, thậm chí không có võ đạo ý vận một quyền, đánh vào Lạc Văn Đào long chảo bên trên. Lạc Văn Đào thấy một màn này, khóe miệng cực độ dữ tợn. Ở hắn xem ra, cái này không biết sống chết thủy nguyên cảnh tiểu tử, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà, rất nhanh, hắn vậy dữ tợn diễn cảm động lại. Một quyền này, lại đem hắn vô tận cự lực, đỡ được. Cái gì? Lạc Văn Đào kinh ngạc nhìn cái đó vô căn cứ che đỡ thế công của mình thanh niên, như vậy ngang ngược nhất kích, hắn chỉ như vậy nhẹ bỗng chặn lại. Thằng nhóc, nếu như thức thời, thì tốt nhất không muốn xen vào việc của người khác, miễn được dẫn lửa thiêu thân. Diệp Thần nghiêng mặt đi, hướng Lạc Văn Đào liếc mắt một cái, nói, nếu như ta không thức thời đâu. Toàn bộ Nam Tiêu Cốc, không ít người đều bị Diệp Thần nói nơi chấn áp, dẫu sao, Lạc Văn Đào thực lực mạnh bao nhiêu, mới vừa mọi người nhưng mà quá rõ ràng. Hơn nữa, tiểu tử này tu vi bất quá thủy nguyên cảnh, thậm chí còn không có thiếu cốc chủ thiếu niên thời điểm cường hãn. Ở Nam Tiêu Cốc trong mắt mọi người, có người có thể đủ đứng ra cùng Lạc Văn Đào gọi nhịp, vốn là đáng giá mời bái phục. Nhưng lúc này, theo Trương Thiên Kiện sa sút, đám người đối với Lạc Văn Đào đã sinh ra sợ hãi tâm lý. Lúc này, một cái người lỗ mãng nhô ra, mọi người chỉ sẽ cảm thấy hắn là cái không hiểu nhận định tình hình con kiến hôi mà thôi. Đảm nhiệm ai nấy đều thấy được, Lạc Văn Đào lần này tới làm vô cùng chuẩn bị nhiều, cũng sớm đã là muốn dùng giết hại thỏa mãn hắn tư nguyện. Diệp đại ca, ngươi không phải hắn đối thủ, không nên vọng động. Trương Nhược Linh nhanh chóng tiến lên, kéo Diệp Thần, đối phương chỉ là bị mời tới Nam Tiêu Cốc làm khách, làm sao có thể bỗng dưng phối hợp tánh mạng. Lạc Văn Đào trong mắt lộ ra châm chọc thần sắc, được. Nếu thằng nhóc ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta thành toàn cho ngươi. Mở. Lạc Văn Đào hai vai hướng lên liền đứng thẳng, một cổ mạnh mẽ màu đỏ long khí đã từ trong thân thể trào hiện ra, hội tụ đến hắn hai cánh tay bên trong, hóa là màu đỏ thẫm long hỏa ma diễm. Tại chỗ tất cả Nam Tiêu Cốc người, cũng có thể cảm nhận được một cổ vô cùng là khí thức nóng bỏng, từ Lạc Văn Đào trên mình tản ra, giống như muốn đem toàn bộ Nam Tiêu Cốc hòa tan vậy. Ở nơi này long hỏa ma diễm nướng dưới, Nam Tiêu Cốc phòng thủ đại trận minh văn một chút xíu hiện ra, từng đạo khắc phạm văn đường vân hiện ra, hóa là vầng sáng, bao trùm ở toàn bộ trên mặt đất. Đối phương bây giờ có thể dung chuyển bảo vệ đại trận lực lượng. Trương Nhược Linh không nhìn được nuốt nước miếng một cái, ánh mắt rung động, Lạc Văn Đào thực lực, lại cường hãn như vậy. Diệp Thần lúc này trở tay đẩy một cái, đã đem Trương Nhược Linh đẩy về phía Trương Thiên Kiện, bảo vệ tốt muội muội ngươi, còn dư lại giao cho ta. Giờ khắc này, không chỉ Trương Nhược Linh bối rối, liền liền Trương Thiên Kiện cũng là bối rối. Ngao! Theo một tiếng long ngâm vang lên, Lạc Văn Đào cánh tay chợt về phía trước đẩy một cái. Nhất thời, một cái do long hỏa ma diễm ngưng tụ mà thành long ảnh, dương ra miệng lớn, lộ ra năm móng, mỗi một cây móng vuốt trên cũng lóng lánh đỏ thẫm sáng bóng, hướng Diệp Thần chỗ ở phương hướng vọt tới. Diệp Thần tay phải, hướng hư không một nặn, sát kiếm đã xuất hiện ở trong tay hắn. Ngay tại hắn cầm chuôi kiếm trong nháy mắt kia, khí tức trên người, đổi được tương đương sắc bén, tựa như là một tên nhìn bằng nửa con mắt vạn vật thượng vị giả. Huyết nguyệt đồ sát thiên trảm, ba bánh huyết nguyệt, lên. Diệp Thần quanh thân hồng mông hơi thở vào giờ khắc này giống như vô tận ngân hà vần quanh, càng phát ra cuồng bạo, nguyên lực lượng ở hắn lòng bàn tay bàng bạc mà động, không gian không ngừng nổ tung, vô số kẽ hở xuất hiện ở Diệp Thần bốn phía, bị hắn lực lượng vô địch nơi nghiền ép. Diệp Thần nổi giận gầm lên một tiếng, trên bầu trời, huyết nguyệt hạ xuống, vô cùng mênh mông sức mạnh to lớn bao trùm xuống, phảng phất từ năm tháng vô tận ngọn nguồn tấn công tới, phảng phất từ mênh mông hoàn vũ bên trong nghiền ép chư thiên vạn giới, vô tận tinh thần tới. Hủy thiên diệt địa chí cao uy nghiêm chấn nhiếp xuống, thiên địa vào giờ khắc này rên rỉ, nhật nguyệt vào giờ khắc này lật đổ, cho dù là vô tận tinh thần, lúc này cũng tản đi ánh sáng, thần phục ở huyết nguyệt dưới. Long hỏa ma diễm ngưng tụ long ảnh, đụng vào kiếm khí trên, lập tức bộc phát ra thanh âm niếc tai nhức óc, hai cổ lực lượng mạnh mẽ, hướng bốn phương tám hướng trào ra ngoài. Chung quanh tất cả Nam Tiêu Cốc đệ tử, toàn bộ bị tung bay. Lạc Văn Đào sắc mặt, đổi được ngưng trọng, trước mắt tướng mạo xấu xí này nam tử, tựa hồ không phải dễ trêu, người ngược lại có chút bản lãnh.
Lạc Văn Đào toàn lực ra tay, hai cánh tay hóa là móng nhọn, về phía trước một xông lên, người cùng to lớn kia long ảnh hòa làm một thể, từ đầu rồng vị trí xông ra ngoài, hai móng đồng thời đánh về phía Diệp Thần. Bành! Vậy huyết nguyệt dưới đỏ ửng kiếm quang, lúc này ở cái này móng to thế công dưới, hóa là một đoàn hỗn loạn kiếm khí. Màu đỏ thẫm long chảo, khoảng cách Diệp Thần càng ngày càng gần, ở hắn con người bên trong không ngừng phóng đại. Trương Nhược Linh hoảng sợ há to miệng, nếu như bị long chảo này bắt, vậy Diệp Thần thân thể, chỉ sợ cũng sẽ bị xuyên thủng, nàng hô hấp dồn dập, rồi sau đó ánh mắt vội vàng đóng hợp lại, tựa hồ là không muốn thấy tiếp theo máu tanh một màn. Nguyệt hồn chảm. Vô số đạo kiếm hình kiếm khí, tự nhiên ngưng tụ thành hình, vây quanh Diệp Thần xoay tròn phi hành, hóa là một cái kiếm khí khổng lồ lãnh vực. Vô cùng sáng chói kiếm khí, giống như 100 triệu cái đạn hạt nhân đồng thời nổ vậy, tuyệt mạnh đánh vào, hướng bốn phía phóng xạ ra. Diệp Thần sắc mặt bình tĩnh, đối với Lạc Văn Đào thực lực, hắn đã sớm rõ ràng, nếu như không phải là linh lực vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, hắn huyết nguyệt đồ sát thiên trảm, thì không phải là ba bánh huyết nguyệt, mà là năm vòng. Diệp Thần cổ tay nhanh chóng lay động, tạo thành từng vòng bạo có thể kiếm ảnh, phát ra gào thét tiếng, cùng người nọ long hợp nhất long ảnh đụng vào nhau. Bá! Diệp Thần thân hình lúc trước, cổ tay đột nhiên về phía trước duỗi một cái, chính xác xuyên qua vậy hình rồng hư ảnh, đem sát kiếm xuyên qua Lạc Văn Đào eo. Lạc Văn Đào trên mình chỗ hiểm bị kiếm khí chấn vỡ, trong miệng phát ra một tiếng kêu đau, eo bên trong chảy máu ra, thân thể về phía sau đổ bay. Nặng nề rơi trên mặt đất bên trên, trong miệng vậy phun ra máu tươi. Lúc này, hắn nửa người trên áo khoác đã bị kiếm khí đánh là phấn vụn, eo bên trong cục 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 ra chảy máu, để cho hắn chật vật không chịu nổi. Hắn hóa hình vảy rồng hai cánh tay, lúc này vảy rồng miếng vảy đã rụng, lộ ra máu thịt mơ hồ hai cánh tay. Tất cả người, bao gồm Trương Thị huynh muội, trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt cái này bọn họ cho rằng có chút cuồng vọng thanh niên. Thậm chí có người, còn dùng sức xoa xoa mắt. Hai kiếm, hắn chỉ dùng hai kiếm. Lại có thể như vậy thì đánh lui Lạc Văn Đào, còn lộ vẻ được thành thạo. Trương Nhược Linh cảm thấy tương đương không tưởng tượng nổi, từ thấy Diệp Thần bắt đầu, nàng liền một mực cho rằng Diệp Thần thực lực còn không có nàng cao, lúc này như vậy thực lực, thật là ẩn sâu không lọt. Thiên nhân vực lúc nào nhiều một cái như này nghịch thiên thiên tài. Phong Minh vuốt râu một cái, thở dài nói. Bốn vị bảo vệ Lạc Văn Đào dưới quyền, lúc này nhìn về phía Diệp Thần diễn cảm tràn đầy sợ hãi, hắn hai người chúng ta đỡ ở Lạc Văn Đào, để ngang Lạc Văn Đào trước. Muốn đi. Nam Tiêu Cốc đám người được bao vây thế, oán độc nhìn về phía Lạc Văn Đào, trên người hắn còn có người sống sờ sờ mệnh. Để cho bọn họ đi. Trương Tiên Kiện bưng ngực, ho khan nói. Thiếu cốc chủ. Để cho bọn họ đi. Phong Minh thanh âm vậy truyền tới. Lạc Hư Tông thế lực sau lưng cành lá đan chen, bọn họ Nam Tiêu Cốc từ trước đến giờ cùng đời vô tranh, không thể bởi vì tạm thời ý khí liền giết Lạc Hư Tông thiếu tông chủ, nếu không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Diệp Thần sát kiếm thu hồi, hắn chỉ là một người ngoài, lúc này đã ra tay, tự nhiên không thể phản bác chủ ý nguyện của người. Lạc Văn Đào đầy áp ánh mắt oán độc hung hãn nhìn chằm chằm Diệp Thần. Diệp Thần nhưng là vô cùng là thản nhiên chắp tay sau lưng, nhìn Trương Tiên Kiện. Còn không mau cút đi. Trương Nhược Linh đôi mi thanh tú vừa nhấc, hung hãn nhìn chằm chằm Lạc Văn Đào. Lạc Văn Đào không nói thêm gì nữa, có Diệp Thần ở đây, hắn chuyến này đã không chiếm được bất kỳ tiện nghi. Đi. Đáng chết này tiểu tử, tổng không thể vẫn ở Nam Tiêu Cốc. Nơi này, sớm muộn là thiên hạ của hắn. Toàn bộ Nam Tiêu Cốc lúc này trên dưới một phiến sôi trào, hãnh diện giống vậy cảnh tượng. Phân phó. Tất cả người bắt đầu từ hôm nay, khổ luyện đối chiến, thừa dịp thiên nhân vực thiên đạo suy thoái, cảm ngộ thuộc về mình quy luật và võ đạo. Phong Minh nhưng là vô cùng là lạnh lùng nói, nhưng nếu không có Diệp Thần ra tay, lần này, Nam Tiêu Cốc nhất định sẽ hao binh tổn tướng, mới vừa coi như Diệp Thần không ra tay, hắn vậy tuyệt đối sẽ không nhìn Trương Tiên Kiện vẫn thân mà ngồi yên không để ý đến. Dẫu sao Trương Tiên Kiện là bọn họ Nam Tiêu Cốc nhất tuyệt thế thiên tài. Nhất định không thể bỏ mạng ở người khác trong tay. Tộc thúc, Trương Tiên Kiện trên mặt mang một chút áy náy, ta không phải hắn đối thủ, để cho Nam Tiêu Cốc người thất vọng. Phong Minh lắc đầu một cái, trước Kiện, ngươi là chúng ta Nam Tiêu Cốc hy vọng, bất luận ở dưới tình huống nào đều không muốn nhẹ nói buông tha. Có lúc người không đơn thuần là tu hành công pháp, quan trọng hơn vẫn là,
có một viên bao dung hiền lành tim. Ngươi lần này mang về thanh niên, có lẽ chính là ngươi cơ duyên. Trương Tiên Kiện nhưng cười khổ, ta cũng nhìn không ra, hắn lại có như thực lực này. Thế gian nhân quả, rất nhiều cơ duyên cũng sẽ đối với đời người có lớn thay đổi. Phong Minh ánh mắt rơi vào cách đó không xa Diệp Thần và Trương Nhược Linh trên mình, sau đó nói, đi đi. Trương Tiên Kiện gật đầu, hoàn toàn không để ý quanh thân thương thế, hướng Diệp Thần đi. Diệp đại ca, không nghĩ tới ngươi như thế lợi hại. Trương Nhược Linh khen ngợi nói, cái đó Lạc Văn Đào nên có người hung hãn làm thịt hắn. Diệp Thần khẽ mỉm cười, như cũ đứng tại chỗ, so với Trương Nhược Linh xúc động, lúc này Trương Tiên Kiện mới càng có lời muốn nói. Diệp huynh đệ, Trương Tiên Kiện quanh thân vết máu còn để cho nhân tâm kinh, nhưng là vết thương nhưng lấy tốc độ cực nhanh khôi phục. Diệp Thần vô tình giấu giếm, chỉ là hai vị thỉnh tình khó chối từ. Diệp Thần vô cùng là nghiêm túc nói, chỉ là, lúc này, thiếu cốc chủ trước hay là được trị thương. Ca, chính là, có lời gì chờ ngươi tốt lắm nói sau. Trương Tiên Kiện thấy Diệp Thần rõ vẻ mặt, vẫn là thản nhiên như thường, xem ra hắn thân phận cũng không đơn giản. Ừ, Diệp huynh đệ hiểu lầm, ta cũng không có hỏi tới ý, chỉ là cảm ơn ngài ở trong lúc nguy cấp cứu thương. Trương Tiên Kiện cảm ơn ân cứu mạng của ngài. Trương Tiên Kiện hết sức trịnh trọng làm y, biểu đạt cảm tạ của mình ý. Thiếu cốc chủ nghiêm trọng. Diệp Thần giơ tay lên hư đỡ dậy Trương Tiên Kiện, đưa ra một viên thuốc, nói, long chảo này quào trầy tổn thương, không như vậy dễ dàng hết bệnh, cần yên tĩnh điều dưỡng, bất quá ăn vào viên thuốc này sẽ khôi phục mau một chút. Đa tạ Diệp huynh đệ, Linh Nhi, đem Diệp huynh đệ đưa về Động Thiên đi. Trương Tiên Kiện không có tìm ra ngọn nguồn thăm dò, không có khẩn cầu bảo vệ nhỏ, hắn chỉ là yên lặng cảm ơn Diệp Thần, tâm tính khí độ hiện ra hết không thể nghi ngờ. Diệp Thần yên lặng ở đáy lòng thở dài nói, chỉ phải có đầy đủ thời gian, lại nhất định có cơ duyên, Trương Tiên Kiện nhất định có thể trở thành thiên nhân vực một khối cự phách. Diệp đại ca, người thật thật lợi hại. Trương Nhược Linh dọc theo đường đi đã lặp lại không biết bao nhiêu lần, Diệp Thần lỗ tai đều có chút dậy kén. Bất quá, Diệp đại ca, người nếu như thế lợi hại, làm sao sẽ nghĩ phải cùng chúng ta hồi Nam Tiêu Cốc à? Trương Nhược Linh dù sao cũng là một còn trẻ cô gái, trong lòng tâm tò mò so với Thịnh. Diệp Thần cũng không muốn che giấu, đối với Trương Thị huynh muội, hết sức chân thành thiên tính trọng yếu hơn. Nghĩ tới đây, Diệp Thần liền chỉ Trương Nhược Linh một mực đeo ở trên người ngọc bội, thản nói, thật ra thì ta là nó tới. Trương Nhược Linh nghe lời nói này, trong ánh mắt ngay tức thì để lộ ra mấy phần cảnh giác. Nàng lui về phía sau mấy bước, do dự mấy giây, nói, ngươi gặp qua nó. Vẫn là biết nó. Nhược Linh, ta cũng không ác ý, chỉ là, ngọc bội này đối với ta cực kỳ trọng yếu. Diệp Thần giải thích, hơn nữa từ trên mình móc ra kiếp trước lưu lại thần ấn ngọc bội. Ừ, cái ngọc bội này phía trên đường vân vì sao cùng ngọc bội của ta phía trên giống nhau như đúc. Trương Nhược Linh lúc này thấy thần ấn ngọc bội, trên mặt cảnh giác chậm rãi biến mất, lấy đối phương thực lực, coi như là cứng rắn cướp vậy dư sức có thừa, nhưng là Diệp Thần nếu có thể quá đã cầm ra ngọc bội, thuyết minh hắn cũng không có ác ý. Cái ngọc bội này lai lịch đối với ta rất trọng yếu. Ta muốn tìm cái đó cầm ngọc bội để lại cho người ta rơi xuống. Diệp Thần nửa thật nửa giả, hư hư thật thật mà nói, để cho Trương Nhược Linh hoàn toàn yên lòng. Diệp đại ca, nhưng mà, cái này ta đáp ứng không nói. Trương Nhược Linh có chút do dự vừa nói, nhưng là đối mặt cái này mới vừa ra tay bảo vệ anh mình người, nàng từ đầu đến cuối không nhẫn tâm cự tuyệt hắn. Được rồi, ngươi là ta Nam Tiêu Cốc ân nhân, lại là ta Trương Nhược Linh ân nhân, ta cũng có thể cảm giác được ngươi không phải người xấu, ta. Có thể nói cho ngươi, Trương Nhược Linh dừng một chút còn nói, nhưng là, ngươi không thể nói cho người khác. Diệp Thần tự nhiên sẽ giữ đúng cam kết, Diệp Thần vô cùng nghiêm túc nói. Cái ngọc bội này, nhưng thật ra là ta sư phụ cho ta. Trương Nhược Linh con mắt đổi được có mấy phần yêu thương, sư phụ là trên cái thế giới này. Trừ ca ca ngoài ra, đối với ta người tốt nhất. Nhưng là rất đáng tiếc, nàng đã về cõi tiên. Diệp Thần nguyên bản tràn đầy hy vọng ánh mắt, lại trở nên có chút ảm đạm. Vậy sư phụ ngươi cũng là Nam Tiêu Cốc người sao? Trương Nhược Linh lắc đầu một cái, không phải, sư phụ nàng là sau đó đi tới Nam Tiêu Cốc, nàng đã từng nói, nàng xuất từ một cái thiên nhân vực kêu thần môn thế lực. Sư phụ nói, ban đầu thần môn lại là bao trùm ở bây giờ thiên điện bên trên.
thần môn. Trương Nhược Linh gật đầu một cái, năm đó sư phụ chết trước, cho ta cái ngọc bội này, còn có một phong thư, một tấm bản đồ, hơn nữa lặp đi lặp lại dặn dò chúng ta đến còn thật cảnh 6 tầng thiên sau này, liền đi thần môn, đem thư đưa cho thần môn tông chủ. Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nói như vậy, có lẽ cái ngọc bội này chính là xuất từ thần môn chìa khóa. Đây là ta duy nhất biết chuyện, hy vọng đối với Diệp đại ca có trợ giúp. Trương Nhược Linh vừa nói, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần từ đầu đến cuối không nói gì, nghiêm túc suy nghĩ tất cả loại có thể, xem ra thần môn chính là cái này thần ấn ngọc bội đầu mối. Có trợ giúp, đa tạ. Trương Nhược Linh trên mặt len lén nổi lên vẻ tươi cười, ta hiện tại đã là còn chân cảnh 5 tầng thiên, có lẽ không lâu liền sẽ đánh vào 6 tầng thiên, đến lúc đó ta liền có thể đến thần môn. Diệp Thần gật đầu một cái, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể giúp ngươi hộ pháp, bảo đảm ngươi có thể an ổn đột phá. Ngươi muốn ta đột phá sau này mang ngươi đi thần môn. Trương Nhược Linh ngay tức thì công khai. Diệp Thần không chút nào dự định ẩn núp kế hoạch của mình, 10 phần thẳng thắn gật đầu một cái. Ừ, ta cần đến thần môn, tìm được ngọc bội này lai lịch. Trương Nhược Linh lần nữa cẩn thận đánh giá cái này long lanh trong suốt ngọc bội, đối với Diệp Thần như vậy thản nhiên mục, nàng bây giờ đối với Diệp Thần vô cùng là tán thưởng, người này không chỉ có thực lực siêu quần hơn nữa thản nhiên giống như ca ca mình. Huống chi, từ nhỏ, nàng liền đối với sư phụ trong miệng thần môn tràn đầy hướng tới. Kết quả là dạng địa phương gì, mới có thể ra đời sư phụ như vậy tồn tại. Được, ta đáp ứng ngươi, Trương Nhược Linh nói. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, có chút bất ngờ, nhưng cũng không nói nhảm, mà là chắp tay nói cảm ơn. Trương Nhược Linh khẽ mỉm cười, xinh đẹp nũng nịu vẻ mặt lộ vẻ được vô cùng là đáng yêu, là ta phải cảm ơn ngươi cứu ca ca ta tánh mạng. Lớn như vậy ân tình, đừng nói chỉ là dẫn đường, coi như là bỏ ra ta tánh mạng, ta cũng ở đây không tiếc. Diệp đại ca, ta sẽ đi ngay bây giờ đánh vào còn thật cảnh 6 tầng thiên. Diệp Thần chắp hai tay sau lưng, hai tròng mắt lóe lên tự tin quang. Hắn võ đạo và cảm ngộ áp đảo toàn bộ thiên nhân vực, hướng dẫn Trương Nhược Linh đột phá nhất tầng thiên, không hề coi là khó khăn. Một ngày thời gian đủ. Một ngày sau, Nam Tiêu Cốc. Rào rào. Một đạo mảnh khảnh bóng người hóa là một đạo lưu quang, hoành qua bầu trời, trực tiếp rơi vào Nam Tiêu Cốc phía dưới mặt đất. Ngay tại nàng rơi trên mặt đất trong nháy mắt kia, nguyên bản trong cốc ngang qua con sông, lại nhanh chóng ngưng kết, biến thành có một cái băng hà. Thành công! Trương Nhược Linh trên mặt lộ ra kinh ngạc vui mừng thần sắc, nàng dị bẩm thiên phú, nhưng là cùng Nam Tiêu Cốc truyền thừa hình thú trường thương nhất mạch nhưng một trời một vực, nàng trời xanh trí âm tới hàn thiên phú. Nếu như không phải là gặp phải sư phụ, nàng căn bản không có thể tu luyện tới còn chân cảnh 5 tầng thiên. Mà hôm nay, ở Diệp Thần dưới sự trợ giúp, nàng lại tu luyện đến còn thật cảnh 6 tầng thiên. Tu hành lúc nào thay đổi như vậy đơn giản? Ừ, Diệp Thần khẽ gật đầu, có bát quái thiên đan thuật và huyền hàn ngọc phò hộ Trương Nhược Linh tấn thăng, thất bại mới kỳ quái. Đa tạ Diệp đại ca. Dứt lời. Trương Nhược Linh đã đem lan tràn khắp nơi khí lạnh thu liễm hồi trong cơ thể. Nhưng dù vậy, lấy nàng là trung tâm, chu vi 10 trượng mặt đất, như cũ kết ra trắng xóa hàn xương, tu vi hơi thấp Nam Tiêu Cốc ra đổ một khi đến gần, ngay tức thì cũng sẽ bị đông thành tượng đá. Trên bầu trời đột nhiên oanh động lên, toàn bộ hư không điện thiểm lôi minh. Là lôi kiếp. Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, Trương Nhược Linh chỉ là còn thật cảnh 6 tầng thiên. Liền có thể đưa tới lôi kiếp, nhất định có chỗ không giống bình thường, nhưng rốt cuộc là công pháp vẫn là huyết mạch. Trương Nhược Linh trên đỉnh đầu, đã ngưng tụ ra một phiến màu đen mây sấm, có cái này mấy chục đạo sấm sét màu tím ở trong mây qua lại, thả ra làm người ta hít thở khó khăn lực lượng hủy diệt. Bót bót, một đạo tia chớp đánh xuống, hướng Trương Nhược Linh trực tiếp hung hăng bổ xuống. Làm thế nào? Trương Nhược Linh mặt đẹp lúc này đã là trắng bệch một phiến. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới cái này lôi kiếp uy lực lại lớn mạnh như vậy, nếu như không phải là Diệp Thần kịp thời đem nàng kéo, vậy ngất trời khí thế mây sấm, nhất định đã đem nàng chém thành đất khô cằn. Thử một chút có thể hay không chống lại lôi kiếp. Diệp Thần la lớn, trong tay sát kiếm đã sử dụng, chuẩn bị tùy thời thay Trương Nhược Linh chặn lôi kiếp. Được. Trương Nhược Linh trong tay hàn băng trường thương giơ lên thật cao, tản mát ra ngang ngược băng cạnh hơi thở. Làm cho trong không khí ngưng kết ra một phiến phiến lưỡi đao vậy hoa tuyết,
theo trường thương múa, đánh về phía hướng nàng mãnh liệt mà đến mây sấm. Diệp Thần duy trì cực cao tính cảnh giác, ở Trương Nhược Linh vung ra trường thương trong nháy mắt, Thuất Thổ Nguyên Phù đã kết thành Trấn Thiên Hoàng thành trận, phò hộ ở Trương Nhược Linh bốn phía. Ung ung, vô số khí tức cuồng bạo ở nơi này Nam Tiêu Cốc văng tung tóe mở, hai cổ tàn bạo cường hãn hơi thở, tản mát ra thôn thiên diệt địa hủy diệt ý tư. Hàn băng khí tức âm hàn, cuối cùng bọc lại vậy một đạo lôi hỏa, đem nó miễn cưỡng kéo nhập băng hà bên trong. Chặn lại. Trương Nhược Linh không thể tưởng tượng nổi nhìn trong tay hàn băng trường thương, đây chính là còn thật cảnh 6 tầng thiên thực lực sao. Xa so 5 tầng thiên mạnh hơn à. Diệp Thần khóe miệng vậy gợi lên vẻ mỉm cười, xem ra cái này lôi kiếp nhìn hù dọa người, cũng bất quá là còn thật cảnh 6 tầng thiên nơi gọi ra, uy lực không tính là quá lớn. Lôi hỏa không ngừng rơi xuống, đem Trương Nhược Linh đông lại băng hà chém thành băng vụn. Mà Trương Nhược Linh hàn băng trường thương giống như một cái băng xương du long, đem vậy từng đạo lôi kiếp ngọn lửa, rối rít hóa giải. Đa tạ Diệp huynh đệ giúp muội muội ta tấn thăng. Trương Tiên Kiện nghe được lôi kiếp động tĩnh, cũng là cực nhanh đuổi đến nơi này, lại là thấy được để cho hắn kinh ngạc vui mừng một màn. Một cái nhấc tay mà thôi, lệnh muội tư chất đãi ngộ, thiên tư lớn lao. Không có Diệp huynh đệ phò hộ, Linh Nhi tấn thăng sẽ không như vậy nhanh chóng. Không cần khách khí, ta cũng có chuyện cần lệnh muội hỗ trợ. Diệp Thần quay đầu nhìn một cái Trương Tiên Kiện, từ vậy ngày sau, hắn cũng chưa có hỏi lại qua một câu mình thân phận. Linh Nhi đã cùng ta nói, thật ra thì Linh Nhi sư phụ qua đời sau đó, ta cũng từng đã đáp ứng Linh Nhi, đến khi đạt tới 6 tầng thiên, giúp nàng đem thư tiên đưa về thần môn. Trương Tiên Kiện ánh mắt nhưng treo lên một vẻ ưu buồn, chỉ là hôm nay, Lạc Hư Tông dục dịch, ta thì không cách nào rời đi Nam Tiêu Cốc. Có Diệp huynh đệ phụng bồi Linh Nhi đi, ta ngược lại là yên lòng. Ngươi yên tâm, ta nhất định phò hộ lệnh muội chu toàn. Diệp Thần khẳng định nói, Trương Tiên Kiện lời ấy đã đem người hắn tình đổi thành nhân tình của mình, bất quá là muốn mình một cái cam kết, bảo vệ Trương Nhược Linh, huynh trưởng chi tâm, đáng quý. Đa tạ Diệp huynh đệ, Trương Tiên Kiện gật đầu liên tục, hắn đã lấy được hắn muốn, nếu như thế, trong cốc công việc phong phú, ta liền không quấy rầy. Được, Diệp Thần khẽ vuốt cằm, nhìn Trương Tiên Kiện rời đi hình bóng, từ trong lòng ngực móc ra một viên thuốc, đây là tán tức đan, lòng buồn bực lúc có thể uống, có một số việc, hết sức liền tốt. Trương Tiên Kiện mặt liền biến sắc, nhưng không nói gì nữa, chỉ là xoay người nhận lấy Diệp Thần đan dược trong tay, ôm quyền rời đi. Ca ta đi như thế nào? Trương Nhược Linh lúc này trên khuôn mặt nhỏ nhắn, còn mơ hồ có sấm sét tạo thành nổ bụi bặm, bị nàng lau ở mình gò má bên trên. Được rồi, trong cốc sự việc tương đối trọng yếu, chờ ta chậm một chút lại đi cùng hắn nói. Diệp Thần gật đầu một cái, tấn thăng sau đó, tim càng cần hơn vững chắc, cường hóa đạo tâm. Ngươi lại nghỉ ngơi cho khỏe đi. Yên tâm đi Diệp đại ca, trễ nhất hậu thiên, chúng ta liền lên đường đi thần môn. Trương Nhược Linh một bộ ta biết diễn cảm, nàng biết bằng Diệp Thần năng lực, ở lại bọn họ Nam Tiêu Cốc là hạ mình, hơn nữa xem Diệp Thần trước vậy tiêu trước hình dáng. Muốn đến ngọc bội kia lai lịch hẳn vô cùng trọng yếu, cho nên nàng không hề dự định ở củng cố cảnh giới tu vi trên tiêu phí quá thời gian dài. Hơn nữa, vậy dẫu sao là sư phó tông môn, mình là sư phụ đệ tử duy nhất, muốn đến cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Được. Hai ngày sau, hư không biến dạng, một nam một nữ hai đạo thân ảnh xuất hiện ở một phiến sa mạc. Màu máu đỏ sa mạc, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, lộ vẻ được diêm dúa mà đẹp. Phía trên mỗi một khối đá cũng giống như long lanh trong suốt màu đỏ mã não vậy, tản ra vô thượng quỷ mị. Diệp Thần và Trương Nhược Linh đứng ở đàng xa, cái này sa mạc chỗ sâu khe hở đang dần dần mở rộng, hơn nữa hướng ra phía ngoài nhanh chóng duyên thân, tạo thành một khối lại một khối bị phân chia không gian. Vô cùng là nóng bỏng hơi thở, ùn ùn kéo đến từ lòng đất sôi trào ra. Ung ung, vậy sâu trong lòng đất, hơi thở mạnh mẽ phá sập tiếng truyền tới. Thả ra máu tanh mãng hoang hơi thở. Diệp đại ca, nóng quá. Trương Nhược Linh nắm dây cuốn bản đồ tay, đã không tự chủ kèm thêm liền một tầng mịn băng xương. Băng cùng lửa, muốn đến liền lẫn nhau cảm giác vô cùng là bén nhạy. Nơi này nhất định chuyện gì xảy ra không giống tầm thường sự việc, đưa đến cùng bản đồ ghi lại có khác biệt. Vậy xuyên qua nơi này, thật có thể đến thần môn sao? Diệp Thần cũng không xác định. Cái này phiến sa mạc mênh mông mà bát ngát,
căn bản không thấy rõ sau lưng là cái gì. Ta thử một chút hư không lối đi. Rào rào. Màu máu đỏ sa mạc chỗ sâu, từ không gian kẽ nứt lan tràn ra, phát ra chói tai biến dạng tiếng, đem đúng cái hư không lối đi xé thành mảnh vỡ. Diệp Thần diễn cảm ngay tức thì trở nên có chút lạnh như băng, xem ra, nơi này chỉ có thể từ nơi này sa mạc bên trên đạp đi qua. Diệp Thần bàn tay bắt Trương Nhược Linh, từ năng lượng rung động trung tâm đánh ra, bay rơi xuống mặt đất. Diệp đại ca, làm thế nào? Trương Nhược Linh vốn là ra đời so với thiếu, đối mặt cái này khá là khó giải quyết lại tràn đầy quỷ dị sa mạc, dĩ nhiên là trong lòng đại loạn, không có biện pháp chút nào. Diệp Thần híp mắt, cẩn thận quan sát cái này sa mạc, ngắm nhìn cái này trên sa mạc không vậy tầng tầng lớp lớp mực màu đen tầng mây. Hồi lâu sau đó, Diệp Thần đột nhiên lộ ra một đạo nụ cười, nếu làm khó dễ, vậy thì bổ ra một con đường tới. Trương Nhược Linh hơi biến sắc mặt, nhưng là thoáng qua tới giữa đã rõ ràng Diệp Thần mục. Vô luận cái này phiến sa mạc ký thác trận pháp gì, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, cũng chẳng qua là cá trên thớt mà thôi. Nguyệt hồn chảm. Diệp Thần trong mắt thần quang bạo tránh, phần huyết quyết, thiên yêu thân thể vân. Vân, tất cả đều thi triển đến trình độ cao nhất. Trường kiếm trong tay cua múa, chém ra một đạo ánh trăng, thời khắc này ánh trăng nhưng là trở thành đen thui vẻ, hàm chứa cực kỳ mãnh liệt khí tức hủy diệt. Mà đây đen nhánh tháng sông, dâng trào về phía trước, hướng xuống đất hung hăng đánh đi. Ầm, màu máu đỏ đất đai kẽ nứt ở một kích này dưới, mặt đất chia làm hai, lộ ra mang theo màu máu đỏ thổ nhưỡng. Người nào, dám ở ta thần môn ra lỗ mãng? Một tiếng vang vọng như trung giọng. Từ sa mạc sau đó truyền tới. Diệp Thần thần giác vuốt, cái này sa mạc căn bản là biện pháp che mắt, bản đồ không có sai, chẳng qua là vốn là thần môn vào miệng, bị cái này sa mạc ngăn trở ngại. Mà trước vậy hư không lối đi không cách nào sử dụng, cũng không phải là cái này sa mạc uy lực, mà là lối đi thông hướng địa phương, bị thần môn bảo vệ trận pháp bảo vệ, đem hư không lối đi đè ép nổ tung, không cách nào tiến về trước. Lúc này ở Diệp Thần toàn lực công kích dưới, bị một phân thành hai khô khốc mặt đất, dần dần lộ ra diện mạo vốn có. Đó là một cái nguy nga khổng lồ dãy núi, liên miên mấy ngàn dặm, giống như một con thần long nằm ngang ở lớn, tản mát ra một loại khí thế bàng bạc. Dãy núi kia ước chừng cao đến hơn 6,000 gạo, địa thế tương đương hiểm yếu, một tòa vô cùng là cao ngất sơn môn, giống như trong dãy núi một viên đầu rồng, đột ngột thêm nhọn cao vút ở phía trước. Dãy núi kia bên trong có một cổ lực lượng thần bí, thấm vào vậy hình dạng bề mặt trái đất bên trong, làm cho cả dãy núi dị thường vững chắc. Diệp Thần đứng ở vốn là sa mạc bên trên, hướng lên nhìn ra xa, nơi này chính là thiên nhân vực thần môn, xem ra thiên nhân vực ẩn núp thế lực so ta tưởng tượng còn nhiều hơn hơn. Trương Nhược Linh đã sớm bị cái này rời hình đổi ảnh cảnh tượng nơi rung động, lúc này nhìn khí thế như vậy hùng vĩ thần môn, trong lòng không khỏi nhớ tới sư phụ. Khó trách nàng lúc ấy một thân một mình đi tới Nam Tiêu Cốc, giơ tay nhấc chân nhưng như vậy thần tiên khí độ, lúc đầu, nàng thế lực sau lưng lại là lớn mạnh như vậy. Tại hạ Diệp Thần, đặc biệt tới đưa tin. Diệp Thần thần sắc lãnh đạm, nhìn về phía vậy đứng ở thần môn trước khi người, cao giọng hô. À, người nọ thân người mặc trường bào màu đen, quanh thân tản ra ánh sáng màu đen, đem hắn cả người mặt mũi và thân hình núp ở một phiến hắc vụ dưới. Đây là tín vật. Trương Nhược Linh từ nơi cổ cầm ra ngọc bội, vậy long lanh trong suốt ngọc bội, lóe lên mắt sáng ánh sáng. Thần môn bên trong tựa hồ hàm chứa một cổ lực lượng thần bí, từ trong ra ngoài tản mát ra, ngọc bội ngay tức thì đổi được vô cùng là vững chắc, thậm chí giống như thép vậy. Thứ gì, chưa bao giờ gặp qua. Vậy hắc phụ dưới bóng người, thanh âm tràn đầy bạo ngược ý, hoàn toàn một bộ không nhận biết ngọc bội ý. Thần môn nơi quan trọng. Không phải ngươi chờ Tiếu Tiểu Khả lấy bước vào. Sư phụ ta kêu Tề Tiêu Nhi, nàng là thần môn đệ tử, đây là nàng cho ta nhập môn tín vật, ngươi không thể nào không nhận biết. Trương Nhược Linh dùng sức cầm ngọc bội cầm ở trong tay dơ dơ, sư phụ của nàng là như vậy mạnh mẽ, thần môn đệ tử làm sao có thể không nhận biết nàng. Cái gì Tề Tiêu Nhi, Đủ Xuân Nhi, chưa từng nghe qua. Bóng đen sinh linh trên nhảy tới mấy bước. Vậy nồng đậm nghẹt thở cảm giác bị áp bách ép tới gần tới. Trương Nhược Linh nhưng không sợ hãi chút nào tiến lên một bước, ta sư phụ là Tề Tiêu Nhi, nàng trước khi lâm chung đem ngọc bội cho ta, để cho ta tới thần môn đưa tin. Hồ đồ ngu xuẩn,
Bóng đen kia thanh âm tức giận gầm thét ra, đã nhiều ít năm không người nào dám ở thần môn trước mặt dương oai. Bán sơn trên bóng đen, giống như một đạo như sao rơi ánh sáng, thẳng tắp xông về Trương Nhược Linh. Diệp Thần con ngươi lạnh lẽo, hắn không nhận là Trương Nhược Linh sư phụ sẽ lừa gạt nàng, có thể dưới mắt sự việc hiển nhiên khâu nào xảy ra vấn đề. Trong tay hắn sát kiếm ngay tức thì hóa hình. Hắc ám nguyên phù hơi thở đã quanh quẩn ở sát kiếm bên trên, xông ra ánh sáng màu đen, hướng phi thân mà đến bóng đen chém tới. Oanh! Hai đạo màu đen hơi thở đụng vào nhau, phát ra kinh thiên động địa oanh bạo tiếng. Diệp Thần sát kiếm chống cự lên, lớn tiếng nói, phá cho ta. Bóng đen phát ra khặc khặc tiếng cười, một cây long cốt roi dài, từ bóng đen bên trong chiều ly ra, mang đen thui ảm đạm hủy diệt ánh sáng, quấn quanh lên sát kiếm. Diệp Thần hai chân một điểm, bay cao lên, lần nữa vung ra một kiếm. Suy suy,